Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1061, đệ nhất mỹ nữ tiên môn. Ninh Khiết nghe được câu nói tự tán dương mình của Hạ Thiên mà cảm thấy dở khóc dở cười, lúc này đã đến khi nào rồi, hắn còn có tâm tình đó sao? Thứ đó có hữu hiệu không? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi một câu. Tất nhiên rất hữu hiệu, thứ này tôi điều chế, sao không hiệu quả cho được? Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Nhưng hiệu quả rất tốt, vì vậy tôi chỉ cần dùng một nửa, còn lại một nửa. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục bổ sung. Vợ quỷ keo kiệt, chị đừng nên dùng thứ này, đây là xuân dược dành cho đàn ông, nếu phụ nữ dùng vào sẽ biến thành lê. Tất nhiên tôi sẽ không dùng. Ninh Khiết có chút dở khóc dở cười, nàng sao lại phải dùng xuân dược. Đừng nói thứ này dành cho đàn ông, nếu dùng cho phụ nữ thì nàng cũng không muốn động vào. Thôi được, vì vấn đề an toàn, tôi nên cất kỹ. Hạ Thiên lầm bầm, hắn cầm lấy bình thuốc chuẩn bị lên lầu, sau đó lại nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi, vợ quỷ keo kiệt, tôi sẽ lập tức dùng xuân dược và hấp thu âm hỏa, chị nhớ nó rõ với vợ Vi Nhi và chị Isabella, đừng cho bất kỳ kẻ nào vào phòng tôi, còn nữa, các chị cũng đừng vào. Tôi biết rồi. Ninh Khiết khẽ gật đầu, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Vì sao chúng tôi không thể vào? Trước kia mỗi khi cậu hấp thu âm hỏa thì tôi đều ở bên cạnh hộ pháp, chúng tôi không vào, nếu cậu gặp vấn đề gì thì phải làm sao? Vợ quỷ keo kiệt, vì các chị quá đẹp, đặc biệt là dáng người của vợ Vi Nhi quá tốt, vì vậy các chị đừng nên vào phòng, đừng để tôi nhìn thấy, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói với vẻ mặt chân thành. Đây chính là xuân dược lợi hại nhất trên đời. Đàn ông bình thường dùng vào sẽ động tình như dã thú, dù gặp người phụ nữ nào cũng nhào đến. Nhưng tôi không phải là đàn ông bình thường, lực khống chế cực mạnh, nhưng dù sao tôi cũng ăn quá nhiều, cũng phải khống chế cả âm hỏa trong người. Nếu tôi nhìn thấy phụ nữ xấu thì hoàn toàn có thể khống chế được, nhưng nếu tôi gặp các chị, sợ rằng sẽ khó thể áp chế, như vậy tất cả tâm huyết sẽ uổng phí, cho nên các chị đừng nên vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ không vào, chúng tôi sẽ ở bên ngoài trông coi. Còn nữa, chồng cũng nên đóng chặt cửa lại. Ninh Khiết lập tức đồng ý, sau khi nghe xong nguyên nhân thì nàng cũng thật sự không dám vào. Một người đàn ông ăn xuân dược siêu cấp gặp người đẹp sẽ thế nào, điều này dù là người bình thường cũng có thể nghĩ ra được. Hạ Thiên không nói điều gì nữa, hắn lên lầu, vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra ngân châm đâm hơn chục cái lên người. Lúc này âm hỏa được hắn khống chế chợt phóng ra, khí tức lạnh như băng, khoảnh khắc sau những luồng khí tức này đã muốn phóng về phía nửa thân thể còn lại, giống như muốn thôn phệ toàn thân. Dù nó hấp thu rất dễ dàng nhưng thật sự không dễ như vậy, chủ yếu là âm hỏa quá mạnh mẽ, sau khi âm hỏa và dương khí dung hợp vào nhau thì luồng chân khí này là cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn khủng bố hơn cả băng hỏa linh khí trong cơ thể Hạ Thiên. Nếu hắn muốn dùng băng hỏa linh khí hấp thu toàn bộ, tất nhiên không thể làm một lần là xong. Vì vậy chỉ có thể tiến lên từng bước. Hạ Thiên lẳng lặng ngồi dưới đất, nếu bên cạnh có người thì sẽ thấy hắn giống như đang ngồi ngủ, tuy ngủ như vậy có vẻ quái dị nhưng ngoài điều đó ra thì thật sự không thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt. Chỉ có mình hắn hiểu, lúc này trong cơ thể mình đang có một cuộc chiến cực kỳ dữ dội giữa hai loại chân khí, tuyệt đối không yên tĩnh. Bây giờ hắn hầu như muốn che đậy tất cả cảm giác với thế giới bên ngoài, tập trung tất cả tinh lực vào vấn đề dung hợp chân khí. Thời gian dần trôi qua, vô tình đã là sáng ngày hôm sau, ngài Vi Nhi và Isabella đang canh giữ ngoài phòng, Ninh Khiết khoanh chân ngồi ngoài phòng khách, nàng vừa vận công bảo trì tinh lực vừa dùng cảm giác nhạy cảm của mình để cảm nhận tất cả những gì xung quanh, nếu có uy hiếp gì đến gần thì nàng sẽ biết ngay. Cũng may từ tối qua đến bây giờ còn chưa có chuyện gì phát sinh, dù sao nơi này cũng là khu biệt thự xa hoa, nếu là bình thường thì khả năng có người gây sự là không lớn, bây giờ điều Ninh Khiết lo lắng nhất chính là có cửu nhân lợi dụng cơ hội đến ám toán. Như vậy sẽ phiền toái. Lúc này biệt thự 118 khu Hồ Hương Tuyết rất yên tĩnh, mà Thanh Phong Sơn ở phương xa cũng rất im ắng. Ánh sáng mặt trời vào mùa đông chiếu lên Thanh Phong Sơn, điều này làm cho Thanh Phong Sơn vốn xanh mướt mắt chợt trở nên cực đẹp, đáng tiếc là hôm nay tuy có ánh mặt trời nhưng lại là mùa đông, hơn nữa khung cảnh này là buổi sáng, lúc đó có hơi lạnh, vì vậy cảnh đẹp thế này chỉ có vài người được thưởng thức, vì mọi người đa số vẫn còn trốn trong chăn. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn làm cho gương mặt tuyệt mỹ càng thêm xinh đẹp kinh tâm động phách, cặp mắt xinh đẹp của nàng lại bắn ra hàn quang lạnh như băng đủ để triệt tiêu ánh mặt trời ấm áp,
giống như cây cối bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hàn ý trên người nàng mà run lên cầm cập. Tuy nàng có sự lạnh lùng đủ để làm cho tất cả mọi người phải rút lui, nhưng nếu lúc này có người gặp nàng thì nhất định sẽ thừa nhận, Thanh Phong Sơn này tuy đẹp nhưng người phụ nữ hắc y này đủ để làm cho Thanh Phong Sơn phải ảm đạm, lúc này nàng là phong cảnh đẹp nhất của Thanh Phong Sơn. Người phụ nữ hắc y đứng lặng lặng, một lúc lâu vẫn chưa cất bước bỏ đi, nếu như nói nàng đứng đây ngắm cảnh thì thực tế chỉ cần nhìn ánh mắt sẽ biết, nàng chẳng có hứng thú gì với khung cảnh nơi đây. Nàng chỉ đứng như vậy, không làm gì, nếu ánh mắt của nàng không chuyển động thì sợ rằng sẽ chẳng khác gì một bức tượng mỹ nữ tuyệt sắc, tất nhiên trên đời này sợ rằng cũng không có pho tượng nào được đẹp như vậy. Lại 10 phút nữa trôi qua, người phụ nữ hắc y chợt chuyển động, nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, sau đó biến mất một cách cực kỳ quỷ dị trên sườn núi, may mà lúc này không có người chứng kiến, nếu không sẽ cho rằng mình thấy quỷ. Thì ra trên thế giới này cũng còn tồn tại càn khôn đại trận, hèn gì không có ai tìm được ngươi. Người phụ nữ hắc y lầm bầm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Phong Sơn đã biến đổi. Nguyệt Thanh Nhã, 20 năm, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Một giọng nói động lòng người từ giữa không trung truyền xuống. Tiểu Mị, lên đây đi, ta đang chờ ngươi. Người phụ nữ hắc y chợt phóng lên không với một tư thế duyên dáng vô hạn, nàng bay thẳng lên đỉnh núi, một lát sau đã đến đỉnh Thanh Phong Sơn. Đỉnh Thanh Phong Sơn là một vùng bằng phẳng, rõ ràng đã được tu sửa, rất sạch sẽ, trên đỉnh núi là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mặc áo bào trắng. Người phụ nữ hắc y đến cách người phụ nữ áo bào trắng ba thước thì dừng lại, sau đó nàng cứ đứng lặng như vậy để nhìn, người phụ nữ áo bào trắng cũng không nói lời nào, hai người cứ lặng lặng nhìn đối phương như vậy. Tin chắc lúc này dù bất kỳ ai nhìn thấy các nàng đều không khỏi không thừa nhận đây là hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, dù là bất kỳ người phụ nữ nào khác được thấy tình cảnh này sẽ cực kỳ tự ti mặc cảm, các nàng sinh ra giống như chỉ để làm trang sáng để lấn át tất cả các vì sao chung quanh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là vẻ đẹp của các nàng lúc này không được người ngoài thưởng thức, trên đỉnh Thanh Phong Sơn lúc này ngoài các nàng ra thì chẳng còn ai. Tiểu Mị, người vẫn giống như 20 năm trước, không có gì thay đổi. Người phụ nữ áo bào trắng mở miệng phá vỡ khung cảnh yên ắng, giọng điệu của nàng rất ôn hòa, thật sự rất cảm khái. Nhưng ngươi lại không giống như 20 năm trước. Giọng điệu của người phụ nữ hắc y vẫn lạnh như băng, giống như còn có chút phẫn nộ. 20 năm trước ngươi là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn, cũng là vị đệ tử trẻ tuổi và có hy vọng nhất, là tương lai của cả Phiêu Miểu Tiên Môn. Sau khi ngươi được công nhận làm môn chủ thì vinh dự là đệ nhất mỹ nữ, ngươi là một người mà đàn ông phải ao ước. Tất cả đàn ông chỉ là kiến hôi, ngươi căn bản không quan tâm đến bọn họ, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ ngươi là một con phàm nhân ti tiện, đã bị ô uế thân thể. Người phụ nữ hắc y nói đến đây thì hầu như không khống chế được mà giống lên. Nguyệt Thanh Nhã, sao ngươi lại như vậy? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi là thượng tiên cao cao tại thượng, sao ngươi có thể cùng ở chung với đám thường nhân? Thậm chí còn ở chung với loại đàn ông thấp hèn ti tiện như Hạ Thiên. Chương 1062, quyết đấu không chấm dứt. Người phụ nữ áo bào trắng chính là Nguyệt Thanh Nhã, người phụ nữ hắc y cũng không phải là ai khác, chính là Tống Ngọc Mị đã tìm Nguyệt Thanh Nhã ở khắp nơi, tất nhiên Nguyệt Thanh Nhã biết rõ tên thật của người này không phải là Tống Ngọc Mị, mà là Dạ Ngọc Mị. Nguyệt Thanh Nhã đối mặt với sự tức giận của Dạ Ngọc Mị mà vẫn rất bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, vẫn yên tĩnh như nước giếng sâu, rõ ràng nàng cũng không tức giận. Tiểu Mị, những lời ngươi vừa nói chẳng qua chỉ là biểu tượng, người khác có lẽ xem ta là người cao cao tại thượng nhưng ngươi nên hiểu, trong lòng ta chưa bao giờ phân chia đẳng cấp cao quý và ti tiện. Ta không phải là tiên nữ cao quý, Hạ Thiên cũng không phải là phàm nhân ti tiện, còn Phiêu Miểu Tiên, 20 năm qua rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay về sao? Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi. Thật ra, Tiểu Mị, những chuyện này thật sự không thể nói cho rõ, ngươi biết ta muốn gặp ngươi để nói điều gì không? Tất nhiên ta biết rõ, ngươi không phải muốn biết Hạ Thiên ở nơi nào sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Nhưng phải làm ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết hắn đang ở đâu. Tiểu Mị, ta không phải muốn biết cậu ta ở đâu. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu, trong cặp mắt xinh đẹp của nàng chợt bùng lên những luồng hàn quang lóng lánh, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ dịu dàng. Ta chỉ muốn nói, ngươi còn sống, ta cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ của Dạ Ngọc Mị chợt có chút hòa hoãn khi nghe được câu nói này, cặp mắt lạnh băng cũng có chút hòa hoãn, nhưng nàng lại rơi vào trầm mặc, một lúc lâu không nói gì. Tiểu Mị,
sau khi 16 tuổi thì ngươi vẫn là kẻ thù của ta, nhưng ta hiểu, thật ra ngươi không thật sự coi ta là kẻ thù, ta cũng biết, ngươi biết ta còn sống cũng cảm thấy rất vui. Âm thanh dịu dàng của Nguyệt Thanh Nhã lại vang lên, nàng khẽ thở dài, trong giọng nói có thêm vài phần tang thương. 20 năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta tin ngươi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, những hiểu lầm năm xưa thật ra ngươi đã suy nghĩ thông suốt, với sự thông minh của ngươi, với những gì ngươi biết về ta, ngươi còn nghĩ rằng năm xưa ta ruồng bỏ tình nghĩa giữa hai bên sao. Câu nói của ta năm xưa cũng không muốn ngươi trở thành kẻ địch của ta, nhưng ta không ngờ ngươi lại cho rằng đó là thật, chúng ta cũng không cần tiếp tục cứng đầu, chúng ta đã từng sống nương tựa vào nhau, mà bây giờ trên đời chỉ còn lại hai người chúng ta cứ nên tiếp tục như trước sao. Ngươi thấy thế nào? Dạ Ngọc Mị không nói gì nhưng trong cặp mắt lạnh lùng như băng có chút hơi ấm, nếu để người Tống gia và Hạ Thiên thấy được tình cảnh này thì nhất định sẽ chấn động, vì bọn họ đều không thể ngờ người phụ nữ lạnh như băng này sẽ có lúc như vậy. Lúc này gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Ngọc Mị cũng liên tục thay đổi nhiều biểu cảm, rõ ràng lời nói của Nguyệt Thanh Nhã đã làm nàng xúc động, làm nàng nhớ đến nhiều chuyện, những thứ đó làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, làm nàng sung sướng và khổ sở. Tiểu Mị, Thanh Phong Sơn này là nơi mà ta mất vài năm mới tìm được, đây là nhà ta, cũng là nhà của ngươi, chỉ cần ngươi tình nguyện, sau này ta và ngươi vẫn có thể cùng nhau ở một chỗ. Giọng nói dịu càng của Nguyệt Thanh Nhã lại tiếp tục truyền vào trong tai Dạ Ngọc Mị, ánh mắt nàng nhìn về phía Dạ Ngọc Mị cũng rất chân thành. Phải không? Dạ Ngọc Mị giống như phục hồi tinh thần trở lại, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, ánh mắt cũng lạnh băng. Những lời nói thế này năm xưa ngươi đã từng nói, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên. Tiểu Mị, đây là lời nói thật tình của ta. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài. Ta chưa từng gạt ngươi, ngươi nên biết điều này. Ta tin ngươi. Dạ Ngọc Mị nói tin nhưng giọng điệu rất lạnh lùng. Đáng tiếc là thời gian không thể quay trở lại, vì vậy chúng ta không thể nào quay về quá khứ. Quyết đấu giữa chúng ta năm xưa vẫn chưa chấm dứt, hôm nay ta đến đây để chấm dứt nó. Tiểu Mị, trận quyết đấu trước kia thật ra đã kết thúc, chúng ta không ai thắng, đã 20 năm qua rồi, ngươi cần gì phải nhớ mãi không quên. Khóe miệng Nguyệt Thanh Nhã lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thắng thua đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao? Trận quyết đấu này đã cải biến nửa đời sau của chúng ta, ngươi nói nó không quan trọng sao? Trong giọng điệu của Dạ Ngọc Mị có thêm vài phần oán hận. Nếu không phải vì trận quyết đấu này, sao ta lại đến địa phương quỷ quái này? Tiểu Mị, bây giờ công lực của ta không bằng một phần thời đỉnh phong mà tình huống của ngươi cũng không có gì khác biệt, chúng ta tiếp tục quyết đấu thì còn ý nghĩa gì? Nguyệt Thanh Nhã lại lắc đầu, nàng thật sự không muốn ra tay với Dạ Ngọc Mị, đơn giản là nàng luôn cho rằng thù hận giữa hai bên vốn không nên tồn tại. Các nàng thậm chí không có đại thù sinh tử. Chỉ có khoảng thời gian từng gắn bó trước kia, cả hai đi vào thế giới này vốn nên sống dựa vào nhau, không phải là quyết chiến sống chết. Đừng nói những lời này, dù thế nào thì chúng ta cũng phải tiếp tục quyết đấu. Dạ Ngọc Mị không muốn nói nhiều với Nguyệt Thanh Nhã. Ngươi chủ động hiện thân, cố ý cho người ta tuyên bố thấy được hình bóng của ngươi, để ta nghe được tin tức, không phải muốn kéo ta đến đây sao? Không phải ngươi muốn biết Hạ Thiên đang ở đâu sao? Nếu ngươi muốn biết thì đánh với ta. Nếu ngươi thắng thì tất nhiên ta sẽ nói tung tích của hắn cho ngươi biết. Được rồi, Tiểu Mị, nếu ngươi nhất định phải quyết chiến một trận, điều này cũng chẳng có gì không được. Nhưng nếu ngươi thua, ta không cần ngươi nói cho ta biết Hạ Thiên đang ở đâu, ta chỉ cần ngươi đồng ý một chuyện. Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Chuyện gì? Dạ Ngọc Mị hỏi. Nếu ngươi thua thì trong vòng một năm phải ở lại Thanh Phong Sơn, sau đó muốn đi hay ở là do ngươi. Nguyệt Thanh Nhã nói với Dạ Ngọc Mị. Nếu ngươi đồng ý điều kiện này, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu một trận. Muốn ta đồng ý điều kiện này cũng không khó, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười dịu dàng nói. Tiểu Mị, ngươi nói đi. Rất đơn giản, nếu ngươi thua thì phải cắt đứt quan hệ với Hạ Thiên, vĩnh viễn không gặp mặt. Dạ Ngọc Mị nói ra từng chữ. Nguyệt Thanh Nhã có chút trầm mặc. Sau đó nàng gật đầu. Được, ta đồng ý với ngươi. Vậy thì bắt đầu đi. Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng, một sợi tơ đen bắn về phía Nguyệt Thanh Nhã. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết ở thành phố Cảng Thành. Ninh Khiết mở to mắt đứng lên, sau đó nàng khẽ nhảy lên, đi lên lầu 2. Vi Nhi, Isabella, các chị ăn chút gì đó đi. Ninh Khiết nói với ngải Vi Nhi và Isabella,
bây giờ là giữa trưa, Hạ Thiên ở bên trong vẫn chưa đi ra nhưng Ninh Khiết vẫn không vội. Vì trước đó Hạ Thiên đã từng nói, toàn bộ quá trình phải là 3 ngày 3 đêm, bây giờ chỉ là 1 đêm nửa ngày mà thôi. Ngải Vi Nhi và Isabella cũng không nói gì, cả hai nhanh chóng đi xuống phòng bếp, mỗi người một ổ bánh mì, uống 2 hộp sữa, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay về vị trí cũ. Ninh Khiết lại tiếp tục đi xuống phòng bếp, nàng pha cho mình 1 gói mì, tuy bây giờ nàng rất ít khi ăn thứ này nhưng thật ra trước kia lại thường ăn thay cơm, vì thế cũng không có nuốt không vô. Ninh Khiết ăn xong thì khoanh chân ngồi dưới đất, nàng vừa ngồi xuống thì cau mày, vì nàng chợt cảm thấy rất nhiều bước chân từ phương xa truyền đến. Vi Nhi, Isabella, các chị xem chồng, tôi ra ngoài xem thế nào, hình như có người đến. Ninh Khiết bay người lên, nàng đang chuẩn bị đi ra thì bên ngoài vang lên tiếng loa. Đám người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Kêu gọi đầu hàng là một người đàn ông, giọng rất trầm, phối hợp với loa, tất nhiên sẽ tạo nên âm thanh rất lớn. Gặp quỷ. Ninh Khiết thầm mắng một tiếng, nàng mở cửa đi ra. Ninh Khiết vừa ra khỏi cửa thì phát hiện biệt thự đã bị đám cảnh sát vũ trang tận răng bao quanh, số lượng hơn 100. Không được nhúc nhích. Bỏ 2 tay ra sau đầu. Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống. Khi thấy Ninh Khiết đi ra thì có hơn vài chục khẩu súng chĩa vào người nàng, đồng thời có nhiều tiếng gầm vang lên. Tất cả im miệng. Ninh Khiết khẽ kêu lên rất có khí thế, nàng áp chế tất cả âm thanh của đám cảnh sát, sau đó dùng giọng lạnh lùng nhìn tên đàn ông cầm loa kêu gọi đầu hàng, nàng bất mãn hỏi. Các người là ai? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát cơ động thành phố Cảng Thành, Mạnh Thế Hoa, tôi phụng mệnh đến bắt đám tội phạm quốc tế đang lẩn trốn ở đây, cô tốt nhất nên bó tay chịu trói, nếu không sẽ không khoan nhượng. Tên cảnh sát trung niên cầm loa nhìn Ninh Khiết rồi dùng giọng nghiêm nghị quát lên. Tôi không cần biết các ông là ai, cũng không quan tâm các ông đến bắt ai, tóm lại bây giờ các ông rút nhân mã về ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ninh Khiết thật sự rất tức giận, vì nàng sợ những người này làm ồn sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thiên. Đúng là buồn cười, chúng tôi phụng lệnh bắt tội phạm, nếu cô dám ngăn trở, dù cô có phải tội phạm truy nã hay không, chúng tôi cũng bắt cả cô. Mạnh Thế Hoa vung tay lên. Bắt cô ta lại. Mạnh Thế Hoa còn chưa nói dứt lời thì Ninh Khiết đã ra tay, nàng phóng lên chụp cổ Mạnh Thế Hoa, sau đó nàng cướp lấy súng ngắn của đối phương, chĩa lên đầu tên này, cuối cùng lạnh lùng nói. Rút người đi ngay, nếu không tôi cho ông banh đầu. Buông đội trưởng ra. Buông ra. Đám người chung quanh chợt kinh hoàng, kẻ nào cũng gầm lên nhưng Mạnh Thế Hoa thân là người trong cuộc lại kinh hoàng, hắn không ngờ đám đạo tặc vừa mạnh vừa kiêu ngạo như vậy. Cô giết tôi cũng không thể nào chạy thoát được. Mạnh Thế Hoa cũng rất chấn định. Tôi khuyên cô nên tự thú đi. Nói vậy ông không ra lệnh cho bọn họ rút đi sao? Ninh Khiết có chút căm tức. Dù cô giết tôi thì bọn họ cũng sẽ không lui lại. Mạnh Thế Hoa ngược lại rất cứng rắn, tuy hắn bị bắt làm con tin nhưng không bối rối. Vẻ mặt Ninh Khiết có chút khó coi, nàng không phải sợ đối phương, nhưng cảnh sát quá nhiều, nàng căn bản không thể nào giải quyết toàn bộ bọn họ, nếu phát sinh tình cảnh chiến đấu. Dù nàng vững tin mình không có nguy hiểm gì nhưng cũng khó bảo đảm không có kẻ nào bắn vào biệt thự, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến Hạ Thiên. Vì vậy nàng mới ép đối phương phải rút quân, nhưng bây giờ nàng không có biện pháp nào tốt. Chương 1063, đám người đứng xem chấn động. Mạnh Thế Hoa giống như thấy được sự do dự của Ninh Khiết, vì vậy hắn mở miệng nói. Nếu bây giờ cô đầu hàng, tôi có thể xem cô là tự thú, tôi tin cô cũng có thể được phán xét công bằng. Nếu cải tạo tốt thì hoàn toàn có thể. Câm mồm. Ninh Khiết bóp chặt tay, vẻ mặt Mạnh Thế Hoa chợt trở nên khổ sở, hắn nói không nên lời. Vài giây sau Ninh Khiết rút tay rồi lạnh lùng bổ sung một câu. Nếu không muốn chết thì ông để cho thủ hạ yên tĩnh một chút, để tôi gọi điện thoại, nếu không tôi đảm bảo ông chết cũng chẳng còn chỗ nào để nói lý lẽ. Ninh Khiết cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, nàng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Đây là số điện thoại mà trước đó Hạ Thiên đã từng gọi đi, tuy nàng chưa từng tiếp xúc với đối phương nhưng biết đây có thể là Mộc Hàm. Nàng nghĩ đến vấn đề ngày hôm qua Hạ Thiên gọi điện thoại cho Mộc Hàm, 1 giờ sau đã có được Sâm Núi, vì thế mà nàng nghĩ rằng Mộc Hàm rất có thể sẽ giải quyết tốt chuyện này. Chồng! Điện thoại được nối thông, đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Mộc Hàm, Ninh Khiết cũng biết. Tôi là Ninh Khiết, chồn không thể nào điện thoại cho chị được, bên này có chút chuyện cần chị hỗ trợ. Ninh Khiết nói ngay.
bên này có một đám cảnh sát cơ động đến gây phiền toái. Tôi đã biết chuyện này, cứ chờ 2 phút, sẽ lập tức có người đến. Mộc Hàm cắt ngang lời Ninh Khiết, sau đó nàng lại hỏi một câu. Chồng không sao đấy chứ. Cậu ấy khá tốt nhưng vài ngày tới cũng không muốn có kẻ nào quấy rầy, chỉ có thể nghĩ biện pháp để đám người kia không đến gây phiền nữa được không? Ninh Khiết khẽ hỏi, thật ra đây cũng là mục đích mà nàng muốn điện thoại cho Mộc Hàm, vì dù nàng có giải quyết đám người này thì cũng khó thể đảm bảo vài ngày sau không ai đến tìm phiền toái, vì vậy nàng cần một biện pháp giải quyết triệt để. Yên tâm đi, tôi đảm bảo vài ngày sau sẽ không còn ai đến quấy rầy. Mộc Hàm nói ngay, trước tiên cứ như vậy, tôi cần gọi điện thoại. Được, tạm biệt. Ninh Khiết cúp điện thoại. Lúc này dù là đám cảnh sát cơ động hay Mạnh Thế Hoa đều mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, lúc này người này còn gọi điện thoại, rõ ràng là có hậu trường. Đặc biệt là Mạnh Thế Hoa, hắn càng cảm thấy chút gì đó không đúng, vì tội phạm bình thường cũng chẳng cần cảnh sát cơ động như bọn họ ra tay, dù lần này là tội phạm truy nã quốc tế nhưng không có cảnh sát thường tham gia, điều này quá bất thường. Nhưng trước đó hắn không quan tâm, bây giờ nghe Ninh Khiết gọi điện thoại thì thấy sự việc không ổn. Có lẽ lần này đến đây bắt người không đơn giản như những gì hắn tưởng. Đúng lúc Mạnh Thế Hoa cảm thấy bất an thì đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, những tiếng bước chân dồn dập nhưng chỉnh tề từ phương xa truyền đến, tiếng bước chân khá nặng nề, tương đối có lực, vì vậy mà dù là cả khu biệt thự Hồ Hương Tuyết đều cảm giác được những chấn động khủng bố. Lúc này ngay cả đám phú hào bình thường không thích xem náo nhiệt cũng có người muốn xem có chuyện gì xảy ra, bọn họ rất muốn biết là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Hồ Hương Tuyết. Thực tế Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn ở trong ngôi biệt thự đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào tình huống ở phía bên này, vẻ mặt Nhâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc mà Cam Mẫn thì rất lo lắng. Tuy nàng không quen biết Ninh Khiết quá lâu nhưng cảm thấy đó là người bạn rất tốt, không giống như những kẻ nhà giàu khó chịu. Tống Thần Y và Ninh Tiểu Thư thật sự không phải là người thường. Nhâm Hiểu Phong cũng khẽ cảm khái. Mạnh Thế Hoa là một cao thủ ở trong đội cảnh sát cơ động, đám cảnh sát được đưa đến cũng là tinh nhuệ. Nhưng Mạnh Thế Hoa căn bản bị Ninh Tiểu Thư chụp cổ mà không có chút phản kháng, trách không được lần trước tên sát thủ đến đưa bom phải ăn quả đắng. Hiểu Phong, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em cảm thấy Ninh Khiết là người tốt, sao lại luôn có người đến làm phiền cô ấy? Cam Mẫn cảm thấy rất khó nghĩ. Tiểu Mẫn, Ninh Tiểu Thư và Tống Thần Y không phải là người bình thường, kẻ địch của bọn họ chắc chắn cũng không phải người thường, những sự việc thế này chúng ta không nên xen vào. Em cũng thấy rồi đấy, Ninh Tiểu Thư có thể bắt cóc Mạnh Thế Hoa, điều này nói rõ cô ấy có thể. Ủa? Nhâm Hiểu Phong còn chưa nói hết lời thì cũng bị những chấn động của tiếng bước chân làm cho kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào cổng khu biệt thự, sau đó hắn hô lên nghẹn ngào. Cái gì đây? Là hắc báo sao? Cái gì hắc báo? Ủa? Rất nhiều quân nhân. Cam Mẫn cũng khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này nàng thấy gần trăm tên quân nhân vũ trang tận răng tiến vào khu biệt thự Hồ Hương Tuyết cực kỳ chỉnh tề, đám bảo vệ ngoài cổng thấy nhóm quân nhân này thì lập tức không hỏi nửa lời mà mở rộng cửa ra. Vì Nhâm Hiểu Phong cũng có xuất thân quân nhân nên Cam Mẫn cũng có nhiều hiểu biết, nàng lập tức sinh ra cảm giác, những quân nhân này tuyệt đối không phải là quân nhân bình thường, dù là khí thế hay vũ trang cũng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắc Báo là một đội ngũ bộ đội đặc chủng trong nước. Nghe đồn bọn họ có một cánh quân đóng ở vùng Duyên Hải này, nhưng trước đó anh chưa từng được gặp, bây giờ xem ra tin đồn là thật. Chỉ cần nhìn trang bị và huân huy chương trên người bọn họ thì biết ngay đó là đám bộ đội Hắc Báo thanh danh hiển hách. Nhâm Hiểu Phong khẽ nói, sao hắn cũng là quân nhân, tuy đã rời khỏi quân ngũ khá lâu nhưng vẫn rất chú ý, nếu so với Cam Mẫn thì hắn càng hiểu rõ tình huống hơn. Trời ạ, không xong, đầu tiên là cảnh sát cơ động, bây giờ là bộ đội đặc chủng. Lần này Ninh Khiết phiền toái lớn rồi. Cam Mẫn lập tức lo lắng, nàng vô thức cho rằng đám bộ đội này đến giúp đám cảnh sát cơ động kia. Chưa hẳn. Nhâm Hiểu Phong lắc đầu. Em nên tiếp tục xem thế nào. Nhâm Hiểu Phong vừa nói xong thì tình thế chợt biến đổi, đám cảnh sát cơ động vừa vây quanh Ninh Khiết đã bị đám quân nhân vây lại. Tất cả buông súng, nếu không giết không tha. Một tiếng quát vang lên. Sau đó từng tên cảnh sát cơ động phát hiện mình bị một cây súng chĩa lên người. Vài giây trước đó đám quân nhân chỉ muốn vây quanh, nhưng khi mệnh lệnh kia vang lên thì bọn họ lập tức xông lên khống chế đám cảnh sát cơ động kia, để đám người kia căn bản không có cơ hội phản kháng. Vẻ mặt Mạnh Thế Hoa chợt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra trán, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu, chủ nhân của biệt thự này thật sự không phải dễ chọc. Đám cảnh sát cơ động khác cũng choáng váng,
không cần Mạnh Thế Hoa ra lệnh thì bọn họ cũng tự giác ném súng xuống đất, dù là cảnh sát cơ động nhưng dù sao cũng không phải lính, trang bị cũng kém hơn quân nhân, lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Theo lời đồn thì đám quân nhân trong quân ngũ đều là loại điên khùng, bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng trực tiếp, nếu đám cảnh sát cơ động không hạ súng thì tin tưởng sẽ bị đám điên này bắn chết, vì cái mạng nhỏ, bây giờ chẳng có lời nói nào hữu dụng. Điều này, bọn họ đến giúp Ninh Khiết sao? Khi thấy tình cảnh như vậy thì Cam Mẫn chợt choáng váng, Ninh Khiết kia đúng là quá lợi hại. Không riêng gì Cam Mẫn choáng váng, đám người trong những biệt thự khác cũng ngây ngô, đây là trò đùa gì? Hay là bọn họ đang đóng phim? Nhâm Hiểu Phong lại tương đối chấn định, vì trước đó hắn đã mơ hồ đoán ra vấn đề, đám lính kia không phải đến giúp cho đám cảnh sát cơ động. Dù vậy hắn cũng rất kinh ngạc, dù sao hắn cũng không ngờ, Tống Thần Y và Ninh Tiểu Thư có vẻ thần bí lại có địa vị cao như vậy. Nhưng ngay sau đó chuyện thật sự kinh động làm tất cả mọi người phải khiếp sợ đã xảy ra. Đội trưởng Hồng, về căn cứ, đội trưởng Lam phòng thủ ở đây, 12 tiếng sẽ đổi ca, đội trưởng Hồng áp giải đám người này về. Tên quan quân tư lệnh lập tức phát ra mệnh lệnh, sau đó mọi người thấy một tình cảnh chấn động, đám cảnh sát cơ động bị giải đi, vài chục tên quân nhân võ trang đầy đủ lại nhanh chóng giải quanh biệt thự. Nhưng bọn họ không phải vây biệt thự mà đứng chung quanh canh gác. Chỉ cần nhìn tư thế thì biết không ai được phép đi vào, là một hành động bảo vệ người bên trong. Vài chục tên bộ đội đặc chủng cao lớn dũng mãnh gác súng lên vai với đạn lên nòng đứng bên ngoài biệt thự, không cho bất kỳ ai tiếp cận, loại bảo vệ thế này vô tình làm cho người ta hoài nghi người trong biệt thự có phải từ trong Trung Nam Hải đi ra hay không, vì cấp bậc bảo vệ thật sự là quá xa hoa. Tiểu Mẫn, sau này em nên cố gắng đừng đi tìm Ninh Tiểu Thư, thân phận của cô ấy là rất cao, chúng ta khó thể trèo cao. Nửa ngày sau Nhâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Cam Mẫn không nói gì, trong lòng thầm thừa nhận lời nói của Nhâm Hiểu Phong, nàng không phải là đứa ngốc, khi thấy trận chiến như vậy thì tất nhiên thân phận của Ninh Khiết sẽ không tầm thường. Tất nhiên nàng cũng không biết, thật ra thân phận phi phàm không phải là Ninh Khiết, là đàn ông của Ninh Khiết. Lúc này đám người xem náo nhiệt cũng có một ý niệm, đó chính là cách xa tòa biệt thự kia ra một chút, ngàn vạn lần đừng động vào, nếu không thì chết cũng không biết mình chết thế nào. Yên tâm, sẽ không có người dám quấy rầy. Lúc này Ninh Khiết cũng nhận được điện thoại của Mộc Hàm. Được, khi nào chồng đi ra, tôi sẽ nói cậu ấy điện thoại cho chị. Ninh Khiết thấy tình cảnh như vậy thì cuối cùng cũng yên lòng, những ngày kế tiếp nàng đã không cần phải lo lắng. Ninh Khiết không lo lắng nhưng lúc này có người run như cầy sấy, đơn giản là chuyện ở Hồ Hương Tuyết đã rơi vào trong tai một số người. Dù truyền thông không đưa tin nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn khó thể nào che giấu. Một số người lan truyền, cuối cùng cũng có không ít người biết chuyện xảy ra ở biệt thự Hồ Hương Tuyết, mà Lão Ngũ có vết đao Bành Đại Quân của Thất Huynh Đệ Hội cũng là một trong số đó. Lão Ngũ nghe được tin tức này thì ngây người 3 phút, sau đó liên tục điện thoại cho các anh em khác, nửa giờ sau 6 anh em Thất Huynh Đệ Hội lại tụ tập ở câu lạc bộ Thiên Vương. Chương 1064, tẩy tủy cho chính mình. Lão Ngũ, chú vội vàng tìm chúng ta đến làm gì? Vị đại ca khẽ nhíu mày. Thương thế của ngươi vẫn còn chưa tốt thì phải. Lúc này Lão Ngũ có vết đao rõ ràng đang bị thương nóc, nói nhẹ cũng không nhẹ, vì chúng hai phát súng, cũng không tính là quá nặng vì hai phát súng kia không trúng chỗ chí mạng. Vài ngày trước hắn vì bắt cóc Y Tiểu Âm cho Trần Tư Minh mà dính vào tai họa, bị một con đàn bà điên bắn hai phát. Lão Ngũ luôn cảm thấy con đàn bà kia quá điên khùng, không nói lời nào đã tặng cho một phát súng, sau đó nhận được tin tức thì bồi thêm một phát súng nữa. Tất nhiên hắn cũng không thể tìm ra bất kỳ đối sách nào với con đàn bà điên khùng kia, vì vậy lần đó hắn quyết định bán rẻ Trần Tư Minh. Lão Ngũ vốn định nghỉ ngơi vài ngày nhưng vừa vặn nhận được tin tức, điều này làm hắn cảm thấy mình khó thể nghỉ ngơi, nếu tiếp tục nghỉ ngơi, sợ rằng hắn không phải bị thương, mà trực tiếp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đại ca, hành động của chúng ta chĩa vào Tống Tử và Ninh Khiết phải dừng lại ngay lập tức, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Lão Ngũ có vết đao vội vàng nói. Như vậy sao được, Lão Lục chết vô ích sao? Vị đại ca còn chưa kịp nói thì Lão Nhị Độc Nhãn Long đã phản đối. Đúng vậy, tiểu tử kia giết chết Lão Lục, nếu chúng ta cứ để yên như vậy, sau này biết phải làm thế nào? Lão Tam đầu chọc phụ họa một câu. Thật ra tôi đã nói từ lâu rồi, bọn họ không dễ chọc vào. Thiết Quải Thất rõ ràng vẫn còn sợ hãi Ninh Khiết. Này Lão Ngũ! Chú trở nên nhát gan như vây từ khi nào? Không phải mới ăn hai quả đạn thì rụt, hàng, rồi chứ?
Lão nhị Độc Nhãn Long lại nói một câu. Lão nhị, lão tam, các người tự mình đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết mà xem, sau đó nói rõ vì sao phải đình chỉ hành động. Lão ngũ có chút tức giận. Tôi nhát gan sao, tôi đảm bảo các anh nhìn xong thì còn nhát gan hơn cả tôi. Được rồi, đừng tranh luận nữa, lão ngũ, nói xem có chuyện gì xảy ra. Vị đại ca lại lên tiếng. Đúng vậy, lão ngũ, chú nói đi, anh muốn biết vì chuyện gì làm cho lão ngũ chú bị dọa như vậy. Lão nhị Độc Nhãn Long dùng giọng mỉa mai nói. Lão nhị, anh bị cái quái gì vậy? Giọng điệu dạo này nghe trời ơi thế. Lão ngũ rất tức giận. Con bà nó, không có chuyện gì lớn, chỉ là tên tống tử kia bây giờ được một nhóm bộ đội đặc chủng canh gác, mà tên của nhóm bộ đội kia là Hắc Báo. Trong phòng chợt vắng lặng, nửa ngày sau có người mắng. Con bà nó, đừng nói là không tin, nếu không tin thì tự mình đi mà xem, tôi cũng không muốn giải thích, tôi nhát gan sao. Lần đó chém người không phải lão chạy trước à, tôi nhát gan thì cứ để mọi người chết một cách không giải thích được, cần quái gì phải tìm mọi người đến nói chuyện. Lão ngũ có vết đao bây giờ rất mất hứng. Tóm lại tin tức tôi đã nói cho các người biết, bây giờ muốn làm thế nào là chuyện của các người, nhưng chuyện sau này tôi sẽ không ngu mà dính vào, tôi không muốn để bọn họ đi chịu chết. Lão ngũ có vết đao nói xong thì đứng lên khập khiễng ra khỏi phòng. Tôi tin lão ngũ sẽ không lừa gạt các huynh đệ, dù có phải hay không thì nhất định cũng phải báo thù, nhưng việc này cần phải ép xuống, để quan sát một thời gian rồi nói sau. Vị đại ca lúc này lên tiếng. Những người khác đều gật đầu, lúc này vị lão nhị Độc Nhãn Long lại không cho là đúng, nhưng cũng không nói gì. Những năm nay có người vui có người sầu. Khi thất huynh đệ hội đang phát sầu thì Tạ Chính Khôn ở cục công an thành phố Cảng Thành đang cười ha hả, cười đến mức Sử Kình Tùng đang ở trong phòng làm việc báo cáo cũng cảm thấy rất khó hiểu. Cục trưởng vừa nhận một cuộc điện thoại thì vui vẻ như vậy, chẳng lẽ vợ sinh con trai? Tin tức tốt, đúng là tin tức tốt, Chủ tịch Lam tự mình tìm cảnh sát cơ động đến bắt người, bây giờ bị bộ đội đặc chủng đánh văng về. Ha ha ha, trước đó còn nói sau khi bắt được người sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi. Bây giờ không biết nên truy cứu trách nhiệm của ai. Vẻ mặt Tạ Chính Khôn có vẻ rất sáng lạn, trước đó lão rất bức bối, lão tưởng rằng Chủ tịch Lam Nhất Ba sẽ tốt hơn đứa em trai khốn kiếp kia, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng sau đó Lam Nhất Ba lại bắt lão đi bắt người, trước đó lão lại nhận được mệnh lệnh không được đụng vào Tống Tử và Ninh Khiết từ Cục Công an tỉnh, bây giờ Chủ tịch Lam không phải làm khó người sao. Kết quả là Chủ tịch Lam nổi giận, nói rằng chức cục trưởng không cần phải làm. Điều này làm cho Tạ Chính Khôn cảm thấy rất bực. Nhưng khi Chủ tịch Lam thông qua phương án khác điều động cảnh sát cơ động đi bắt người thì lập tức ăn phải quả đắng, điều này làm cho Tạ Chính Khôn hưng phấn, Chủ tịch thì sao? Người ta cũng nếch nể mặt ông. Không lâu sau đó Sử Kình Tùng cũng hiểu những gì đang xảy ra, hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, cũng cảm thấy cực kỳ may mắn, may mà mình không gây phiền toái cho hai người kia. Trên Thanh Phong Sơn, Nguyệt Thanh Nhã áo bào trắng và Dạ Ngọc Mị Hắc Y đang chiến đấu. Bóng trắng bồng bềnh, bóng đen vần quanh, động tác của cả hai là quá nhanh, căn bản khó thể nhìn rõ. Tiểu Mị, công lực của chúng ta vẫn tương xứng, trong khoảng thời gian ngắn sợ khó phân thắng bại, người còn muốn tiếp tục sao? Âm thanh của Nguyệt Thanh Nhã chợt vang lên. Không phân thắng bại không bỏ qua. Dạ Ngọc Mị chỉ trả lời 7 chữ, sau đó thế công lại càng mãnh liệt. Nguyệt Thanh Nhã hít vào một hơi thật sâu, cũng không nói gì nữa, nàng không thể nào phân tâm nói chuyện. Đối mặt với Dạ Ngọc Mị thì nàng không được phép phân tâm, chỉ có chuyên tâm mới chiến thắng. Tuy Nguyệt Thanh Nhã không phải rất muốn thắng, nhưng cũng tuyệt đối không thể thua. Biệt thự 118 khu Hồ Hương Tuyết. Hạ Thiên vẫn khoanh chân ngồi trong phòng ngủ, hắn đang dùng một phương thứ của chính mình để dùng băng hỏa linh khí trong cơ thể tấn công âm hỏa của Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên lúc này âm hỏa cũng không còn là âm hỏa, sau khi Hạ Thiên sử dụng xuân dược siêu cấp thì thân thể sinh ra một lượng dương khí khổng lồ. Đến bây giờ dương khí và âm hỏa căn bản đã dung hòa, cuối cùng sinh ra một loại chân khí khác lạ, nhưng mạnh hơn cả âm hỏa của Dạ Ngọc Mị. Vì thế lúc này hắn muốn hấp thu luồng chân khí kia cũng không dễ dàng. Điều đáng mừng duy nhất chính là âm hỏa trước đó rất bá đạo, bộ dạng lúc nào cũng muốn tiến lên thôn phệ băng hỏa linh khí. Nhưng sau khi âm hỏa bị dương khí trung hòa thì tương đối ôn hòa, dù rất hùng mạnh nhưng cũng không chủ động tấn công. Nhưng vấn đề là dù luồng chân khí này không chủ động tấn công nhưng không có nghĩa là để yên cho cắn nuốt, vì vậy khi băng hỏa linh khí chủ động tấn công thì chân khí này cũng chống đỡ. Lúc này rõ ràng cơ thể Hạ Thiên là chiến trường, chân khí kia và băng hỏa linh khí liên tục va chạm vào nhau.
Đối với Hạ Thiên thì đây chính là một cuộc chiến tương đối gian khổ, vì luồng chân khí kia quá hùng mạnh, điều này không khỏi làm hắn sử dụng tất cả băng hỏa linh khí để hấp thu, mà khốn nổi sử dụng xuân dược siêu cấp cũng làm hắn sinh ra di chứng. Lúc này lửa nóng trong người hắn càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn phải cố gắng áp chế, vì thần tiên tỷ tỷ, vì đánh bại con đàn bà Tống Ngọc Mị, hắn cần phải áp chế lửa dục, hoàn thành quá trình hấp thu chân khí. Thần tiên tỷ tỷ, chị nhất định không được thua người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị, cần phải chờ tôi quay về, tôi sẽ đến cứu chị. Hạ Thiên thầm suy nghĩ, mỗi lần lửa nóng trong lòng bùng lên đến mức không thể khống chế được thì trong đầu sẽ vô tình xuất hiện hình bóng tuyệt mỹ của thần tiên tỷ tỷ, vì vậy mà lửa nóng cũng bị ép xuống. Thời gian vô tình trôi qua, Hạ Thiên cuối cùng cũng bước qua thời khắc gian khổ, băng hỏa linh khí trong cơ thể cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, vì thế mà luồng chân khí kia chủ động đầu hàng, không còn phản kháng. Hạ Thiên lúc này có thể rút một phần băng hỏa linh khí ra để thanh trừ di chứng của dương khí, vì vậy mà hắn không còn bị lửa dục tra tấn. Thời gian kế tiếp Hạ Thiên tương đối dễ chịu, hấp thu chân khí cũng thuận lợi tiến hành. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi tất cả chân khí trong người hắn biến thành băng hỏa linh khí, hắn mở to mắt, vô tình có chút hưng phấn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn có thể lập tức đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Nhưng lúc này Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn đột nhiên cảm giác được rất nhiều khí tức từ bốn phương tám hướng phóng đến, những khí tức này nhanh chóng bao quanh lấy hắn. Lúc này hắn vô thức dùng băng hỏa linh khí chống đỡ luồng khí tức này nhưng lập tức phát hiện thứ này cũng chẳng phải xa lạ gì, đúng lúc hắn cũng phát hiện băng hỏa linh khí không còn bài xích khí tức kia, ngược lại còn chủ động nghênh đón, vì vậy chỉ sau khoảnh khắc đã có hàng loạt luồng khí phóng vào người. Hạ Thiên vội vàng thu hồi tâm thần, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, hắn đã nhận ra đây chính là luồng khí tức mà mỗi lần mình thi triển nghịch thiên đệ tứ châm sẽ xuất hiện. Tuy hắn không biết vì sao luồng khí tức kia lại xuất hiện vào lúc này, nhưng hắn biết rõ nếu nó tiến vào trong cơ thể mình thì chỉ có lợi mà vô hại, điều hắn cần làm chính là dùng băng hỏa linh khí dung hợp với luồng khí tức này. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện luồng khí tức này cũng không đi theo sự chỉ đạo của hắn, nhanh chóng di chuyển qua lại một cách tự do. Nhưng hắn cũng nhận định luồng khí tức này vô hại, vì vậy dứt khoát để mặc luồng khí vận chuyển, chỉ chăm chú giám thị mà thôi. Khí tức liên tục tuôn vào, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lần thi triển đệ tứ chân tẩy tủy trước đó. Sau khi luồng khí tức kia phóng vào trong người cũng không lập tức dung hợp với băng hỏa linh khí, nó tẩy rửa kinh mạch của hắn, mà hắn ngạc nhiên phát hiện khí tức này đang làm một việc mà chính mình khó thể ngờ, đó là tẩy tủy. Hạ Thiên trước nay luôn tẩy tủy cho vợ nhưng không thể nào tẩy tủy cho mình, nhưng lúc này những luồng khí tức tự động phóng vào đang giúp hắn tẩy tủy. Dù Hạ Thiên tự nhận không làm gì, hắn vẫn không thể nào biết được vì sao một sự kiện như thế này lại phát sinh. Chương 1065, băng hỏa linh đan. Hạ Thiên rất quen thuộc với quá trình tẩy tủy, dù là tẩy tủy bị động thì hắn cũng không bối rối, vẫn tùy ý đẻ cho luồng khí tức kỳ dị liên tục tiến vào trong thân thể của mình. Đồng thời hắn cũng cảm giác được rất nhiều khí tức đang liên tục từ bốn phương tám hướng phóng đến, tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều khi thi triển nghịch thiên đệ tứ châm. Tẩy tủy chính là thanh trừ những tạp chất trong cơ thể. Nếu so sánh với người bình thường thì Hạ Thiên có băng hỏa linh khí trong người sẽ ít tạp chất hơn, nhưng chỉ ít hơn một chút, cũng chẳng phải là không có. Vì vậy nước bùn đen cũng từ trên người hắn chảy ra. Có lẽ vì khí tức kỳ dị kia tiến vào quá nhiều mà tốc độ tẩy tủy của Hạ Thiên cũng rất nhanh, nói chung 10 phút sau thì làn da của hắn đã đầy nước bùn đen, tẩy tủy coi như chính thức chấm dứt. Nhưng lúc này luồng khí tức kia vẫn tiến vào trong cơ thể của hắn, càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này khí tức kia lại nhanh chóng dung hợp với băng hỏa linh khí, vì vậy mà băng hỏa linh khí trong người hắn càng lúc càng nhiều. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì băng hỏa linh khí chợt trở nên rất nhiều, vì vậy hắn phát hiện cơ thể mình khó thể nào dung hợp thêm. Điều làm hắn cảm thấy bất an chính là luồng băng hỏa linh khí khổng lồ này dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đây rốt cuộc là thứ gì, hèn gì thần tiên tỷ tỷ nói, trên đời này có rất nhiều chuyện khó thể giải thích. Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng lúc này hắn không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể để cho băng hỏa linh khí liên tục tụ tập trong người. Vài phút sau Hạ Thiên cũng phát hiện băng hỏa linh khí không phải chỉ tụ tập trong kinh mạch, hơn nữa còn hướng về phía đan điền, điều càng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là chân khí liên tục xoay tròn trong đan điền tạo nên một vòng nước xoáy. Dòng xoáy chân khí này giống như có một năng lực vô cùng, cuốn lấy tất cả khí tức phóng vào trong cơ thể, sau khi hóa thành băng hỏa linh khí thì lại tuôn vào trong vòng xoáy. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Tốc độ của vòng xoáy chân khí lại càng lúc càng nhanh, lúc bắt đầu thì càng lúc càng lớn, nhưng khi tốc độ tăng tiến thì vòng xoáy ngày càng nhỏ,
cuối cùng chỉ còn là một quả trứng cút, sau đó tốc độ dần trở nên thong thả. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm thấy những luồng khí tức tiến vào trong người mình ngày càng ít. Nói chung sau 10 phút đồng hồ thì vòng xoáy chân khí đã hoàn toàn dừng xoay tròn, mà Hạ Thiên ngạc nhiên phát hiện vòng xoáy chân khí đã không còn là chân khí mà hóa thành một hạt châu tròn, một hạt châu hai màu, một nửa gần như trong suốt, một nửa đỏ hồng, một băng một hỏa, giống như biểu tượng của băng hỏa linh khí. Đây là băng hỏa linh đan sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ đến những gì được ghi lại trong nghịch thiên bát châm, căn cứ vào những gì được ghi lại, khi trong người kẻ thi châm hình thành băng hỏa linh đan, đó là lúc có thể thi triển đệ ngũ châm, nhưng băng hỏa linh đan cuối cùng là thứ gì, châm pháp không nói đến. Hạ Thiên cũng đã từng hỏi đại sư phụ, nhưng đại sư phụ cũng không hoàn toàn hiểu nghịch thiên bát châm, ngược lại thần tiên tỷ tỷ lại hiểu nhiều hơn, nhưng nàng vẫn không hiểu băng hỏa linh đan là thứ gì. Nàng chỉ nói cho hắn biết, khi trong cơ thể chính thức hình thành băng hỏa linh đan thì sẽ biết. Vì khi xuống núi thì Hạ Thiên đã học được nghịch thiên đệ nhị châm, vì vậy lúc đó hắn còn chưa chú ý đến băng hỏa linh đan, hắn thậm chí còn cho rằng sẽ không có băng hỏa linh đan, vì khi ngũ châm thành hình, nói không chừng thi triển đệ ngũ châm mới có thể tạo nên băng hỏa linh đan. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, thì ra tồn tại của băng hỏa linh đan nằm trong chính cơ thể mình. Cuối cùng ta cũng có thể chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên có chút mừng rỡ, sau đó hắn nhảy dựng người lên, đồng thời còn mắng Tống Ngọc Mị. Con đàn bà chết tiệt Tống Ngọc Mị, cô chờ bị trừng phạt đi. Hạ Thiên cảm thấy công lực của mình đã gia tăng ít nhất là vài lần, với kinh nghiệm ra tay với Tống Ngọc Mị trước kia, bây giờ hắn tin mình thắng nàng đã không còn là vấn đề, bây giờ hắn cần phải đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó hắn hỏi một câu. Vợ Vi Nhi, tôi ở bên trong bao nhiêu ngày rồi? Cậu ra rồi sao? Ngài Vi Nhi và Isabella đang đứng canh gác ngoài cửa, khi thấy Hạ Thiên đi ra thì hai người đều vui mừng, nhưng ngay sau đó Ngài Vi Nhi không khỏi che mũi. Trên người cậu có vị gì vậy, thối quá. Trông nhỏ, cậu đã ở bên trong 2 ngày 3 đêm. Isabella trả lời vấn đề của Hạ Thiên. 2 ngày 3 đêm, xem ra nhanh hơn mình tưởng. Hạ Thiên tỏ ra thỏa mãn, sau đó hắn trực tiếp xuống lầu. Tôi đi tắm trước. Tốc độ tắm rửa của Hạ Thiên là rất nhanh, chưa đến 3 phút hắn đã từ trong nhà tắm đi ra, lúc này ba người phụ nữ gồm Ngải Vi Nhi, Isabella và Ninh Khiết đang chờ hắn ở phòng khách. Cả ba cảm thấy rất mơ hồ, người kia tắm rửa mà không thèm thay quần áo, nhưng mùi thối trên người Hạ Thiên cũng không còn. Chồng, âm hỏa trong cơ thể đã được hấp thu hết chưa? Khi thấy Hạ Thiên thì Ninh Khiết dùng giọng không chờ đợi được hỏi. Đúng vậy, tôi đã khôi phục lại công lực. Hơn nữa so ra lợi hại hơn trước kia, bây giờ có thể đánh thắng con đàn bà Tống Ngọc Mị chết tiệt. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ quỷ keo kiệt, trước đó tôi đã nói với chị rồi, tôi phải quay về Thanh Phong Sơn ngay. Đúng rồi, đưa điện thoại cho tôi điện thoại cho vợ tóc vàng, để xem chị ấy có thể sắp xếp máy bay để quay về Thanh Phong Sơn ngay không. Ninh Khiết gật đầu, nàng vội vàng đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng cũng không hỏi quá nhiều vì biết đối với Hạ Thiên thì chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là quay về Thanh Phong Sơn giúp Nguyệt Thanh Nhã, những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Hạ Thiên lập tức bấm số của Mộc Hàm, điện thoại đổ chuông một tiếng, bên kia trả lời ngay. Ninh Khiết à, chồng thế nào rồi? Vợ, là tôi, không có gì, nhưng tôi phải quay về Thanh Phong Sơn ngay, chị có thể giúp tôi bắt một chuyến bay không? Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chồng, không có gì là quá tốt rồi. Mộc Hàm ở đầu bên kia chợt thở dài một hơi, sau đó nàng lại hỏi thăm. Chồng, cậu vội về Thanh Phong Sơn vậy sao? Đúng vậy, rất gấp, càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ, chị biết cách nào nhanh nhất không? Có thứ này nhanh hơn bắt máy bay không? Chồng, không có thứ gì nhanh hơn máy bay, nhưng máy bay cũng có nhiều loại, trực thăng thì tương đối chậm, máy bay thường cũng không tính là nhanh. Thế này đi, chồng chờ chút, tôi liên lạc bên quân đội. Để xem có thể dùng máy bay chiến đấu đưa cậu đi hay không. Tốc độ của máy bay chiến đấu là rất nhanh, đến gần khu vực Thanh Phong Sơn chỉ mất 1 giờ. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Được, vậy tôi chờ tin từ chị. Hạ Thiên chủ động cúp điện thoại. Ngải Vi Nhi nhìn thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì không nhịn được phải hỏi. Cậu muốn đi ngay sao? Vậy cậu còn quay về đây không? Vợ Vi Nhi, nếu chị ở chỗ này chờ, tôi sẽ quay lại. Hạ Thiên thuận tiện kéo Ngải Vi Nhi đến, hắn đặt hai tay lên cặp núi để nhào nặn một lượt, sau đó mới lưu luyến buông ra. Tôi phải về giúp thần tiên tỷ tỷ, sau đó chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ,
cuối cùng tôi sẽ cùng thần tiên tỷ tỷ xuống núi dạo chơi, sẽ đến tìm các chị. Ngải Luân có phải cũng đang ở Thanh Phong Sơn? Ngải Vi Nhi hỏi một câu. Đúng vậy, nhưng này vợ Vi Nhi, lần sau tôi sẽ đưa chị đi gặp ông ấy. Hạ Thiên vừa nói xong thì điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số, thì ra là Mộc Hàm điện thoại đến, hắn tranh thủ thời gian nghe máy. Chồng, tôi đã sắp xếp cho cậu, 10 phút sau sẽ có một chiếc trực thăng đến đón, sau đó sẽ có một chiếc máy bay chiến đấu đưa cậu đến một sân bay quân dụng ở thành phố Giang Hải. Bên kia sẽ có một chiếc trực thăng chờ sẵn, nó sẽ đưa cậu đến Thanh Phong Sơn, toàn bộ quá trình cần thêm nửa giờ, cậu thấy có được không? Mộc Hàm nhanh chóng nói. Không có vấn đề, cứ như vậy đi. Hạ Thiên rất hài lòng với vấn đề này. Đúng rồi, vợ, chị tạm thời đừng cho người khác biết để liên lạc với tôi, sau này tôi sẽ nói nguyên nhân. Được, tôi hiểu, chồng, cậu không cần nói nguyên nhân, chỉ cần cậu không có việc gì là tốt. Mộc Hàm dịu dàng nói, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Đúng rồi, chồng, vừa rồi quên nói cho cậu biết, máy bay chiến đấu không thể ngồi quá nhiều người, chỉ có thể đưa theo 5 người mà thôi, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, tôi định đi một mình thôi. Hạ Thiên sở dĩ không muốn mang theo các nàng Ngải Vi Nhi và Ninh Khiết vì cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hơn nữa quá khứ các nàng cũng không giúp được gì, quan trọng là bây giờ người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị còn chưa được giải quyết, nếu để các nàng đi theo thì sợ rằng sẽ có nguy hiểm, vì đề phòng mà hắn nên đi đến giải quyết tất cả với người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị rồi nói sau. Đỉnh núi Thanh Phong Sơn. Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị đã quyết đấu rằng có 2 ngày 2 đêm. Động tác của hai người bắt đầu chậm lại, rõ ràng sau khi chiến đấu 2 ngày 2 đêm liên tục thì thể lực tiêu hao rất lớn, hơn nữa trong người Nguyệt Thanh Nhã có trọng bệnh mà Dạ Ngọc Mị lại có thương tích. Sau khi thể lực tiêu hao thì tình trạng vết thương và bệnh tật lập tức sinh ra những tác dụng không tốt với hai nàng. Nguyệt Thanh Nhã, ngươi nhận thua đi, với tình huống của ngươi bây giờ thì chiến thắng cuối cùng nhất định là của ta. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói. Sau khi chiến đấu liên tục 2 ngày 2 đêm thì Dạ Ngọc Mị mơ hồ chiếm thế thượng phong. Ta không thể thua, ta cũng sẽ không nhận thua. Giọng điệu của Nguyệt Thanh Nhã rất bình thản. Tiểu Mị, ta cảm thấy ngươi nên nhận thua. Nếu bây giờ ngươi nhận thua thì sẽ không bỏ mạng, nếu cứ tiếp tục liều mạng thì đến lúc đó cũng không phải chỉ là vấn đề thua mà thôi. Dạ Ngọc Mị giống như có chút tức giận. Ngươi không nhận thua thêm một lần nữa sao? Ta chỉ muốn tách ngươi và tên khốn nạn kia ra mà thôi. Thần tiên tỷ tỷ sẽ không thua, nàng cũng sẽ không thể tách khỏi ta, con đàn bà chết tiệt Tống Ngọc Mị, đi chết đi. Một âm thanh bất mãn vang lên, trên đỉnh núi có thêm một người. Chương 1066, thắng bại chỉ là một người quyết định. Tuy Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn rất linh mẫn với tất cả động tĩnh xung quanh, nếu có người tiếp cận thì các nàng sẽ lập tức cảm giác được. Nhưng bây giờ các nàng nghe thấy âm thanh và giật mình vì có người đến đỉnh Thanh Phong Sơn, điều này làm cho các nàng lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau khi giật mình thì Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đều có cảm giác hoàn toàn khác biệt, Nguyệt Thanh Nhã đổi sợ thành vui, mà Dạ Ngọc Mị thì lập tức chuyển sang phẫn nộ và khó tin. Hai người rất quen thuộc với âm thanh này, dù không nhìn thấy người đến nhưng cũng có thể nghe ra, người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thanh Phong Sơn chính là kẻ có quan hệ khá chặt với hai nàng, là Hạ Thiên. Nhưng lại có sự khác biệt, đó là người đàn ông thân mật nhất của Nguyệt Thanh Nhã, đối với Dạ Ngọc Mị thì lại là kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Điều làm cho Dạ Ngọc Mị cảm thấy khó tin chính là Hạ Thiên vốn bị nàng phong tỏa công lực, đang làm việc mệt mỏi không biết sống chết ở Cảng Thành, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện hắn chẳng những không bị phóng bế võ công, hơn nữa công lực còn tăng tiến mạnh mẽ, vì vậy mà hắn lên đến đỉnh núi nhưng hai người còn chưa phát hiện ra. Con đàn bà chết tiệt Tống Ngọc Mị, tôi đã nhịn cô từ lâu rồi. Trước đó cô uy hiếp không cho tôi gặp vợ, bây giờ còn đến làm phiền thần tiên tỷ tỷ, tôi nhất định sẽ áp dụng hình phạt, mỗi ngày 1000 cái đét đít, sau đó dùng xích khóa lại đến chết mới thôi. Hạ Thiên lúc này nói ra một hơi dài, sau đó phóng về phía Tống Ngọc Mị. Thần tiên tỷ tỷ, trước tiên chị nghỉ ngơi một chút, tôi đến xử lý con đàn bà chết tiệt này. Tốc độ của Hạ Thiên là rất nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của Dạ Ngọc Mị, nếu nói trước kia khi hắn ra tay thì vẫn còn thấy được bóng mờ. Nhưng bây giờ hắn chẳng còn chút bóng dáng nào. Tất nhiên với tu vi của Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị thì vẫn có thể miễn cưỡng thấy được động tác của Hạ Thiên, nhưng nhìn rõ là một chuyện, có thể kịp phản ứng hay không lại là một chuyện khác. Trước đó Dạ Ngọc Mị đã đấu 2 ngày 2 đêm với Nguyệt Thanh Nhã, công lực đã tổn hao hơn phân nửa,
vừa rồi lại bị những câu nói của Hạ Thiên làm cho tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu, điều này làm phản ứng của nàng là rất chậm, khi nàng kịp phản ứng thì bàn tay của Hạ Thiên đã cách ngực chỉ còn một tấc. Hạ Thiên cũng không biết là cố ý hay tận lực, một chưởng của hắn vỗ thẳng vào bộ ngực hùng vĩ của Dạ Ngọc Mị, tất nhiên hành động lưu manh của hắn làm nàng giận cắn răng, đồng thời lại có chút bi phẫn và rất khó tưởng. Nàng bi phẫn vì phát hiện một chưởng của hắn với công lực quá mạnh, trước đó hắn bị nàng phong bế võ công nhưng bây giờ công lực tinh tiến quá mức, chỉ một chưởng của hắn cũng làm cho nàng biết rõ, dù mình không đấu hai ngày hai đêm với Tống Ngọc Mị thì cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng khi bàn tay của Hạ Thiên sắp tiếp xúc thân mật với hai ngọn núi cao ngất của Dạ Ngọc Mị thì một âm thanh vội vàng vang lên. Tiểu sắc lang, mau dừng tay. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì có chút buồn bực, hôm nay hắn vội vàng đến đây chính là muốn thuận tiện giúp thần tiên tỷ tỷ dạy bảo Tống Ngọc Mị, nhưng vì sao thần tiên tỷ tỷ lại nói hắn dừng tay? Tuy không quá tình nguyện nhưng Hạ Thiên vẫn không muốn vi phạm ý nguyện của thần tiên tỷ tỷ, vì thế hắn thu tay về, nhưng khoảnh khắc đó hắn vẫn khẽ đụng vào đỉnh núi. Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cảm giác tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền đến cũng làm hắn tiếc hận, người phụ nữ chết tiệt này đúng là có dáng người quá tốt, vì sao hết lần này đến lần khác lại là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ. Dạ Ngọc Mị tránh được một kiếp dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, hận không thể nuốt tên khốn này vào bụng, động tác vừa rồi của Hạ Thiên làm nàng phát điên, nàng không ngờ tên phàm nhân khốn kiếp bị mình đánh cho tàn phế trước đó lại dám sàm sỡ với mình vào lúc này. Không, không phải là phàm nhân. Tên khốn nạn kia đã không còn là phàm nhân, năng lực của hắn bây giờ tuyệt đối không còn là phàm nhân. Chẳng biết vì sao Dạ Ngọc Mị nghĩ như vậy thì cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, có lẽ cũng vì vậy mà bây giờ dù nàng có căm tức cũng không mở miệng mắng người, tất nhiên đây cũng là vì nàng không thích mắng người, chỉ thích đánh người mà thôi. Nhưng một giây sau thì Dạ Ngọc Mị lại hận không thể chém chết Hạ Thiên, không phải vì hắn vừa sờ soạng nàng, là vì nàng thấy hắn đang ôm Nguyệt Thanh Nhã. Tuy Dạ Ngọc Mị đã sớm biết quan hệ mật thiết giữa Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã, vì tên khốn kia biết được những vị trí thần bí trên người Nguyệt Thanh Nhã, rõ ràng quan hệ giữa hai người là rất thân mật. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện, bây giờ nàng chưa thể tiếp nhận sự thật này, vì nàng là tiên tử cao cao tại thượng, tất cả mọi người trên thế giới này chỉ là phàm nhân mà thôi, bọn họ không có tư cách khinh nhờn các nàng. Nhưng tên khốn Hạ Thiên kia không những khinh nhờn nàng, còn khinh nhờn Nguyệt Thanh Nhã. Điều này làm nàng sinh ra ý nghĩ băm vằn hắn thành trăm mảnh. Lúc này Hạ Thiên thật sự phàn nàn với Nguyệt Thanh Nhã. Thần tiên tỷ tỷ, vì sao chị không cho tôi đánh đuổi con đàn bà chết tiệt này? Cô ta không những uy hiếp chị, còn là kẻ thù của chị. Tiểu sắc lang, cậu đừng hiểu lầm, cô ta không phải là kẻ thù của chị, là chị em tốt của chị, mà cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của chị. Nguyệt Thanh Nhã để Hạ Thiên tùy tiện ôm vòng eo nhỏ của mình, giọng điệu rất dịu dàng. Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu, bây giờ tôi và cô ta còn chưa quyết đấu xong, đây là quyết đấu giữa tôi và cô ấy, không thể cắt đứt, vì vậy cậu không thể giúp tôi, hiểu chưa? Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu thần tiên tỷ tỷ đã nói như vậy thì hắn không đồng ý không được, nhưng hắn sẽ ở bên cạnh xem xét, nếu nàng thật sự gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Tất nhiên trong lòng Hạ Thiên cũng có chút mê hoặc. Người phụ nữ Tống Ngọc Mị chết tiệt này rõ ràng có định ý với thần tiên tỷ tỷ, sao không phải là kẻ thù của nàng. Hơn nữa nàng còn nói Dạ Ngọc Mị chính là chị em tốt và là ân nhân cứu mạng của mình, điều này hình như không quá bình thường. Nhưng ngay sau đó hắn cũng nghĩ ra, người phụ nữ chết tiệt này biết tiêu chí bí ẩn trên người nàng, có vẻ hai bên rất quen thuộc, có lẽ thần tiên tỷ tỷ cũng không lừa gạt hắn. Tiểu Mị, tiếp tục đi, hắn sẽ không giúp tôi. Nguyệt Thanh Nhã lúc này lại nhìn Dạ Ngọc Mị. Nhưng vẫn là câu nói kia của ta, nếu tiếp tục chiến đấu thì ngươi sẽ thua, nếu ngươi tình nguyện nhận thua, chúng ta sẽ không cần chiến đấu nữa. Ta sẽ không nhận thua trước bất kỳ ai, ngươi cũng vậy. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, sau đó nàng phóng về phía Nguyệt Thanh Nhã, một chưởng bổ ra, cuộc chiến bị đứt quãng vài phút lại bắt đầu. Vì vậy mà Hạ Thiên bắt máy bay chiến đấu đến đây lại phải làm người xem, lúc ban đầu hắn còn có chút lo lắng. Vì lúc ôm thần tiên tỷ tỷ thì hắn cảm thấy công lực của nàng yếu hơn trước rất nhiều, vài phút sau hắn lại yên lòng, hắn phát hiện nàng thắng chắc. Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã vốn có tu vi tương xứng, hai bên chiến đấu hai ngày hai đêm, tuy Dạ Ngọc Mị có vẻ chiếm thượng phong, nhưng thực tế Dạ Ngọc Mị chỉ lo tấn công mạnh, Nguyệt Thanh Nhã luôn chọn thế thủ, tình huống thực tế chính là hai nàng khó phân cao thấp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sau hai ngày hai đêm thì Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã sẽ cùng kiệt sức. Vẫn khó phân cao thấp,
nhưng khi Hạ Thiên xuất hiện thì thế cục đã bị phá vỡ. Cao thủ so chiêu thì quyết định thắng bại không phải là thực lực, đặc biệt là hai cao thủ có tu vi không khác biệt gì nhiều thì tâm tính cũng rất quan trọng. Hạ Thiên xuất hiện làm cho Dạ Ngọc Mị trở nên nóng lòng bất an, cũng khó thể tiếp tục dồn tinh lực vào quyết đấu, mà Nguyệt Thanh Nhã thì khác biệt, khi thấy Hạ Thiên thì tâm tình của nàng trở nên bình thản, vì vậy mà thắng bại không còn gì phải lo. Tiểu Mị, người thua rồi. Nửa giờ sau Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng ôn hòa nói. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, rõ ràng nàng quy tội mình bị thua cho Hạ Thiên, mà thật ra cũng là như vậy, nếu Hạ Thiên không xuất hiện thì dù nàng thua cũng không như bây giờ. Tiểu Mị, thắng thua thật ra không quan trọng, dù thế nào cũng đã là 20 năm, cuộc chiến này bắt buộc phải có kết quả, không phải sao? Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói. Hạ Thiên ở bên cạnh có chút không vui. Thần Tiên tỷ tỷ sao lại dịu dàng với người phụ nữ kia như vậy? Chỉ dịu dàng với hắn thôi mới đúng chứ. Không cần người dỗ dành ta không phải người thua mà không thực hiện lời hứa. Giọng điệu của Dạ Ngọc Mị rất lạnh lùng. Đã thua ta sẽ thực hiện giao ước, sẽ ở lại Thanh Phong Sơn một năm. Ta biết rõ ngươi sẽ tuân thủ giao ước này, núi này có nhiều chỗ ở, ngươi có thể chọn một chỗ, cũng có thể xây mới một cái. Ta nói rồi, Thanh Phong Sơn là nhà của ta. Cũng là nhà của ngươi, tất cả đều có thể do ngươi làm chủ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Thần Tiên tỷ tỷ, nơi này sao lại trở thành nhà chị ta? Lát nữa chị sẽ giải thích với cậu. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên, sau đó nàng chuyển hướng sang Dạ Ngọc Mị. Tiểu Mị, nếu ngươi còn gì cần giải quyết trong thế tục, như vậy có thể nhờ Tiểu Thiên giúp đỡ. Không cần, phàm nhân trong thế giới này không có bất kỳ ai có ý nghĩa với ta. Dạ Ngọc Mị hừ một tiếng. Ta đi vào thế giới này chính là một cơn ác mộng, và bọn họ chính là một bộ phận của cơn ác mộng này. Cuối cùng Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng bay lên trời, bay về phía dưới núi, chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất trong tầm mắt Nguyệt Thanh Nhã. Nguyệt Thanh Nhã nhìn về phía Dạ Ngọc Mị biến mất mà thở dài sâu kín, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, kết quả này rất đáng hài lòng với nàng tin chỉ một năm cũng đủ để thay đổi mọi chuyện. Tiểu Sắc Lang, chúng ta về nhà. Nguyệt Thanh Nhã quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu dịu dàng vô tận. Chương 1067, lần gặp mặt đầu tiên 16 năm trước. Nguyệt Thanh Nhã còn chưa nói dứt lời thì đã cảm giác eo thon bị siết chặt, hương vị đàn ông quen thuộc cũng bay vào mũi, một cái đầu vùi vào ngực nàng. Thần Tiên tỷ tỷ, tôi rất nhớ chị. Hạ Thiên thì thào nói, hắn thật sự rất nhớ Thần Tiên tỷ tỷ. Vì vậy dù lúc này vẫn còn rất nhiều nghi vấn về Tống Ngọc Mị nhưng hắn vẫn không hỏi, bây giờ hắn muốn ôm nàng, cảm nhận mùi hương trên người nàng, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận bộ ngực tuyệt vời, cảm nhận tất cả. Chị cũng rất nhớ cậu. Nguyệt Thanh Nhã dùng cánh tay mềm mại ôm lấy Hạ Thiên, hai bên ở với nhau 16 năm, ngày đêm làm bạn với nhau, đột nhiên lại xa cách 6 tháng, tất nhiên điều này cũng làm cho nàng không thích ứng. Vì thế mà khoảng thời gian nửa năm gần đây mỗi ngày nàng đều không tự giác được phải nhớ đến hắn. 16 năm trước lần đầu tiên Nguyệt Thanh Nhã gặp mặt Hạ Thiên, khi đó hắn mới 3 tuổi, nàng 23 tuổi, đã đi đến thế giới này được 4 năm. 16 năm trôi qua, nàng vẫn nhớ y nguyên lần gặp mặt đầu tiên với hắn. Lúc đó Hạ Thiên 3 tuổi, hắn gầy gò hơn những đứa bé 3 tuổi bình thường rất nhiều, quần áo khá cũng nhưng rất sạch sẽ, nhìn qua là biết con nhà nghèo. Điểm khác biệt duy nhất chính là hắn có cặp mắt rất sáng, rất thanh khiết. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã thì Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt sáng ngời và thanh khiết nhìn chằm chằm, sau đó hắn mở miệng hỏi. Chị thật đẹp, chị là tiên nữ sao? Đúng vậy, chị là thần tiên, chị muốn mang cậu đi chơi, cậu có đồng ý không? Khi đó Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên cười với Hạ Thiên, sau đó dùng giọng dịu dàng nói. Nhưng, thần tiên tỷ tỷ, tôi đang chờ mẹ. Hạ Thiên trừng mắt, dù hắn mới 3 tuổi nhưng vẫn nói chuyện rất rõ ràng, đọc từng chữ cũng rõ ràng. Tất nhiên Nguyệt Thanh Nhã cũng biết, hắn thông minh hơn những đứa bé 3 tuổi bình thường rất nhiều, dù mới 3 tuổi nhưng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Mẹ bảo cậu ở đây chờ sao? Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng hỏi. Đúng vậy, mẹ nói sẽ đưa tôi đến nhà trẻ, nhưng mẹ vừa đi mua đồ, để tôi đứng chờ một lúc. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Thần tiên tỷ tỷ, chị xinh đẹp như vậy, chị làm vợ tôi được không? Khi Nguyệt Thanh Nhã nghe được vấn đề này thì ngây người vài chục giây, sau đó nàng lại hỏi. Sao chị lại làm vợ cậu? Vì thần tiên tỷ tỷ là người đẹp nhất, tôi là người thông minh nhất,
chị làm vợ tôi thì con của chúng ta sẽ vừa thông minh vừa xinh đẹp nhất. Hạ Thiên 3 tuổi đã có thể nói ra những lời như một người lớn, lý do của hắn rất đầy đủ. Nếu thần tiên tỷ tỷ tình nguyện làm vợ tôi sẽ không đợi mẹ mà cùng bỏ trốn với chị, nếu mẹ biết tôi bỏ trốn với thần tiên tỷ tỷ, chắc sẽ không trách tôi. Được, chị đồng ý làm vợ cậu. Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười, nàng dùng giọng đùa giỡn nói, nhưng ngay khi đó nàng không ngờ chỉ một hứa hẹn vui đùa nhưng cuối cùng lại thành sự thật, cũng thành một hứa hẹn quan trọng nhất trong đời nàng. Cứ như vậy mà Nguyệt Thanh Nhã dẫn Hạ Thiên đến Thanh Phong Sơn, 16 năm, ngoài thời gian hắn học võ công với ba vị sư phụ, hắn luôn ở cùng một chỗ với nàng, 16 năm qua bọn họ giống như chưa từng tách rời. Có một chuyện mà Nguyệt Thanh Nhã chưa nói với Hạ Thiên, đó chính là nàng gặp mặt hắn cũng không phải ngẫu nhiên, dù đó là lần thứ nhất, cũng chính là lần đầu tiên nàng và hắn gặp mặt nhau, nhưng thực tế hắn chính là người mà nàng đang khổ sở tìm kiếm. Vì hắn có thân thể băng hỏa linh thể đặc thù, nàng từ trong miệng đại sư phụ Trương Minh Đà của Hạ Thiên mà biết được có người như vậy, vì thế nàng tự mình xuống núi khảo sát, để xem có tìm được người phù hợp điều kiện hay không. Dựa theo ý của nàng, nếu Hạ Thiên phù hợp, nàng sẽ thương lượng với cha mẹ hắn, sẽ đưa hắn lên núi bồi dưỡng. Nhưng sau khi xuống núi thì nàng phát hiện mình không cần thương lượng với cha mẹ hắn, vì ngày hôm đó hắn bị mẹ bỏ rơi. Nguyệt Thanh Nhã thật sự không nhắc đến vấn đề này, vì nàng không muốn cho Hạ Thiên biết hắn bị cha mẹ vứt bỏ, hắn luôn nói mình và nàng bỏ trốn, nàng cũng hy vọng hắn nghĩ như vậy. Thật ra Nguyệt Thanh Nhã cũng có nghi ngờ, có lẽ ngày hôm đó Hạ Thiên đã biết mình bị ném bỏ, vì vậy hắn mới chọn phương án cùng nàng bỏ đi. Vì thế mà nhiều năm qua hắn chưa từng có ý nghĩ đi tìm kiếm cha mẹ mình, thậm chí Nguyệt Thanh Nhã còn có ý nghĩ bất đắc dĩ, năm đó nàng 20 tuổi mà giống như bị một Hạ Thiên 3 tuổi tính kế, kết quả là nàng thật sự trở thành vợ hắn. Tất nhiên đối với Nguyệt Thanh Nhã thì điều đó không quan trọng, 16 năm nàng là chỗ dựa cho Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng thật sự là chỗ dựa cho nàng, nếu không có hắn thì sợ rằng nàng sẽ không thể nào kiên trì ở thế giới này được lâu như vậy, không có hắn thì khoảng thời gian 16 năm sẽ không có thời gian vui vẻ, nhưng nàng có hắn và tất cả đều không giống như trước. Khoảng thời gian 4 năm trước khi nàng được gặp hắn, hầu như mỗi ngày nàng đều nghĩ làm sao để quay về, nhưng khi ở cùng hắn được 3 năm, nàng đã không còn kiên quyết với ý nghĩ quay về. 3 năm nữa trôi qua, nàng cảm thấy có quay về hay không cũng chẳng sao, nàng cũng không muốn quay về, vì nàng cảm thấy nơi đây giống như là nhà mình rồi. Ủa, tiểu bại hoại, cậu đến đây khi nào? Một âm thanh dễ nghe truyền vào trong tai kéo Nguyệt Thanh Nhã từ trong hồi ức quay về hiện tại. Lúc này nàng phát hiện mình đã quay về trong căn nhà gỗ trên Thanh Phong Sơn, trong phòng còn có một tiên nữ váy trắng, là Liễu Mộng. Đây là một căn nhà làm bằng gỗ, bên trong có rất nhiều phòng, nhưng vị trí của Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã lúc này chính là phòng ngủ của bọn họ. Liễu Mộng đang ngồi trên giường, nàng nhàn chán đung đưa cặp chân dài trắng nõn. Chị Mộng, sao chị lại ở đây? Hạ Thiên lúc này ngẩng đầu lên, hắn thấy Liễu Mộng, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chị Nguyệt bảo chị chờ ở đây. Liễu Mộng trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã đang bị Hạ Thiên ôm chặt. Chị Nguyệt, tôi đã chờ chị 2 ngày 2 đêm, sao chị không gọi em sang giúp? Mộng Mộng, chị đã thắng, vì vậy không cần em trợ giúp, nếu không thì em đi nghỉ một chút đi. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói. Được. Liễu Mộng nhảy xuống giường, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, ngủ với chị nhé. Hạ Thiên đi khá lâu. Tất nhiên Liễu Mộng cũng rất nhớ, nếu không phải lúc này có Nguyệt Thanh Nhã ở bên cạnh, sợ rằng nàng đã ảo lên người hắn. Chị Mộng, tôi không thể ngủ với chị, tôi phải chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên lần này không đồng ý yêu cầu của Liễu Mộng, tuy hắn rất nhớ cặp bánh bao lớn của Liễu Mộng, nhưng bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Được rồi, tôi đi ngủ, cậu chữa bệnh cho chị Nguyệt đi, nếu chữa xong thì nhớ đến tìm tôi. Liễu Mộng dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý. Nàng nghe Hạ Thiên nói sẽ chữa bệnh cho Nguyệt Thanh Nhã, nàng cũng biết chuyện này rất quan trọng. Liễu Mộng nhìn Hạ Thiên rồi lóe người biến mất, thân pháp của nàng rất nhanh, không thể nghi ngờ vài ngày ở Thanh Phong Sơn làm nàng tiến bộ rất lớn. Thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể thi triển đệ ngũ châm chữa bệnh cho chị. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, tuy hắn rất muốn ôm hôn Nguyệt Thanh Nhã nhưng vẫn áp chế xúc động, việc trị bệnh cho nàng mới là quan trọng nhất, chỉ cần thần tiên tỷ tỷ hết bệnh. Như vậy sau này bọn họ có thể đi dạo chơi khắp nơi. Cậu học xong nghịch thiên đệ ngũ châm nhanh như vậy sao? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Thanh Nhã chợt xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Dù khi Hạ Thiên xuất hiện thì nàng biết công lực của hắn tăng tiến rất mạnh,
thậm chí còn mạnh hơn cả nàng, nhưng nàng không ngờ chỉ mới là nửa năm mà hắn đã học được nghịch thiên đệ ngũ châm. Phải biết rằng khi Hạ Thiên vừa xuống núi chỉ thi triển được nghịch thiên đệ nhị châm mà thôi, căn cứ vào dự đoán của Nguyệt Thanh Nhã khi đó, nếu hắn muốn thi triển được đệ ngũ châm, ít nhất cũng phải mất thời gian 10 năm, thậm chí có thể nói là 10 năm vẫn quá nhanh. Tất nhiên 10 năm đối với nàng thì thật ra cũng không quá lâu, nàng vẫn có thể đợi được 10 năm. Nhưng nàng cũng không ngờ, bây giờ nàng còn chưa phải đợi 10 tháng thì hắn đã có thể thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ, hôm nay trong người tôi vừa ngưng tụ ra băng hỏa linh đan, căn cứ vào sách châm cứu ghi lại, bây giờ tôi có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc chị bị bệnh gì? Vì sao trước kia tôi không để kiểm tra được? Nguyệt Thanh Nhã có chút trầm ngâm, sau đó nàng đưa một cánh tay trắng ngà đến trước mặt Hạ Thiên, nàng dịu dàng nói. Cậu nhìn lại xem, có lẽ bây giờ cậu đã biết đó là bệnh gì. Hạ Thiên khẽ nắm lấy cổ tay trong suốt như ngọc của Nguyệt Thanh Nhã, một luồng băng hỏa linh khí thấm vào trong người nàng điều tra tình huống, chỉ vài giây sau hắn đã khẽ ổ lên, có chút kinh ngạc. Tiểu Sắc Lang, bây giờ cậu biết chị bị bệnh gì chưa? Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, sao trong người chị lại có băng hỏa linh đan? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi, nhưng không đợi Nguyệt Thanh Nhã trả lời, hắn lắc đầu nói. Không đúng, thứ này không phải là băng hỏa linh đan, vì băng hỏa linh đan của tôi có hai màu sắc khác biệt, mà nội đan của chị chỉ có một màu vàng. Thật sự không phải là băng hỏa linh đan, đó là kim đan. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút mừng rỡ. Tiểu Sắc Lang, cậu có thể dò xét được kim đan trong người tôi, điều này chứng tỏ cậu thật sự thi triển được đệ ngũ châm. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn làm ra những sự kiện đáng mừng, lần này cũng giống như vậy, cậu học xong đệ ngũ châm sớm hơn 10 năm so với dự đoán của chị. Chương 1068, kim đan bị hao tổn. Kim đan. Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn dùng giọng tò mò hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, là kim đan được ghi trong thiên đạo kinh sao? Thật ra trước kia Hạ Thiên đã từng nghe qua từ kim đan, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, thần tiên tỷ tỷ cho hắn đọc khá nhiều sách quỷ quái, bên trong có nhiều loại sách đề cập đến kim đan, nhưng cụ thể đây là thứ gì thì trong sách cũng không giải thích rõ ràng. Hắn cũng nhớ rõ thần tiên tỷ tỷ trước nay chưa từng nói rõ cho hắn biết kim đan là thứ gì. Ừ, Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Chuyện về kim đan thì tôi sẽ chậm rãi giải thích với cậu xem xét một chút, kim đan trong người chỉ có gì đó không đúng phải không? Thần tiên tỷ tỷ, kim đan của chị có vết nứt, nhìn thấy có vẻ muốn vỡ bất kỳ lúc nào, có lẽ đã tổn thương nghiêm trọng, ngoài vấn đề này ra thì tôi tra được trong cơ thể chị có bất kỳ bệnh tật gì. Hạ Thiên có chút buồn bực, vì sao hắn lại không biết thần tiên tỷ tỷ sinh bệnh gì nhỉ? Cậu đấy, trước đó rất thông minh, sao bây giờ lại ngây ngốc thế? Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười. Thật ra chị không có bệnh, chị chỉ bị thương, nhưng tình trạng vết thương của chị rất đặc thù. Vì vậy trước kia cậu không kiểm tra được. Nhưng bây giờ cậu có thể điều tra được rồi, cũng có nghĩa là cậu có thể giúp đỡ chị trị liệu. Cậu vừa nói rất đúng, kim đan trong người chị bị hao tổn, hơn nữa là rất nghiêm trọng, nếu không phải chị luôn ở trên Thanh Phong Sơn, sợ rằng kim đan đã hoàn toàn tổn hại, mà nghịch thiên đệ ngũ châm chính là dùng để chữa kim đan bị hao tổn, đây cũng là lý do vì sao chị nói cậu phải học được nghịch thiên đệ ngũ châm mới chữa được bệnh. Nguyệt Thanh Nhã nói rất dịu dàng. Ánh mắt nàng nhìn Hạ Thiên cũng rất dịu dàng, còn mang theo vài phần thương yêu, dù đứa bé năm xưa đã trưởng thành, hơn nữa chính nàng biến hắn thành đàn ông thật sự. Nhưng cũng chính là hắn đã biến một tiên tử cao cao tại thượng trong mắt người khác như nàng trở thành một người phụ nữ thật sự, nhưng dù sao nàng cũng là người nhìn hắn lớn lên từ khi 3 tuổi, vì vậy cũng thường xuyên dùng ánh mắt thương yêu với một đứa bé để nhìn hắn. Như vậy à, vậy thì tốt quá, thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể chữa thương cho chị được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng không còn buồn bực, bây giờ hắn biết rõ chỉ cần dùng nghịch thiên đệ ngũ châm là có thể chữa tốt kim đan cho thần tiên tỷ tỷ, như vậy nàng sẽ không việc gì. Còn vì sao kim đan trong người thần tiên tỷ tỷ lại hao tổn, điều này Hạ Thiên không quan tâm, hắn thầm nghĩ chỉ cần làm cho thần tiên tỷ tỷ không còn việc gì, làm nàng luôn ở bên cạnh hắn thì tất cả những thứ còn lại cũng không còn quan trọng. Ừ, tốt. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Nhưng, Tiểu Sắc Lang, cậu phải nhớ kỹ một chuyện. Nghịch thiên đệ ngũ châm không được tùy ý sử dụng, đối tượng thi châm nhất định phải được tẩy tủy trước, hơn nữa không thể tẩy tủy xong thì dùng nghịch thiên đệ ngũ châm ngay, tình huống cụ thể tôi sẽ nói với cậu sau. Thần tiên tỷ tỷ,
Được rồi, tôi đã hiểu, bây giờ tôi sẽ tẩy tủy cho chị trước. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn tuy thường dùng nghịch thiên bát châm nhưng trước nay vẫn không quá quen thuộc đủ loại quy tắc, đặc biệt là những châm về sau này, trước đây chưa từng biết nên sử dụng thế nào, vì vậy Nguyệt Thanh Nhã nói thế nào thì hắn phải làm theo như vậy. Tiểu Sắc Lang, thật ra thể chất của chị không giống người thường, vì vậy cậu có thể trực tiếp thi triển đệ ngũ châm. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu nói. Hạ Thiên rất nghe lời Nguyệt Thanh Nhã, lần này hắn lại không nghe lời nàng, hắn kiên trì ý nghĩ của mình. Thần tiên tỷ tỷ, tôi nên tẩy tủy cho chị, như vậy sẽ an toàn hơn nữa tẩy tủy cũng có lợi cho cơ thể chị, không có hại. Được rồi, chị nghe lời cậu. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Khi thấy Nguyệt Thanh Nhã đồng ý cho mình tẩy tủy thì Hạ Thiên không khỏi cảm thấy vui sướng, sau đó hắn mở miệng nói. Thần tiên tỷ tỷ, tẩy tủy sẽ thanh trừ những tạp chất trong cơ thể, những thứ kia sẽ làm bẩn quần áo của chị, mà bộ quần áo này rất quý, không thể làm bẩn được, vì vậy chị nên cởi quần áo ra. Bộ áo bào trắng của Nguyệt Thanh Nhã thật sự rất quý, thực tế từ khi Hạ Thiên được gặp Nguyệt Thanh Nhã đến bây giờ, nàng luôn mặc bộ áo bào trắng này, chưa từng thay đổi, mà áo bào trắng cũng chưa từng dơ bẩn, rất sạch sẽ, hoàn toàn có thể nói là không nhiễm bụi trần. Chiếc áo bào trắng này có thể nói là tương đối đặc biệt. Chưa nói đến vấn đề đau thương bất nhập, mà người ngoài căn bản không thể nào cởi ra được. Thực tế hơn chục năm qua Hạ Thiên đều không thể nghiên cứu vì sao chiếc áo bào kia không thể cởi ra, Nguyệt Thanh Nhã cũng chưa từng nói ra bí mật này. Nhưng nàng đã từng chủ động cởi bỏ chiếc áo bào này trước mặt hắn, bộc lộ thân thể tiên tử không chút tì vết trước mặt hắn, làm hắn thương yêu không thôi. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã nghe được những lời nói của Hạ Thiên thì trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn tuyệt mỹ cũng không khỏi có hơi đỏ ửng. Dù nàng và hắn đã sớm có quan hệ thân mật nhưng trước nay vẫn rất rụt rè, cũng chính vì thế mà trước nay nàng chưa từng nói cho hắn biết làm cách nào để cởi chiếc áo bào này ra, vì thế mà Tiểu Sắc Lang không thể không tiết chế. Cậu đấy, đúng là Tiểu Sắc Lang, cậu biết rõ quần áo của chị căn bản không thể bị làm bẩn nhưng vẫn nói cởi ra, rõ ràng là kiếm cớ chiếm tiện nghi. Trong giọng nói của Nguyệt Thanh Nhã có thêm chút hương vị kiều diễm, thế giới kia nàng là tiên tử thật sự, mà trước mặt Hạ Thiên thì nàng vẫn là tiên tử. Nhưng ngẫu nhiên nàng cũng có tư thái nũng nịu của phụ nữ. Hạ Thiên không nói gì, vì lúc này tất cả lực chú ý của hắn đều bị Nguyệt Thanh Nhã thu hút, dù nàng nói có mang theo chút hương vị bực bội nhưng vừa nói lại vừa cởi áo bào trắng ra. Quần áo khẽ chảy xuống đất, nửa thân trên tuyệt trần của nàng làm cho Hạ Thiên phải trợn tròn hai mắt. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên được thấy thân thể tuyệt mỹ của Nguyệt Thanh Nhã, nhưng dù là xem bao nhiêu lần thì đối với hắn cũng không thể chán, thần tiên tỷ tỷ có da thịt trắng ngần. Thậm chí còn trắng hơn tuyết, gần như trong suốt. Hạ Thiên thấy nếu dùng từ băng cơ ngọc cốt để miêu tả thần tiên tỷ tỷ thì vẫn còn chưa đủ, trên đời này căn bản cũng không có từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp thật sự của nàng, cũng không có từ ngữ nào miêu tả được tư thái tuyệt hảo của nàng. Nguyệt Thanh Nhã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không che giấu thân thể của mình, thực tế động tác của nàng còn không dừng lại. Sau khi cởi bỏ áo bào bên ngoài thì đến lượt áo lót, mãi đến khi cơ thể không còn chút che giấu của nàng hiện ra trước mặt Hạ Thiên. Cho tới nay Nguyệt Thanh Nhã đều biết mình có cảm tình với người đàn ông nhỏ bé này, khi hắn vừa lên núi đã cùng ngủ chung với nàng, khi đó nàng coi hắn là một đứa bé. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, có những thứ cảm tình sinh ra biến hóa, khi hắn 10 tuổi thì nàng cảm thấy hắn đã quá lớn, không thích hợp ngủ chung, vì vậy nàng đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ. Nhưng vài tối sau đó nàng phát hiện hắn vẫn đến trước cửa phòng ngủ. Nàng cuối cùng cũng không thể không mở cửa phòng ra, để hắn vào phòng ngủ của mình, sau đó để hắn ôm nàng nằm ngủ như trước. Sau đó Nguyệt Thanh Nhã không còn tiếp tục đuổi Hạ Thiên rời khỏi phòng ngủ, hầu như mỗi tối hắn đều phải ôm nàng nằm ngủ mới chịu. Đến khi hắn 18 tuổi, một buổi tối hôm đó, khi hắn vẫn không thể cởi bỏ quần áo của nàng, nàng đã chủ động nơi dây lưng, giao chính mình cho hắn. Trước đó nàng cũng đã coi hắn là đàn ông của mình, là chồng mình, nàng làm tất cả cũng đều là tình nguyện. Bây giờ Nguyệt Thanh Nhã vẫn là tình nguyện, nàng chủ động nới dây lưng, chỉ là nghênh đón chồng quay về sau nửa năm mà thôi, thật ra dù hắn không tẩy tủy cho nàng, thì nàng cũng làm như vậy. Tiểu Sắc Lang, làm đi, chị đã chuẩn bị tốt. Nguyệt Thanh Nhã không mảnh vải che thân chậm rãi nằm xuống giường, nàng dùng giọng quyến rũ động lòng người nói. Nhưng một câu nói của nàng có hai ý nghĩa, dù Hạ Thiên muốn tẩy tủy hay muốn làm gì khác, nàng đều sẵn sàng. Hạ Thiên hít thở có chút dồn dập. Hắn lóe người phóng về phía bên giường giống như sắp bổ nhào lên người Nguyệt Thanh Nhã, nhưng đúng khoảnh khắc này hắn đã ngừng lại, cuối cùng đứng bên giường, lửa tình thiêu đốt cũng nhanh chóng bị dập tắt,
lại có vẻ cực kỳ dịu dàng. Thần tiên tỷ tỷ, trước tiên tôi giúp chị tẩy tủy. Giọng nói của Hạ Thiên có chút bình tĩnh, khi mở miệng nói thì trên tay có hai cây ngân châm, dù hắn rất muốn ôm từng tấc da thịt của thần tiên tỷ tỷ nhưng vẫn cố gắng áp chế khát vọng này. Hắn muốn trước tiên phải chữa thương cho thần tiên tỷ tỷ, chỉ khi tình hình vết thương hoàn toàn tốt thì nàng mới có thể vĩnh viễn ở cùng hắn. Ừ. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lên tiếng, dù nàng luôn gọi hắn là tiểu sắc lang nhưng xưng hô như vậy chỉ là một cách gọi riêng mà thôi. Nàng tin dù là ở thế giới này hay ở thế giới kia đều không có đàn ông nào đối mặt với nàng ở trong tình cảnh không mảnh vải che thân lại có tâm tư làm việc khác, chỉ cần xét theo đặc điểm này thì hắn cũng là độc nhất vô nhị. Hạ Thiên không nói thêm điều gì, hắn ngưng tụ tâm thần, hai cây ngân châm cũng đồng thời được đâm xuống, đâm vào trong da thịt trắng nõn của Nguyệt Thanh Nhã, nghịch thiên đệt tứ châm tẩy tủy đã tiếp tục được thi triển. Hạ Thiên tẩy tủy lần này đã phát hiện một việc. Đó chính là sau khi trong cơ thể hình thành băng hỏa linh đan thì tốc độ tẩy tủy cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Lúc này hắn tẩy tủy cho Nguyệt Thanh Nhã với tốc độ rất nhanh, tính ra chỉ mất một tiếng đồng hồ mà thôi, nếu so sánh với một giờ trước kia thì bây giờ đã nhanh hơn rất nhiều lần. Thần tiên tỷ tỷ, tôi tắm rửa cho chị. Hạ Thiên thu ngân châm, hắn bế Nguyệt Thanh Nhã đã bị một lớp bùn đất đen nhẻm bao phủ lên, sau đó lách mình đi ra phòng ngủ, sau cùng đi đến một gian nhà gỗ, bên trong có một thùng tắm rất lớn. Bên trong đầy nước, còn bốc hơi nóng, hơn nữa còn có nước xanh liên tục rót vào, tất nhiên nước sẽ không ngừng tràn ra. Hạ Thiên lóe người đến bên cạnh thùng tắm, sau đó hắn đặt Nguyệt Thanh Nhã vào bên trong, vài phút sau hắn lại ôm nàng ra, quay về phòng ngủ, lại đặt nàng lên giường. Thần tiên tỷ tỷ, tôi muốn dùng nghịch thiên đệ ngũ châm chữa kim đan cho chị. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy ra hai cây ngân châm. Chương 1069, chị cởi quần áo ra dùng cậu. Tiểu sắc lang, chờ chút. Đúng lúc này Nguyệt Thanh Nhã lại mở miệng. Hạ Thiên dừng động tác lại, hắn có chút kỳ quái. Thần tiên tỷ tỷ, sao vậy? Nguyệt Thanh Nhã không nói gì, nàng chậm rãi đứng dậy trên giường nhưng vẫn không mặc quần áo, vẫn là không mảnh vải che thân, điều này làm thân thể hoàn mỹ của nàng vẫn tiếp tục bộc lộ bên ngoài không khí. Hạ Thiên vốn hô hấp rất dồn dập nhưng vẫn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng hắn thật sự rất vả. Nếu không phải hắn thật sự quá để ý đến sức khỏe của thần tiên tỷ tỷ, sợ rằng hắn đã bổ nhào lên người nàng từ lâu rồi. Cậu đúng là đứa ngốc, cần gì phải khổ cực nín nhịn như vậy. Nguyệt Thanh Nhã dùng bàn tay trắng nõn khẽ ôm lấy Hạ Thiên. Kim đan của chị đã bị tổn thương 20 năm, thật ra cũng không cần phải gấp. Nhưng, thần tiên tỷ tỷ, tôi còn muốn chữa kim đan cho chị, như vậy tôi sẽ không còn phải lo lắng cho cơ thể của chị. Hạ Thiên cũng tạm thời thu hồi ngân châm, hơn nữa cũng khẽ ôm lấy vòng eo của Nguyệt Thanh Nhã, chạm đến da thịt trắng ngần mềm mại của nàng, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm tuyệt vời, vì vậy mà nhịp tim của hắn không khỏi gia tốc. Lúc này bàn tay của hắn không thể nào không chuyển rời xuống, chậm rãi hoạt động trên mông Nguyệt Thanh Nhã. Tiểu sắc lang, nếu cậu cứ như bây giờ, chị sẽ không để cậu thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu, giọng nói rất dịu dàng. Nghịch thiên bát châm cực kỳ thần kỳ, trước cậu sợ rằng cha có ai chính thức học hết nghịch thiên bát châm, mà theo chị biết, dù là nghịch thiên đệ ngũ châm thì cũng không có người thi triển. Vì vậy mà nghịch thiên đệ ngũ châm khi thi triển sẽ sinh ra hiệu quả gì, dù là cậu hay chị cũng không thể biết được, vì vậy mà lúc này, dù với cậu hay với chị đều là khiêu chiến. Thần tiên tỷ tỷ, chị yên tâm, không có gì đâu, lần đầu tiên tôi dùng nghịch thiên đệ tứ châm cũng lo lắng về vấn đề này, nhưng cuối cùng tôi cũng không có chuyện gì xảy ra. Lần này tôi cũng có lòng tin chữa tốt kim đan cho chị. Hạ Thiên dùng giọng tin tưởng 10 phần nói, mà hắn vừa nói vừa không tự giác được phải xoa bóp cặp mông đầy đặn của Nguyệt Thanh Nhã. Thân thể mềm mại của Nguyệt Thanh Nhã không khỏi run rẩy, trên gương mặt trắng nõn có hơi đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp khó gì sánh được. Nhiều năm tu tâm đã làm cho nàng có cảm giác tương đối tẻ nhạt với chuyện nam nữ, thật ra nàng cũng không có mưu cầu gì với thứ này. Dù là thế, bây giờ bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên ve vuốt lên người, dù nàng là một tiên tử chưa nhuốm chịu khói lửa nhân gian cũng cảm thấy có chút khát vọng bùng lên trong lòng. Nguyệt Thanh Nhã là tiên tử, ở thế giới của nàng, nàng là người của Phiêu Miểu Tiên Môn, bọn họ cao cao tại thượng, nhưng nhiều năm tu tâm chỉ làm nàng khó động tâm mà thôi, không có nghĩa là nàng không phải là người bình thường. Thật ra nàng cũng là người phụ nữ bình thường, trước mặt người ngoài hoặc có thể nói là trước mặt người khác. Tuy nàng có vẻ như ôn hòa nhưng nội tâm lại cách xa cả ngàn dặm. Nhưng Hạ Thiên không phải là người ngoài, cũng không phải là đàn ông khác, hắn là chồng nàng, là đàn ông duy nhất của nàng, một người đàn ông duy nhất chiếm trọn nội tâm của nàng.
Vì vậy ở trước mặt hắn nàng không còn phải là tiên tử cao cao tại thượng, nàng là người phụ nữ của hắn, thân thể nàng đều hiện ra vì hắn. Tiểu sắc lang, chỉ tin vào bản lĩnh của cậu, cũng tin cậu có thể thành công thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm để chữa kim đan cho chị, nhưng dù là vì cậu hay vì tôi, bây giờ cậu cũng không thích hợp thi châm. Trong giọng nói của Nguyệt Thanh Nhã có thêm vài phần kiều diễm. Chúng ta ở cùng nhau 16 năm, cậu cho rằng chị không hiểu cậu sao? Tuy cậu cố nén không chiếm tiện nghi của chị, nhưng trong lòng cậu khó thể nào bình ổn, nhưng muốn thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm thì nhất định cậu phải tỉnh táo, nếu không cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. Thần tiên tỷ tỷ, tôi chẳng phải không muốn chiếm tiện nghi của chị, tôi chỉ vì quá nhớ chị. Hai tay của Hạ Thiên tạm thời dừng lại, hắn dùng giọng bất an giải thích, trong mắt hắn thì thần tiên tỷ tỷ quá quan trọng, vì vậy hắn không thể để cho nàng tức giận, cũng không thể để cho thần tiên tỷ tỷ không vui. Tiểu sắc lang, chị biết rõ. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Chị cũng rất nhớ cậu, vì vậy chị hiểu tâm tình của cậu, chị cũng biết bây giờ cậu cần nhất là thứ gì. Vì thế chị càng thêm hiểu, dưới tình huống này cậu thi triển đệ ngũ châm cho chị cảm thấy hay là mình mặc lại quần áo, như vậy mới cho cậu chữa trị. Được rồi, thần tiên tỷ tỷ, tôi nghe lời chị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu khi nàng mặc quần áo vào thì hắn mới có thể tỉnh táo thi châm. Lúc này vì muốn suy nghĩ an toàn cho thần tiên tỷ tỷ, hắn cho rằng làm như vậy là rất tốt. Nhưng nếu để thần tiên tỷ tỷ mặc quần áo vào, Hạ Thiên thật sự không muốn, phải biết rằng hắn thật sự không thể không chiều ý nàng. Tiểu sắc lang, chị cởi áo cho cậu nhé. Âm thanh êm tai của Nguyệt Thanh Nhã lại truyền vào trong tai Hạ Thiên, lúc này hắn phát hiện thần tiên tỷ tỷ không mặc quần áo vào, hơn nữa còn dùng bàn tay thon như ngọc cởi bỏ quần áo trên người mình, giống như một người vợ dịu dàng cởi bỏ quần áo giúp chồng. Chương 1070, cho các người tự do. Đừng đánh nữa, không còn ý nghĩa gì. Sát thần Ngải Luân vốn tưởng rằng thế thắng đã định nhưng vẫn bị ám hoàng chặt đẹp, vì vậy mà có chút khó chịu, chuẩn bị đặt bài xuống không đánh nữa. Đừng đánh nữa, đến đây chơi với tôi. Một âm thanh dễ nghe chợt vang lên. Ngải Luân nghe được âm thanh này thì lập tức hoảng sợ, sau đó lại bắt đầu tẩy bài. Tiếp, tiếp tục, tiếp tục. Đúng, tiếp tục. Chúng ta tiếp tục đánh bài. Ám Hoàng Lữ Nhân và Trương Minh Đà liên tục nói. Ba người lập tức ngồi rất nghiêm chỉnh, bộ dạng giống như an tâm đánh bài, nhưng một bàn tay duỗi đếp cướp lấy bộ bài, đồng thời còn có một âm thanh bất mãn vang lên. Này, ba lão già các người không được phép đánh bài, mau ra đánh nhau với tôi. Khi âm thanh này vang lên thì một tiên nữ mặc váy trắng chợt xuất hiện bên cạnh bàn, nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn ba người, mà ba người kia lại có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này đúng là không hổ danh ma nữ Mộng Mộng, đúng là quá phiền toái. Tiên nữ váy trắng này tất nhiên là Liễu Mộng, những ngày qua nàng liên tục hành tội ba ông lão này, mỗi ngày nhàm chán đều tìm bọn họ đánh nhau. Ba ông lão đáng thương năm xưa phong vân một cõi nhưng bây giờ dù có liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của nhà đầu kia. Hơn nữa nhà đầu kia lại ra tay không biết nặng nhẹ, làm cho bọn họ vài ngày qua khốn khổ khó chịu nổi, vì vậy bây giờ chỉ cần nhìn thấy nàng là đau đầu. Nhà đầu, những ngày nay sao cứ nhàm chán hoài vậy? Ngải Luân không nhịn được phải hỏi. Trước đó vài ngày không phải cô luôn đi theo Nguyệt Tiên Tử học võ sao? Tất cả đều do tiểu bại hoại không tốt. Liễu Mộng bĩu môi. Trở lại cũng không chịu theo giúp tôi, còn chiếm lấy chị Nguyệt không tha, làm hại tôi nhàm chán như vậy. Tiểu bại hoại. Ba lão già đưa mắt nhìn nhau, tiểu bại hoại trong lời nói của tiểu nha đầu này không phải là tiểu tử Hạ Thiên kia sao? Nha đầu. Cô nói là Hạ Thiên đã về núi rồi à? Trương Minh Đà là người đầu tiên hỏi vấn đề này, mà hai người còn lại cũng nhìn Liễu Mộng, rõ ràng bọn họ rất muốn biết đáp án này. Các người đúng là quá ngốc, tiểu bại hoại về vài ngày rồi mà không biết. Liễu Mộng bĩu môi, có vẻ rất xem thường ba lão già trước mặt. Ba ông lão đều có chút buồn bực, sau đó bắt đầu phàn nàn. Tiểu tử kia đúng là không có lương tâm, đã quay về cũng không đến bái kiến vài vị sư phụ này. Trương Minh Đà bất mãn nói. Đúng vậy, tiểu tử kia càng lúc càng không ra gì, xuống núi nửa năm rồi mà bây giờ quay về vài ngày cũng không muốn xuống núi gặp chúng ta. Ngải Luân cũng có chút mất hứng. Tiểu tử này gần đây rõ ràng không còn tính người, hắn đã có vợ, nào còn nhớ rõ mấy vị sư phụ già này nữa. Lữ Nhân lại tương đối bình tĩnh. Này, ba ông lão này, đừng nói xấu tiểu bại hoại. Liễu Mộng trừng mắt bất mãn nói. Nếu không tôi sẽ đánh các ông. Ba ông lão chợt buồn bực,
tên khốn kia xuống núi tìm một cô vợ ma nữ về núi, điều này thật sự rất đáng bực bội. Tên tiểu tử kia tuy không tôn kính sư phụ nhưng cũng sẽ chẳng tấn công quá mạnh, nhưng cô vợ ma nữ này thì ức hiếp bọn họ một cách trần trụi, mà điều làm bọn họ càng bực hơn chính là không thể không tiếp nhận uy hiếp này, vì bọn họ thật sự không đánh lại tiểu ma nữ này. Này nha đầu, cô biết tiểu tử kia đang làm gì không? Ngài Luân đành phải di chuyển đề tài. Không biết, sau khi tiểu bại hoại quay về, tôi cũng không thể tiến vào nhà của chị Nguyệt, tôi đoán tiểu bại hoại đang ăn bánh cao của chị Nguyệt. Liễu Mộng cong miệng lên, nàng có chút mất vui. Tiểu bại hoại trước kia rất thích ăn bánh bao của tôi, nhưng lần này cậu ta còn chưa đến tìm tôi, nhất định là bánh bao của chị Nguyệt ăn ngon hơn, vì vậy mà cậu ấy không nỡ đến tìm tôi, nếu không thì sao chữa bệnh cho chị Nguyệt lại lâu như vậy. Ba ông lão nghe mà không hiểu bánh bao là thứ gì, nhưng bọn họ đều nghe được câu nói cuối cùng của Liễu Mộng, vì vậy Trương Minh đã hỏi ngay. Nhà đầu, cô nói tiểu tử kia có thể chữa bệnh cho Nguyệt tiên tử được rồi à? Chẳng lẽ hắn đã học xong nghịch thiên đệ tứ châm? Ngốc, đệ ngũ châm. Liễu Mộng dùng ánh mắt mất hứng nhìn Trương Minh Đà. Tiểu bại hoại đã sớm học được nghịch thiên đệ tứ châm, bây giờ cậu ấy đã học được nghịch thiên đệ ngũ châm, nếu không thì sao có thể chữa bệnh cho chị Nguyệt? Đệ ngũ châm. Trương Minh Đà chợt kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Tiểu tử này thật sự có bản lĩnh, không hổ danh là đồ đệ của chúng ta. Ngài Luân cảm khái một câu. Đúng vậy. Cho giỏi hơn thầy. Lữ Nhân cũng cảm khái. Điều đó là đương nhiên, tiểu bại hoại rất thông minh, điều này giống tôi. Liễu Mộng cười hì hì nói, nàng nghe ba ông lão kia khích lệ Hạ Thiên, tất nhiên sẽ vui vẻ hơn. Nhưng ba ông lão nghe được như vậy cũng trợn mắt, nhà đầu này không minh sao. Bọn họ không cảm giác được điều này, bọn họ chỉ biết nhà đầu này không biết nói lý lẽ còn hơn cả Hạ Thiên, thật sự là một phối hợp tuyệt vời với Hạ Thiên. Này! Ba lão già có đi giúp tôi đánh nhau không? Liễu Mộng lúc này lại dùng giọng mất hứng hỏi, cuối cùng nàng cũng nhớ đến mục đích ban đầu của mình. Ba ông lão nghe nói như vậy thì chợt buồn bực, nếu đồng ý thì chắc chắn sẽ chịu tội, nếu không đồng ý thì nha đầu này sẽ dây dưa không dứt. Mộng Mộng! Khi ba ông lão cảm thấy rất khó xử thì một âm thanh như tiếng trời truyền đến, đồng thời một cô gái khuynh quốc khuynh thành chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Dù Liễu Mộng cũng có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng khi nàng đứng chung với cô gái mặc áo bào trắng kia, dù là bất kỳ ai cũng có thể thấy được sự chênh lệch. Dù là dung mạo hay khí chất thì Liễu Mộng cũng có chênh lệch rất lớn với cô gái áo bào trắng này. Liễu Mộng đẹp nhưng vẻ đẹp vẫn thuộc phạm trù nhân gian, mà cô gái mặc áo bào trắng chính là một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, nàng làm một tiên nữ thật sự. Nguyệt tiên tử. Ba ông lão hầu như cùng đứng lên. Bọn họ dùng giọng có chút cung kính chào hỏi tiên tử áo bào trắng. Chị Nguyệt, chị cũng đến rồi. Liễu Mộng có chút hưng phấn, nàng nhanh chóng hỏi. Tiểu bại hoại, cậu ấy không lén xuống núi đấy chứ? Mộng Mộng, tất nhiên cậu ấy sẽ không xuống núi, cậu ấy đang ở trong nhà của tôi chờ em mau đi đi. Tiên tử áo bào trắng này tất nhiên chính là Nguyệt Thanh Nhã, nàng nở nụ cười thản nhiên với Liễu Mộng, xua đó dùng giọng dịu dàng nói. Vậy em đi trước. Liễu Mộng lóe lên rồi biến mất, mà chữ cuối cùng được nói ra cũng được truyền đến từ một nơi rất xa. Ba ông lão cuối cùng cũng thở ra một hơi, ma nữ kia cuối cùng cũng đã đi, bọn họ xem như tránh được một kiếp. Mà ngay sau đó ánh mắt của mọi người tập trung lên người Nguyệt Thanh Nhã, xem xét như vậy làm bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Khoảng nửa tháng trước bọn họ đã gặp Nguyệt Thanh Nhã một lần, nhưng khi ấy nàng rất bình thường, mà bây giờ nàng làm cho bọn họ cảm nhận được sự khác biệt. Dù bây giờ Nguyệt Thanh Nhã vẫn xinh đẹp tuyệt trần nhưng khí chất của nàng rõ ràng có biến hóa, trước kia nàng cho bọn họ một cảm giác dù là tiên tử nhưng vẫn còn có chút khí tức nhân gian, nhưng bây giờ vẻ mặt nàng rất hiền hòa, còn có nụ cười thản nhiên nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra cảm giác lạ lẫm, cảm giác như vậy làm bọn họ khó thể tiếp cận, rõ ràng là cao không thể chạm, thần thánh không thể xâm phạm. Lúc này trên người nàng đã không còn chút khí tức nhân gian, nàng đã là một tiên tử ngày càng cách xa bọn họ. Nguyệt tiên tử. Bệnh của cô đã tốt rồi sao? Trương Minh Đà là người đầu tiên đặt câu hỏi. Đúng vậy, Tiểu Thiên đã chữa tốt cho tôi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ vuốt cằm, khi nói đến Hạ Thiên thì giọng điệu của nàng không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng ngay sau đó nàng lại khôi phục về vẻ bình dị có vẻ gần gũi nhưng lại cách xa cả ngàn dặm. Nàng dùng ánh mắt sáng như sao chậm rãi đảo qua ba người Trương Minh Đà, cuối cùng nàng khẽ nói. Các người xuống núi đi. Ba người Trương Minh Đà nghe nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi, giống như có chút khiếp sợ.
Bọn họ dùng ánh mắt khó tin nhìn Nguyệt Thanh Nhã, nửa ngày sau bọn họ còn chưa thể nói được lời nào, vì điều này có thể nói là quá bất ngờ với bọn họ. Nguyệt Thiên Tử, đây là có chuyện gì? Người phục hồi lại đầu tiên chính là Trương Minh Đà, hắn cũng là người đầu tiên thay mặt cho ba người đưa ra câu hỏi. Các người đi theo tôi đã được hơn 20 năm, trong 20 năm qua các người đã làm cho tôi một chuyện cực kỳ quan trọng, đó chính là bồi dưỡng ra một người đàn ông ưu tú nhất, mà người này chính là chồng tôi. Tôi quyết định lấy tự do làm phần thưởng cho ba người, kể từ ngày hôm nay ba người được tự do, không cần chịu sự trói buộc từ tôi. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng thong thả nói. 20 năm trước các người đã tìm cho tôi người thân thiết nhất trên đời này, bây giờ các người cũng nên đi tìm người thân của mình, tôi tin trên đời này vẫn có người đợi các ông quay về. Nguyệt Thiên Tử, thật ra chúng tôi. Ngài Luân muốn nói gì đó nhưng lại không thể tiếp tục, vì Nguyệt Thanh Nhã đã cắt đứt lời hắn. Chuyện này tôi đã quyết định, các người mau xuống núi đi. Nguyệt Thanh Nhã tuy dùng giọng rất bình thường nhưng lại có một lực lượng khó thể kháng cự. Tôi biết các người tạm thời không thể thích ứng với cuộc sống bên dưới, nhưng mọi người không cần lo, tôi sẽ để Tiểu Kiều sắp xếp thỏa đáng. Tôi hy vọng mọi người hiểu, mọi người vẫn là sư phụ của Tiểu Thiên, tôi và Tiểu Thiên vẫn coi các người là người một nhà, vì vậy sau khi các người rời khỏi đây, dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng có thể yêu cầu sự trợ giúp từ Tiểu Thiên, mà Thanh Phong Sơn cũng hoan nghênh các người quay về bất kỳ lúc nào. Vẻ mặt ba ông lão đều rất phức tạp, tuy bọn họ không nói gì nhưng bọn họ cũng hiểu. Sự việc tuy đột nhiên nhưng Nguyệt Thanh Nhã đã đưa ra quyết định, như vậy sẽ không thể nào thay đổi. Tiểu Thiên vốn nên đến cáo biệt mọi người nhưng bây giờ còn đang bận một việc vô cùng quan trọng, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ xuống núi gặp mọi người. Vài ngày nữa cậu ấy sẽ xuống núi, tương lai một ngày nào đó tôi cũng xuống núi. Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục chậm rãi nói. Cuối cùng, còn có một chuyện, tôi còn phải làm phiền mọi người. Chương 1071, để tôi sở xem thế nào. Nguyệt Tiên Tử có gì phân phó xin cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Trương Minh Đà mở miệng nói. Ba người cũng biết thân thế thật sự của Tiểu Thiên, năm xưa các người còn âm thầm đưa cho cha mẹ cậu ấy một khoản tiền, vì vậy tôi nghĩ bây giờ các người muốn tìm được cha mẹ cậu ấy cũng không khó. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Các người xuống núi thì thay tôi đi tìm cha mẹ của cậu ấy, xem xét tình hình gần đây của bọn họ là thế nào, nếu bọn họ sống không tốt thì cho một khoản tiền nữa. Tuy bọn họ từ bỏ Tiểu Thiên, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ của cậu ấy. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Tất nhiên, nếu bây giờ cuộc sống của cha mẹ cậu ấy rất tốt, vậy các người cũng không cần quan tâm. Nguyệt Tiên Tử, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cha mẹ của cậu ấy. Lữ Nhân khẽ gật đầu, chuyện này đối với bọn họ thật sự không khó. Tôi hy vọng ba người lén đi tìm, không nên nhờ người khác trợ giúp. Vì nếu nhờ người khác thì Tiểu Thiên sẽ biết được, mà tôi cũng không hy vọng cậu ấy biết được điều này. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài. Tuy có lẽ cậu ấy cũng sớm biết mình bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng tôi hy vọng cậu ấy vĩnh viễn không biết điều này. Vì vậy trừ khi cậu ấy muốn đi tìm cha mẹ, nếu không các người không nên cho cậu ấy biết, các người đã hiểu chưa? Nguyệt Tiên Tử, chúng tôi đã hiểu, cô yên tâm, chúng tôi biết nên làm thế nào. Ngài Luân dùng giọng sắt son đảm bảo. Tôi tin tưởng các người có thể làm tốt điều này. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó nàng khẽ thở dài một hơi. Được rồi, các người thu thập một chút, xuống núi đi, Tiểu Kiều đang chờ các người. Nguyệt Thanh Nhã nói xong thì xoay người bỏ đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ba người Trương Minh Đà nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã biến mất mà một lúc lâu sau cũng không biết nói gì, mãi 10 phút sau bọn họ mới cùng thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta nên xuống núi. Người mở miệng sớm nhất chính là quỷ y Trương Minh Đà. Nguyệt Tiên Tử đã khôi phục công lực, tiểu tử Hạ Thiên kia cũng coi như công lực đại tiến, chúng ta nếu tiếp tục ở trên núi cũng không biết làm gì. Đúng vậy, nhớ năm xưa ba người chúng ta đều phong vân một cõi, hoành hành trong nước. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ cũng không đánh lại nha đầu Liễu Mộc, xem ra ở nơi này cũng không còn ý nghĩa. Sát thần Ngải Luân cũng có vẻ tiêu điều. Thật ra đó là chuyện tốt. Tiểu tử Hạ Thiên kia là đồ đệ của chúng ta, bây giờ Nguyệt Tiên Tử là vợ hắn, chúng ta dạy bảo được một tên đồ đệ lấy được vợ tiên, như vậy chúng ta cũng quang vinh. Ám Hoàng Lữ Nhân lại có ý nghĩ hiển hách. Sau này chúng ta đi ra ngoài, chỉ cần nói chúng ta là sư phụ của Hạ Thiên, sợ rằng sẽ không có ít người bị dọa bỏ chạy. Ám Hoàng nói không sai, tiểu tử kia có lợi hại cũng là nhờ chúng ta dạy bảo nên người.
Quỷ y Trương Minh Đà khẽ gật đầu. Không có gì nữa, chúng ta xuống núi thôi, dù có chút đột nhiên nhưng nghĩ lại cũng không có gì kỳ quái. Thật ra tôi đã sớm ngờ đến điều này, nếu Nguyệt Tiên Tử hoàn toàn khôi phục công lực thì nàng sẽ cho chúng ta đi, thật ra tôi cũng chỉ thấy có chút không quen với tình cảnh này mà thôi. Tôi cũng nào có thích ứng ngay được, nhưng nói đi cũng nói lại, vài ngày trước nhà đầu Liễu Mộng nói tôi có một đứa con gái, cũng không biết có phải là thật không. Sát thần Ngải Luân có chút hưng phấn. Nếu ta thật sự có con gái thì quá tốt, ha ha, ám hoàng, quỷ y, phương diện này các người nhất định đã kém tôi, các người đều không có con cái. Điều này cũng chưa hẳn, lần này tôi xuống núi sẽ đến thăm trên trăm cô tình nhân trước kia, ta cũng không tin các cô ấy không sinh ra cho mình được một nửa đứa con. Quỷ y Trương Minh Đà không cho là đúng. Sát thần ngươi chỉ có một đứa con gái mà thôi, sợ rằng ta sẽ có 18 đứa con trai. Đừng khoác lác. Sát thần Ngải Luân nói với vẻ mặt không tin, sau đó lão quay đầu nhìn ám hoàng Lữ Nhân. Ám hoàng, ngươi đừng nói mình cũng có trên trăm tình nhân đấy nhé. Chúng ta là đặc công, nào có nhiều thời gian đi tìm phu nữ. Dù có thì cũng chỉ là được dịp đến với nhau mà thôi. Ám hoàng lắc đầu. Được rồi, điểm này tôi so ra kém các người, tôi cũng xuống núi xem có gì đó thu thập hay không. Ám hoàng nói đi là đi, sau đó xoay người xuống núi. Tôi cũng đi tìm con gái đi lạc. Sát thần đuổi theo. Các em tình nhân của ta tới đây. Quỷ y tuy cất bước trễ nhất nhưng chạy nhanh nhất, chỉ trong chớp mắt đã vượt lên hàng đầu. Ba bóng người càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất dưới chân núi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vài ngày sau, dưới núi Thanh Phong Sơn. Trong thôn Thanh Phong có rất nhiều nhà dân, trong đó có một căn nhà rực rỡ và bắt mắt hơn tất cả. Thật ra đây cũng không phải một ngôi nhà mới xây, chẳng qua vừa được sửa chữa sơn lại mà thôi. Trước đó vài ngày trong căn nhà này rất náo nhiệt, có không ít người, mỗi ngày còn được phóng viên vây quanh. Đơn giản chỉ vì đạo diễn nổi tiếng Ngô An Phong đang làm phim ở đây, nhưng bây giờ chỗ này đã lạnh tanh, vì nhân viên đã dần rút lui. Nhưng lúc này đạo diễn Ngô An Phong vẫn chưa bỏ đi, lão đi vào trong một gian phòng, đó là một gian phòng được bố trí làm văn phòng và phòng ngủ. Lúc này trong phòng có ba cô gái đẹp. Kiều tiểu thư, chúng tôi căn bản đã rút đi, nói chung 10 phút sau trực thăng cũng sẽ đến đón tôi, bây giờ các cô còn chưa đi sao? Ngô An Phong dùng giọng khách khí hỏi. Ba thiếu nữ này tất nhiên là Kiều Tiểu Kiều và hai cận vệ Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi. Nếu nói theo lý thì Kiều Đông Hải mới là người quản lý đầu tư vào bộ phim mà Ngô An Phong đang làm đạo diễn. Nhưng Ngô An Phong cũng bia bây giờ tất cả đều do Kiều Tiểu Kiều phụ trách, vì thế lão rất khách khí với Kiều Tiểu Kiều. Đạo diễn Ngô, tôi còn đợi một người, có lẽ vài ngày sau mới đi. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Bây giờ tôi chúc đạo diễn Ngô một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Cảm ơn Kiều Tiểu Thư. Ngô An Phong có chút chần chừ, sau đó lão hỏi một câu. Kiều Tiểu Thư, cô đang chờ Liễu Tiểu Thư sao? Không phải. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, sau đó nàng cười nhạt một tiếng. Đạo diễn Ngô, tôi biết rõ ông đang lo lắng điều gì, nhưng ông yên tâm, sau Tết thì chị Mộng nhất định sẽ có thời gian đến làm phim, sau Tết thì điều kiện nơi đây cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Được, nếu Kiều Tiểu Thư nói như vậy thì tôi cũng an tâm. Ngô An Phong thở phào nhẹ nhõm, lão thật sự không thể không lo lắng, vì bộ phim này có thể nói là chuẩn bị mọi thứ nhưng nữ nhân vật chính lại biến mất. Một bộ phim quan trọng nhất là nhân vật chính. Bây giờ không có nữ nhân vật chính, sao quay được? Cũng vì vậy mà lão thấy đã sắp đến Tết, đối với người trong nước thì Tết rất quan trọng, vì thế lão quyết định thương lượng với Kiều Tiểu Kiều, quyết định cho mọi người nghỉ Tết sớm, sau Tết sẽ quay lại làm phim. Nhưng dù Kiều Tiểu Kiều trước đó có nói sau Tết Liễu Mộng sẽ quay lại làm phim thì Ngô An Phong vẫn có chút lo lắng, vì vậy trước khi đi lão phải đến hỏi lại một lần nữa, sau khi có được câu trả lời thuyết phục mới coi như yên lòng. Người này đúng là... Kiều Tiểu Thư đã sớm nói rồi mà ông ta vẫn không yên lòng, vẫn phải hỏi lại một lần nữa. Sau khi Ngô An Phong bỏ đi thì Kiều Phượng Nhi dùng giọng mất vui nói. Ông ấy là một đạo diễn có trách nhiệm, một lòng muốn làm phim, đạo diễn như vậy vào lúc này là không nhiều, xem như khó tìm. Kiều Tiểu Kiều thuận miệng nói một câu, cuối cùng nàng không tự chủ được phải khẽ thở dài. Chồng sao còn chưa xuống núi? Hôm nay đã là ngày thứ 15, anh ấy đã ở trên núi nửa tháng rồi. Sắc lang kia không muốn xuống núi sao? Kiều Phượng Nhi không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, nàng vô thức cúi đầu nhìn bộ ngực của mình,
nơi đó của nàng bị tên kia xoa nắn vài lần, sau đó tên kia mất tích, nàng cảm thấy bộ vị này của mình căn bản là không thay đổi, vẫn rất lớn. Có lẽ là không, cậu ấy sẽ xuống núi. Kiều Tiểu Kiều lại rất xác định với vấn đề này. Nhưng có lẽ bây giờ còn chưa thể rời khỏi Trị Nguyệt, vì vậy mới ở lại lâu ngày. Sắc lang này đúng là không đáng tin, có vợ tiên nữ sẽ không quan tâm đến Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Này, đừng nói bậy sau lưng, cẩn thận tôi cho ngực cô lớn trở lại. Một âm thanh bất mãn truyền vào trong tai Kiều Phượng Nhi, lúc này trong phòng chợt có thêm một người, đó là Hạ Thiên. Hạ Thiên ăn mặc xem như một người bình thường, không còn mặc áo sơ mi quần jean như trước, lại mặc một bộ quần áo vào đông, là bộ quần áo mà Ninh Khiết mua cho hắn ở Cảng Thành. Anh! Kiều Phượng Nhi dùng tay chỉ vào người vừa xuất hiện, nàng chợt lắp bắp, người này sao xuất hiện đúng lúc như vậy? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực hùng vĩ của Kiều Phượng Nhi, sau đó hắn thỏa mãn gật đầu. Ngực cô đã nhỏ đi một chút, bây giờ có vẻ phù hợp, xem ra đẹp hơn trước, không cần tôi xoa bóp nữa. Nào có nhỏ đi, tôi thấy vẫn lớn như trước. Kiều Phượng Nhi dù có chút xấu hổ thì vẫn không nhịn được phải phản bác, trong lòng có chút bực bội, người này mất tích cả tháng, bây giờ xuất hiện lại nói những lời chán ghét vậy sao? Không nhỏ hơn sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Sau đó hắn dùng tay phủ lên bộ ngực hùng vĩ của Kiều Phượng Nhi. Để tôi sờ xem thế nào. Kiều Phượng Nhi lập tức choáng váng, nàng không kịp phản ứng, mà Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh thật sự không biết nói gì. Hai người này làm việc quá thô, không kiêng nể ai, bên cạnh có người mà cũng không biết, áp chế. Kiều Tiểu Kiều cũng có chút sở khóc sở cười, chồng nàng không phải gần đây sờ Trị Nguyệt nhiều lần nên quen tay đấy chứ. Lần này Hạ Thiên thật sự dùng tay sờ bộ ngực của Kiều Phượng Nhi một lúc. Sau đó thu tay về, còn dùng ánh mắt mất hứng nhìn Kiều Phượng Nhi. Tôi đã nói nhìn không lầm, rõ ràng nhỏ đi một chút, bây giờ rất vừa, nếu nhỏ đi lại không đẹp. Chương 1072, bây giờ đi vào thử xem. Á! Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng hét lên. Hạ Thiên, anh là đại sắc lang. Kiều Phượng Nhi hét lên làm Hạ Thiên có chút bất ngờ, hắn dùng ánh mắt bấn mãn nhìn nàng. Này! Cô hét lớn như vậy làm gì? Hù tôi thì không sao, hù vợ tôi thì không tốt đâu đấy nhé. Tôi không phải chỉ sờ xem tình hình thế nào thôi sao, trước kia cũng không phải chưa từng sờ. Kiều Phượng Nhi lập tức bị chọc điên, nhưng nàng không thể nào phản bác. Hạ Thiên nói không sai, bộ vị của nàng không biết bị hắn sờ qua bao lần, hơn nữa vài lần trước đều tiếp xúc trực tiếp, bây giờ tối xấu gì cũng có vài lớp áo, nếu so ra vẫn không quá đáng. Nhưng vấn đề là khi đó Kiều Phượng Nhi được Hạ Thiên mát xa trong căn phòng chỉ có hai người bọn họ, bây giờ tên này rõ ràng là công khai sàm sỡ với nàng trước mắt người khác, đúng là quá bực bội. Lúc này Hạ Thiên cũng không chú ý đến Kiều Phượng Nhi, hắn nhìn về phía Kiều Tiểu Kiều, sau đó thuận tay kéo nàng vào lòng rồi cười hì hì nói. Vợ, anh đã xuống núi. Ừ, chồng, anh đã xuống núi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu rồi khẽ hỏi. Chị Nguyệt không xuống núi sao? Không. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị ấy còn chưa chịu xuống núi, nói là trên núi còn nhiều việc, chị ấy nói chờ anh xử lý tất cả mọi chuyện dưới núi, nhà cửa xây xong, chị ấy có thể theo anh xuống núi. Như vậy cũng tốt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Ba hòn đảo ở Hồ Bắc đã được xây dựng khá tốt, nhưng gần đây mưa nhiều, vì vậy không thích hợp xây dựng nhà, nhưng qua Tết thì có thể khởi công trở lại. Kiều Tiểu Kiều nói đến đây thì nhớ tới một việc. Đúng rồi, chồng. Trước đó Tiền Đa Đa đã liên lạc với em, nói rằng ba hòn đảo kia còn chưa có tên, bây giờ đăng ký chỉ đánh số nhưng chính quyền thành phố Giang Hải lại cho phép chúng ta được đặt tên theo ý mình, sau đó lên đăng ký, sau này coi như là một khu đất được sử dụng chính thức. Anh định đặt tên cho ba hòn đảo đó là gì? Tên sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi lập tức có ý nghĩ. Nếu như vậy thì gọi là đảo thần tiên, sau này chỗ đó sẽ tiếp đón thần tiên tỷ tỷ. Kiều Phượng Nhi bĩu môi. Một cái tên không ra gì, chẳng có chút sáng ý. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi gật đầu. Được, gọi là đảo thần tiên, sau này cứ gọi là đảo thần tiên từ 1 đến 3, sau này địa chỉ trên giấy chứng minh cũng sẽ được đổi lại là đảo thần tiên. Vợ, chỗ này có gọi điện thoại ra ngoài được không? Hạ Thiên hỏi một câu. À, tạm thời còn chưa được, nhưng bây giờ công ty viễn thông đang xây dựng tháp tín hiệu, nói chung sau Tết thì bên này sẽ có tín hiệu điện thoại. Kiều Tiểu Kiều gật đầu. Nhưng chồng cũng đừng vội, lát nữa chúng ta ngồi trực thăng rời khỏi đây ngay. Đúng rồi,
chồng muốn về huyện Mộc Dương hay trực tiếp về thành phố Giang Hải? Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Chị Thanh còn đang ở huyện Mộc Dương, chị ấy rất lo lắng cho anh, nếu anh muốn đến gặp chị ấy trước, chúng ta sẽ đến thị trấn Mộc Dương trước, sau đó lại đi về thành phố Giang Hải. Nếu cậu có việc khác gấp hơn thì chúng ta sẽ về Giang Hải trước, sau khi đến đó cậu điện thoại cho chị Thanh, chị ấy sẽ không chú ý. Thôi đi thị trấn Mộc Dương trước. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn vẫn muốn đến xem Vân Thanh, tuy đối với hắn thì thần tiên tỷ tỷ là quan trọng nhất, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn chẳng quan tâm đến những bà vợ khác. Dù là Kiều Tiểu Kiều hay Vân Thanh, tất cả đều là vợ hắn, hắn đều rất quan tâm. Được, tốt lắm, chúng ta sẽ đến thị trấn. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Các em thu thập đồ đạc, đợi máy bay đến thì chúng ta sẽ đi. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi gật đầu, sau đó lập tức đi thu xếp các vật dụng tùy thân, mà Khoa Tiếng Trung cũng tiếp tục khẽ trò chuyện với Hạ Thiên. Chồng, ba vị sư phụ của anh đã xuống núi, anh có biết chuyện này không? Anh biết, thần tiên tỷ tỷ đã nói với anh, đúng rồi, vợ, ba sư phụ còn ở Giang Hải không? Hạ Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng hỏi một câu. Không, bọn họ chờ ở thành phố Giang Hải vài ngày, sau đó đã bỏ đi, cụ thể là đi đâu thì em cũng không biết, mà bọn họ cũng không nói. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. À, không cần lo lắng cho bọn họ, tuy ba vị sư phụ không tính là lợi hại nhưng cũng khó có mấy người làm gì được. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Kiều Tiểu Kiều cũng thừa nhận điều này, nàng thấy ba vị sư phụ của Hạ Thiên đều là nhân vật lợi hại. Khả năng gặp chuyện không may là rất nhỏ. Đồng thời nếu bọn họ gặp phải phiền toái thì hoàn toàn có thể liên lạc với nàng. Chị Mộng còn ở trên núi sao? Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi hỏi. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ muốn chị Mộng ở trên núi thêm vài chục ngày nữa, vì vậy anh tạm thời không thể đợi được, sau Tết anh đến thăm cũng không muộn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Tiểu Kiều không nói gì, nàng còn nói cho Hạ Thiên biết một việc, đó chính là nàng đã mua được quyền khai phá Thanh Phong Sơn. Kế hoạch cụ thể đã được nàng chuẩn bị. Tất nhiên những chuyện thế này cũng không gấp, dù sao đối với N thì khai phá hay không chẳng quan trọng. Hạ Thiên ôm lấy Kiều Tiểu Kiều hàn huyên hơn nửa giờ, sau đó trực thăng đến, hai người, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cùng rời khỏi thôn Thanh Phong, 10 phút sau đã đến thị trấn Mộc Dương. Sau khi rời khỏi máy bay thì bốn người cũng không đi khách sạn mà trực tiếp đến biệt thự gần bờ sông của Thạch Trường Canh. Lúc này trong sân biệt thự có hai người đẹp một lớn một nhỏ đang đánh cầu lông, người đẹp lớn chính là Vân Thanh, mà người đẹp nhỏ tuổi chính là Thạch Thuần. Thạch Trường Canh đang ngồi ngay cửa nhà nhìn hai chị em Vân Thanh đánh cầu lông nhưng càng xem càng choáng váng. Hai chị em Vân Thanh đánh cầu từ 10 phút trước, nhưng trong thời gian 10 phút mà cầu vẫn chưa rơi xuống đất, vì thế mà cả hai còn chưa thể kết thúc một hiệp. Thạch Trường Canh không khỏi sinh ra ý nghĩ, có nên đưa con gái đi học cầu lông? Với thiên phú như vậy, sợ rằng giành giải quán quân cũng không có vấn đề. Chị, tiếp cầu. Thạch Thuần hô lên một tiếng, nàng vung tay, cầu lông lại bay về phía Vân Thanh. Ủa? Thạch Trường Canh chợt nghi ngờ ánh mắt của mình có vấn đề, trái cầu có vẻ không khó nhưng Vân Thanh vẫn chẳng tiếp được. Xem ra chị nhường em, Tiểu Thanh thật sự là chị tốt. Thạch Trường Canh thầm nghĩ như vậy, nhưng một giây sau hắn đã phát hiện mình lầm. Chồng! Giọng điệu của Vân Thanh trở nên cực kỳ vui sướng, sau đó nàng ném vợt xuống đất rồi chạy vội ra ngoài. Ôi, anh rể đến. Thạch Thuần cũng ném vợt xuống đất, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài. Thạch Trường Canh vô thức đưa mắt nhìn ra cổng, hắn thấy Vân Thanh đã nhào vào lòng một người, đó là Hạ Thiên. Chị Tiểu Kiều, các chị cũng đến. Thạch Thuần thiếu chút nữa đã nhào vào lòng Hạ Thiên, nàng chạy mãi đến sau lưng Vân Thanh mới dừng lại, sau đó nàng chào hỏi Kiều Tiểu Kiều. Những ngày này nàng coi như có quen biết với Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Thư, mọi người đến chơi. Thạch Trường Canh cũng tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi Kiều Tiểu Kiều, dư quang khóe mắt của hắn cũng thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đang ôm hôn nhau. Chị, anh rể, hai người tiến vào phòng rồi hôn nhau, ở đây có người nhìn. Thạch Thuần nói một câu như vậy. Khi Vân Thanh thấy Hạ Thiên thì cảm thấy cực kỳ vui sướng, vì thế mà nàng bổ nhào lên người hắn, không tự chủ được phải dâng tặng bờ môi thơm. Nhưng lúc này nàng nghe thấy câu nói của Thạch Thuần, vì thế lập tức cảm thấy không tốt, định buông Hạ Thiên ra, nhưng hắn sao có thể để nàng buông ra. Tất nhiên Hạ Thiên cũng nghe rõ lời nói của Thạch Thuần, cũng tiếp nhận lời đề nghị của cô bé. Hắn vừa tiếp tục ôm hôn Vân Thanh vừa đi vào nhà, sau đó đi vào phòng ngủ. Sắc lang!
Kiều Phượng Nhi trầm giọng mắng một câu, vì nàng thấy Hạ Thiên và Vân Thanh đóng cửa phòng ngủ lại, không cần nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì, chẳng lẽ thông dâm ban ngày sao? Nhưng điều làm Kiều Phượng Nhi bất ngờ đã xảy ra, chưa đến 10 phút sau thì cửa phòng mở ra, Hạ Thiên và Vân Thanh từ trong đi ra. Vân Thanh có gương mặt đỏ hồng, quần áo không chỉnh tề, cổ trắng ngần còn vài dấu hôn, rõ ràng là kiệt tác của Hạ Thiên, nhưng sao, làm ăn, nhanh vậy? Sắc lang kia nhất định lên ngựa quá nhiều, bây giờ chỉ còn có thể đi tàu nhanh mà thôi. Kiều Phượng Nhi thầm nghĩ ác. Kiều Phượng Nhi có ý nghĩ như vậy mà cảm thấy hả hê, đáng đời, sắc lang kia tìm quá nhiều phụ nữ, bây giờ đã hụt hơi, rồi sao? Cô cười gì vậy? Hạ Thiên thấy Kiều Phượng Nhi cười ngây ngô, hắn không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi. Tôi nào có cười? Kiều Phượng Nhi vội vàng phủ nhận. Cô vừa cười rõ ràng. Hạ Thiên khẳng định. Tôi cười mắc mớ gì đến anh? Kiều Phượng Nhi tức giận nói, sắc lang này có lực quan sát quá mạnh, chính mình cười trộm mà bị hắn phát hiện ra. Vì vừa lén nhìn tôi vừa cười, tôi thấy cô nhất định đang cười trộm tôi. Hạ Thiên có chút mất hứng. Này, tôi đã nói rồi, cô đừng suy nghĩ lung tung. Kiều Phượng Nhi bĩu môi, nàng khẽ nói thầm một câu. Tôi chẳng thèm suy nghĩ lung tung, sắc lang người rõ ràng là, hết xí quách, làm việc cộng thêm thời gian cởi quần áo mà được có 10 phút. Này, đừng nói tầm bậy, ai hết xí quách. Hạ Thiên lập tức mất hứng, nhà đầu kia dám hoài nghi năng lực này của hắn, đúng là không thể tha thứ. Nếu không bây giờ chúng ta thử xem, tôi đảm bảo cho cô 3 ngày không thể xuống giường. Lưu manh. Kiều Phượng Nhi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng vô thức lui về phía sau, trốn sau lưng Kiều Tiểu Kiều, nàng thật sự lo lắng người này sẽ kéo mình vào phòng chứng minh năng lực. Chương 1073, bây giờ ăn cơm hay ăn tôi? Hạ Thiên và Kiều Phượng Nhi tranh chấp với nhau làm cho đám phụ nữ ở bên cạnh đỏ bừng mặt, Thạch Thuần kia lại không hiểu, nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Chị, hết xí quách là sao? Súng bắn nhanh là sao? Là bắn quá nhanh sao? Hai gò má Vân Thanh chợt đỏ ửng, khoảnh khắc này nàng không biết nên giải thích thế nào, nàng nói quanh co một lúc rồi khẽ gật đầu. Này, Thạch Thuần, đúng là như vậy. Thạch Thuần, bà đưa con ra ngoài chơi, con đừng quấy rầy chị và anh rể. Thạch Trường Canh cũng phát hiện nơi đây có những lời không nên, vì vậy chuẩn bị đưa Thạch Thuần ra ngoài. Nhưng bà này, con rất thích chơi đùa với chị và anh rể. Thạch Thuần mở to cặp mắt đẹp, rõ ràng không tình nguyện bỏ đi. Thạch Thuần, trước tiên em cứ đi chơi với bà, chiều chị sẽ đưa em đi dạo phố. Vân Thanh lúc này mở miệng nói, nàng cũng hiểu nên cho em đi chỗ khác sẽ hay hơn. Được rồi, vậy bây giờ em và ba ra ngoài chơi. Thạch Thuần tuy không quá tình nguyện nhưng cũng coi như đồng ý, điều này lại làm cho Thạch Trường Canh có chút bất đắc dĩ, con gái bây giờ nghe lời của chị hơn cả ba. Sau khi Thạch Thuần theo Thạch Trường Canh bỏ đi thì Vân Thanh cuối cùng cảm thấy tự tại hơn khá nhiều, nàng nhìn Kiều Phượng Nhi cũng không nhịn được phải giải thích. Điều này, Phượng Nhi, thật ra tôi không quá tiện, cho nên chúng tôi không. Những chuyện thế này giải thích rất xấu hổ. Vì vậy Vân Thanh chỉ nói đến đây mà không tiếp tục, nhưng điều đó cũng làm cho mọi người nghe rõ. Ý của nàng rất rõ, vừa rồi nàng không làm gì với Hạ Thiên, tất nhiên hắn cũng không phải là súng bắn nhanh. Chị Vân Thanh, không cần giải thích với cô ta, nếu không tin thì thử biết ngay. Hạ Thiên lúc này không cho là đúng. Lưu Manh đáng chết. Kiều Phượng Nhi trầm giọng mắng một câu, nàng cũng không muốn cho Lưu Manh kia thử trên người mình, nếu hắn thật sự hết hàng, không phải nàng sẽ thiệt thòi sao? Ủa, sao mình chỉ lo lắng Lưu Manh này là hết xí quách, không sợ hắn sàm sỡ? Kiều Phượng Nhi chợt cảm thấy không đúng, nàng không phải vì Lưu Manh chiếm tiện nghi mà lo lắng, nàng đã có thói quen như thế rồi sao? Kiều Phượng Nhi suy nghĩ rất rối, Hạ Thiên lại chẳng quan tâm đến Kiều Phượng Nhi, hắn nói. Vợ, cho anh mượn điện thoại, anh muốn gọi điện. Kiều Tiểu Kiều cầm điện thoại đưa cho Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng bấm số. Tiểu Kiều. Có chuyện gì sao? Điện thoại nhanh chóng nối thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Mộc Hàm, rõ ràng Hạ Thiên lấy điện thoại của Kiều Tiểu Kiều điện cho Mộc Hàm. Vợ, là tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi không sao, bây giờ chị cũng không cần che giấu khi liên hệ với tôi, nhưng bây giờ phải một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể đi tìm chị được, tôi đã đồng ý đi với vợ Vi Nhi rồi. Chồng, không sao, cậu không có việc gì là tốt rồi. Lần này giọng điệu của Mộc Hàm rất vui mừng nhưng không kích động như trước,
dù sao nàng cũng đã biết Hạ Thiên không việc gì. Mộc Hàm không đợi Hạ Thiên mở miệng mà tiếp tục nói. Chồng, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi vừa mới xuống Thanh Phong Sơn, còn đang ở huyện Mộc Dương, tối nay có thể sẽ đến thành phố Giang Hải. Hạ Thiên trả lời. Chồng, vừa rồi cậu nói sẽ đến Cảng Thành, cậu định khi nào thì đi? Mộc Hàm lại hỏi. Tôi còn chưa biết, tôi sẽ chờ vợ Vi Nhi điện thoại đến rồi mới nói sau, tôi cũng không biết các chị ấy còn chờ ở Cảng Thành hay không. Hạ Thiên cũng không xác định điều này, nhưng hắn phải đến Cảng Thành, dù không có Ngải Vi Nhi và Ninh Khiết chờ ở đó thì cũng có Y Tiểu Âm, hắn cũng không thể để cho vợ Y chạy mất. Dựa theo ý nghĩ của Hạ Thiên, nếu Ngải Vi Nhi vẫn còn chờ ở Cảng Thành, như vậy hắn sẽ đến Cảng Thành. Nếu Ngải Vi Nhi không còn ở lại Cảng Thành, hắn đến Cảng Thành cũng không sao, cũng không cần phải vội vàng chạy đi. Trước tiên hắn có thể ở Giang Hải một khoảng thời gian, đã lâu rồi không gặp cảnh sát tỷ tỷ, hắn còn muốn ở cùng nàng một thời gian đã. Chồng, cậu có thể phải nhanh lên một chút, sau đó chạy từ Cảng Thành sang Hong Kong. Mộc Hàm nhớ tới một việc. Đi Hong Kong làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn không có người quen ở Hong Kong, cũng không có bà vợ nào ở đó, giống như không cần phải sang đó thì phải. Chồng, cậu không nhớ cây sâm núi trăm năm kia sao? Mộc Hàm có chút kiên nhẫn giải thích nguyên nhân. Cây sâm núi kia tôi lấy được từ một lão tiên sinh có danh vọng rất lớn ở Hong Kong, vị lão tiên sinh kia đã khá lớn tuổi, sức khỏe cũng không quá tốt, gần đây đau ốm liệt giường, có lẽ cũng không còn gắng gượng được bao lâu. Lúc đó tôi đã cho người ta đạt thành hiệp nghị với lão tiên sinh này, chỉ cần ông ta đưa sâm núi cho tôi sẽ để cậu đi chữa bệnh. Cũng vì vậy mà lão tiên sinh kia mới sảng khoái đưa sâm núi cho tôi, bây giờ chồng đã không có việc gì, tôi nghĩ chúng ta cần tuân thủ lời hứa, nếu không để truyền ra ngoài cũng không tốt lắm, chồng thấy sao? Thì ra là như vậy, vậy thì được, vợ đã đồng ý với người ta, tôi sẽ đi xem bệnh cho ông ta. Hạ Thiên cũng không tiếp tục do dự, hắn lập tức đồng ý, tuy hắn còn chưa biết lão già kia là ai, nhưng dù thế nào thì người này cũng đã giúp hắn một đại ân, bây giờ hắn cũng nên đi chữa bệnh cho người ta. Hơn nữa dù sao hắn cũng phải đến Cảng Thành, mà Cảng Thành và Hong Kong khá gần nhau, hắn cũng thuận tiện đến chữa bệnh cho người ta, không mất bao nhiêu thời gian. Chồng, đáng lý việc này cũng không cần quá nhanh, nhưng hiện tại thì sức khỏe của vị tiên sinh kia rất kém, có một thầy tướng số còn nói ông ta khó thể nào sống qua Tết. Vì vậy cậu nên cố gắng đi cho sớm, nếu không ông ta thật sự qua đời, như vậy sợ rằng sẽ có tổn hại đến danh dự của chồng. Mộc Hàm tiếp tục nói. Dù sao cậu cũng là thần y đệ nhất thiên hạ, cũng không phải là thần y hữu danh vô thực để người ta nói này nọ, vậy cũng không tốt. Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy lời nói của Mộc Hàm rất đúng, nếu hắn đến muộn và ông lão kia chết mất, như vậy thật sự ảnh hưởng đến danh dự thần y đệ nhất của hắn. Được rồi, vợ, tôi sẽ cố gắng đến sớm, sẽ để cho Tiểu Kiều đặt vé máy bay, hôm nay hoặc là ngày mai đến Cảng Thành cũng được, sau đó sẽ đi Hong Kong. Hạ Thiên đưa ra quyết định rất nhanh. Tạm thời hắn khó thể đến Giang Hải ở cùng cảnh sát tỷ tỷ, hắn phải đến chữa bệnh cho ông lão ở Hong Kong rồi nói sau. Chồng, không cần phải nói Tiểu Kiều đặt vé máy bay. Mộc Hàm suy nghĩ một chút rồi có quyết định. Thật ra những giấy tờ của cậu đều đặt ở chỗ tôi, tạm thời cũng khó đặt vé máy bay, vì vậy chuyện vé máy bay hãy để tôi đặt. À, hơn 6 giờ chiều nay sẽ có một chuyến bay từ Giang Hải đến Cảng Thành, thế này đi, trước tiên cậu quay về Giang Hải, sau đó ra sân bay trước 6 giờ. Tôi sẽ gặp cậu và đưa giấy tờ. Được rồi, cứ như vậy, tôi sẽ cùng Tiểu Kiều quay về thành phố Giang Hải, sau đó đến sân bay trước 6 giờ. Hạ Thiên đồng ý, nếu Mộc Hàm đã sắp xếp xong, như vậy rõ ràng là cậu còn không được. Hơn nữa điều này cũng có nghĩa là nàng chạy từ thủ đô đến Giang Hải gặp mặt nhau, tất nhiên hắn sẽ càng cảm thấy vui sướng. Ừ, chồng, trước tiên cứ như vậy, đến lúc đó gặp lại. Mộc Hàm không nói gì thêm. Nàng nhanh chóng cúp điện thoại, vì nàng còn có nhiều việc gấp cần làm. Khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh ở bên cạnh không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu lại phải đi sao? Đúng vậy, chị Vân Thanh, lần này tôi cũng chẳng có việc gì, chẳng qua phải bận rộn vì một ông lão, bây giờ ông ta đang rất yếu, vì vậy tôi cần đó đến giúp đỡ, như vậy hai bên mới không nợ gì nhau. Hạ Thiên nhanh chóng giải thích một câu, sau đó hắn an ủi Vân Thanh. Yên tâm. Lần này tôi nhất định sẽ nhanh chóng quay lại, sẽ không như lần trước. Bây giờ cậu sẽ quay về thành phố Giang Hải sao? Tâm tình của Vân Thanh có vẻ không được tốt lắm. À, tôi có thể ăn cơm trưa xong rồi đi.
Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Chồng, anh đã hẹn gặp mặt chị Hàm ở sân bay thành phố Giang Hải sao? Kiều Tiểu Kiều lúc này cũng nói một câu. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Như vậy chúng ta cũng có thể khởi hành lúc 3 giờ chiều, vì trực thăng bay về thành phố Giang Hải chỉ mất vài chục phút mà thôi, bây giờ còn chưa đến 10 giờ, chúng ta có thể ở lại đây vài giờ. Kiều Tiểu Kiều khẽ đề nghị. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi bổ sung. Đúng rồi, chồng, em nghĩ mình còn vài vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn cần hỏi bí thư Triệu của huyện Mộc Dương, bây giờ em đi gặp bí thư Triệu, trước 3 giờ chiều em sẽ điện thoại cho anh. À, vậy thì được. Hạ Thiên đồng ý. Phượng Nhi, Hoàng Nhi, chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Kiều nói một câu, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Kiều Phượng Nhi ra khỏi cửa chính thì hỏi một câu. Kiều Tiểu Thư, chị thật sự muốn đến gặp bí thư Triệu sao? Chúng ta về khách sạn. Kiều Tiểu Kiều không trực tiếp trả lời vấn đề của Kiều Phượng Nhi, nàng chỉ khẽ nói một câu. Kiều Phượng Nhi chợt buồn bực, xem ra Kiều Tiểu Thư cố ý sáng tạo cơ hội cho Lưu Manh và Vân Thanh ở cùng nhau. Nhưng ngay sau đó Kiều Phượng Nhi lại vui sướng, Vân Thanh chẳng phải đang có gì đó bất tiện sao? Phụ nữ mà bất tiện thì tám phần là đến kỳ, trong tháng, rồi, lúc này Lưu Manh kia ở cùng đại mỹ nữ nhưng không thể ăn. Đáng tiếc là Kiều Phượng Nhi không biết một chuyện, Vân Thanh chẳng phải hôm nay không tiện, chẳng qua nàng chỉ lấy cớ mà thôi. Trước đó nàng sở dĩ không làm gì với Hạ Thiên vì có chút ngượng ngùng vì bên ngoài có quá nhiều người, hơn nữa khi đó nàng đã đồng ý cho Hạ Thiên cả buổi tối. Vì thế hắn mới tha cho nàng. Lúc này Vân Thanh chủ động ôm cổ Hạ Thiên ở trong phòng, nàng dán thân thể mê người lên người hắn, nàng ngửa đầu, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói tràn đầy hấp dẫn. Chồng, bây giờ cậu muốn ăn cơm hay muốn ăn tôi? Chương 1074, đi cửa sau. Hừ, không phải Vân Thanh đến, kỳ, sao? Chẳng lẽ sắc lang này thích, đi cửa sau? Đúng là quá ghê tởm, quá lưu manh. Này! Tôi biết mình rất tuấn tú, nhưng cô cũng đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Hạ Thiên đột nhiên mở to mắt rồi dùng giọng mất hứng nói với Kiều Phượng Nhi. Tôi không thèm nhìn anh. Kiều Phượng Nhi căm giận nói một câu, sau đó nàng tránh đầu đi. Khi thấy Kiều Phượng Nhi quay đầu đi thì Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm, hắn vẫn tiếp tục híp mắt, có vẻ giống như dưỡng thần nhưng thực tế lại đang hưởng thụ dư vị cực kỳ tuyệt vời và sự nhiệt tình như lửa của Vân Thanh. Nửa giờ bay trên không trung rất thuận lợi. Trực thăng nhanh chóng đến thành phố Giang Hải, địa điểm mà trực thăng đáp xuống chính là đảo Thần Tiên của Hạ Thiên, trên đảo có một bãi đáp trực thăng nhỏ, đồng thời trên đảo cũng đã có một vài kiến trúc. Đây là nhà tương lai của hắn, nơi đây đã đại khái có hình thức ban đầu, hơn nữa bây giờ trên đảo cũng có công nhân đang làm việc. Nhưng Hạ Thiên cũng không dừng lại quá lâu ở đảo Thần Tiên, vì hắn bây giờ còn phải vội vã đến sân bay gặp mặt Mộc Hàm, vì thế hắn nhanh chóng lên du thuyền rời khỏi đảo Thần Tiên, sau đó lên xe đến sân bay. Trong một đại sảnh ở sân bay, gần đến Tết âm lịch, tất nhiên lữ khách cũng tăng lên thấy rõ, sân bay người đến kẻ đi, còn có một số người đang đợi, đợi bạn bè sắp xuống máy bay, đợi người thân đi xa quay về. Đám người đứng chờ vì nhàm chán mà đi dạo khắp nơi, nhưng không bao lâu sau tất cả ánh mắt của mọi người đều phải dừng lại ở lối vào, nơi đó có một người phụ nữ tóc vàng cực kỳ khiêu gợi. Người phụ nữ này đứng đưa lưng về phía mọi người, mặc một bộ áo khoác màu đỏ. Tuy không nhìn được chính diện nhưng chỉ cần bóng lưng cũng đủ cho rất nhiều đàn ông phải mơ màng vô hạn. Tuy là áo khoác rộng thùng thình nhưng vẫn không thể che giấu tư thái kiêu ngạo của nàng, cặp mông ngạo nghễ đầy đặn, cặp chân dài mê người, đường cong khủng bố, điều này làm người ta muốn chạy về phía chính diện để nhìn rõ gương mặt nàng. Nhưng có lẽ vì bóng lưng này quá đẹp, quá gợi cảm, thậm chí vì vậy mà có nhiều đàn ông không có gan đến gần, vì bọn họ sẽ rất tự giác sinh ra cảm giác tự ti. Vì một người phụ nữ cực phẩm như vậy là thứ mà bọn họ không có vận may và cũng không có tư cách có được. Bây giờ bọn họ có thể đứng từ xa xem xét, như vậy cũng xem như ánh mắt của bọn họ có phúc, ít nhất sau này cũng có dịp nói khoác với người khác, bọn họ đã từng thấy một người đẹp thật sự ở sân bay thành phố Giang Hải. Điều làm mọi người cảm thấy hưng phấn chính là người đẹp kia đang chờ người, nàng đã đứng ở lối vào khoảng 10 phút mà chưa có ý bỏ đi. Đám người đang thưởng thức người đẹp không khỏi thầm nghĩ. Là thằng khốn nào may mắn để một người đẹp tóc vàng cực kỳ gợi cảm chờ lâu như vậy. Những năm nay đều là đàn ông đợi phụ nữ, nào có chuyện nữ đợi nam, hơn nữa nữ nà còn là siêu cấp mỹ nữ. Người đẹp này không phải là loại người mà phía sau tưởng là hoa trước mặt tưởng là ma đấy chứ. Có người sinh ra ý nghĩ này, sau đó lại nhìn không được muốn tiến lên xem cho rõ mặt.
Tục ngữ nói kẻ nào xúc động là ma quỷ, vì vậy có vài người xúc động mà có thể áp chế, mà cũng có ít người xúc động thì lập tức đi thực tế để kiểm chứng, vì vậy mà cuối cùng cũng có người không nhịn được đi về phía người đẹp tóc vàng. Đó là một người đàn ông 30 tuổi, dài tây, trên tay là một chiếc đồng hồ xịn, người này vừa đi vừa muốn phô bày nó ra, chỉ cần nhìn qua là biết có giá trị xa xỉ. Nếu nói về tướng mạo thì người này cũng rất tốt, nếu dự đoán sơ bộ thì đây phải là nhân sĩ thành công, ít nhất cũng là một tên mặt trắng thành công. Tiểu thư, em chờ ai sao? Tên mặt trắng đi đến sau lưng người đẹp tóc vàng, sau đó hắn dùng giọng nho nhã lễ độ dò hỏi. Tuy có không ít người cảm thấy ghen ghét tên mặt trắng kia vì được đến gần người đẹp tóc vàng, nhưng bọn họ vẫn phải thầm cảm tạ tên này, vì một câu hỏi của tên này mà người đẹp tóc vàng đã đứng đợi hơn 10 phút chợt quay đầu, nàng vừa quay đầu thì mọi người càng thêm xúc động. Mỹ nữ, thật sự là mỹ nữ, xem lưng thì thấy đó là một đóa hoa, xem chính diện thì càng kiều diễm, mà một vài ánh mắt có kinh nghiệm lại phát hiện ra đây là một người đẹp lai. Người đẹp này có làn da ngoài trắng trong đỏ, cặp mắt cực kỳ đẹp, gợi cảm, quyến rũ, làm cho đàn ông nhìn thấy và sinh ra xúc động muốn nhào đến. Khi mọi người càng muốn nhìn người đẹp tóc vàng cho rõ ràng một chút thì nàng lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài, căn bản không để ý đến tên mặt trắng kia. Điều này làm cho đám người cảm thấy rất vui sướng, mặt trắng thì thế nào? Người ta cũng xem thường mày thôi. Hello! Tên mặt trắng thành công lại đưa ra một câu nói như vậy. Mọi người hết chỗ nói. Thì ra tên mặt trắng kia cho rằng người ta nghe không hiểu. Người ta dù là người lai nhưng chưa chắc là người nước ngoài chứ. Lần này người đẹp tóc vàng cũng không quay đầu. Thăng đô la. Tên mặt trắng thành công lại tiếp tục nói ra hàng loạt câu khó hiểu, không tên nào nghe ra đó là thứ gì. Mọi người càng nghe càng thấy không biết nói điều gì, tên khốn kia hình như biết được khá nhiều ngoại ngữ, không phải kẻ chuyên làm phiên dịch đấy chứ. Đừng nói tiếng Pháp với tôi. Tôi là người Trung Quốc. Còn nữa, tôi đợi người nhưng không phải đợi anh, vì vậy anh đừng làm phiền tôi. Lúc này người đẹp tóc vàng thật sự mở miệng, giọng điệu của nàng rất êm tai, lại có chút không vui, rõ ràng nàng không muốn bị tên mặt trắng này quấy rầy. Điều này, tiểu thư, tôi chỉ. Tên mặt trắng có chút xấu hổ, sau đó hắn còn muốn nói gì đó, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì nghe một chữ. Cút. Nghe nói như vậy thì tên mặt trắng lập tức nổi giận. Nếu người đẹp tóc vàng nói hắn cút đi, hắn dù tức giận cũng sẽ nhẫn nhịn, nhưng vấn đề là người bắt hắn cút đi chính là một tên đàn ông trẻ tuổi nhìn có vẻ rất bình thường. Mày nói cái? Tên mặt trắng tức giận hỏi tên đàn ông trẻ tuổi kia, nhưng còn chưa nói dứt lời thì đã ngậm miệng, hắn sững sờ đứng đấy, vì hắn thấy người đẹp tóc vàng đã lao vào lòng tên đàn ông kia, nàng còn dùng giọng quyến rũ kêu lên. Chồng! Tên mặt trắng này vốn cảm thấy chẳng có gì liên quan đến tên đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, người ta là chồng của người đẹp kia, rõ ràng bây giờ hắn muốn cãi nhau với người ta cũng rất đối lý. Tên mặt trắng lại nhanh chóng phát hiện, dù mình có muốn cãi nhau nhưng người ta cũng sẽ chẳng quan tâm, vì người ta đang hôn môi với người đẹp tóc vàng. Hừ, mỹ nữ kết hợp với xấu nam. Tên mặt trắng thầm oán một câu, cuối cùng hắn cũng phải xám xịt xoay người bỏ đi. Tên mặt trắng này tất nhiên khó thể ngờ, mình bỏ đi là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Nếu không hắn sẽ bị người ta bắt đi, hoặc bị đạp một cước văng ra ngoài. Vì cặp đôi đang ôm hôn nhau chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm. Hạ Thiên ôm hôn Mộc Hàm 3 phút dưới ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của mọi người, sau đó hắn bỏ cặp môi đỏ mọng của nàng ra. Vợ, chúng ta tìm chỗ khác thôi, nơi đây nhiều người quá. Được, chồng, cậu theo tôi. Mộc Hàm kéo Hạ Thiên đi vào trong, nàng nhanh chóng vượt qua trạm kiểm soát an ninh, một lát sau đã đi thẳng ra sân bay. Có một chiếc máy bay dừng sẵn, cửa đã mở, Mộc Hàm kéo Hạ Thiên lên máy bay, nhưng sau khi đi vào thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, sao trong máy bay không có người nào? Hạ Thiên không khỏi hỏi, không có hành khách cũng phải có tiếp viên hàng không chứ? Chồng, cậu ngồi đây chờ một chút, tôi đi một chút, sau đó sẽ quay lại ngay. Mộc Hàm đưa Hạ Thiên vào trong khoang hạng nhất, để hắn ngồi ở một vị trí, sau đó nàng đứng lên bỏ đi. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ tóc vàng đang đùa cái gì vậy? Chương 1075, chuyến bay hai người. Hạ Thiên đợi thêm vài phút, Mộc Hàm còn chưa quay lại, vì nhàm chán nên hắn đứng lên chuẩn bị đi tìm nàng, nhưng khi hắn vừa đứng lên thì thấy một tiếp viên hàng không đi đến. Khi thấy tiếp viên hàng không kia đi đến thì Hạ Thiên vươn tay ôm lấy. Vợ, thì ra là chị đi thay quần áo.
viên tiếp viên hàng không này chính là Mộc Hàm, nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, lần này người ta là tiếp viên hàng không, tất nhiên phải đi thay quần áo. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, bây giờ chị thật sự biến thành tiếp viên hàng không sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mộc Hàm mặc quần áo của tiếp viên hàng không, Hạ Thiên đã từng gặp vài lần, vì vậy khi thấy nàng mặc quần áo tiếp viên hàng không thì tưởng rằng cho Minh xem. Nhưng khi nghe nói lần này nàng thật sự là tiếp viên hàng không thì Hạ Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên, vợ tóc vàng thật sự biến thành tiếp viên hàng không sao? Điều làm Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu chính là chuyến bay lần này sao không thấy người khác, giống như chỉ có hai người gồm hắn và Mộc Hàm thì phải. Chồng, người ta là tiếp viên hàng không chuyên dụng của cậu. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ, sau đó nàng ấn Hạ Thiên ngồi xuống, sau đó dạng hai chân ngồi trên đùi hắn, nàng tiếp tục nũng nịu giải thích. Chuyến bay lần này là tôi cố ý sắp xếp, cậu là hành khách duy nhất của tôi, tất nhiên tôi là tiếp viên hàng không duy nhất. Hạ Thiên nghe Mộc Hàm nói như vậy thì lập tức hưng phấn. Vợ, chị nói chuyến bay này chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Nếu trên máy bay không có người khác, như vậy có nghĩa rằng đây là thế giới của hai người bọn họ, nói cách khác là hai người bọn họ muốn làm gì ở đây đều có thể được. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đã không nhịn được bắt đầu lục lọi trên người Mộc Hàm. Hắn rất hoài niệm cơ thể của nàng, hoài niệm thân thể mềm mại, hoài niệm làn da trắng nõn, hoài niệm sự nhiệt tình của nàng, hoài niệm mùi hương trên người nàng. Chồng, thật ra cũng không phải là như vậy, còn có hai người lái máy bay. Mộc Hàm khẽ lắc đầu, nhưng nàng rõ ràng hiểu câu nói muốn làm gì thì làm của Hạ Thiên là thế nào, vì vậy nàng bổ sung. Nhưng cả cabin này là của chúng ta, các cô ấy sẽ không ra phía sau này, dù các cô ấy thật sự không có việc gì cũng vậy. Tôi cố ý sắp xếp hai nữ lái máy bay, cậu không cần lo lắng. Vợ, cũng là chị thông minh nhất, sắp xếp rất thỏa đáng. Hạ Thiên nghe nói có người thì có hơi thất vọng, nhưng sau khi nghe xong thì càng hưng phấn, một tay đã thò vào trong quần áo của Mộc Hàm, nhanh chóng trèo đèo lội suối, xúc cảm tuyệt vời cũng truyền đến. Hai tay Mộc Hàm lúc này cũng thật sự lục lọi trên người Hạ Thiên, sau đó trên người hắn có thêm vài thứ, Mộc Hàm cũng khẽ nói. Chồng! Tất cả những gì liên quan đến cậu đều được phục hồi, điện thoại của cậu nên thay đổi nhưng vẫn là dãy số trước kia, như vậy cũng thuận tiện để cậu liên lạc với người quen trước đó, ư. Gương mặt Mộc Hàm đỏ ửng, nàng không tự giác được phải phát ra một tiếng rên rỉ khó thể kiềm chế được. Động tác của Hạ Thiên càng lúc càng có lực, hơn nữa hắn đã sớm quen các bộ vị mẫn cảm trên người nàng, vì vậy chỉ trong nháy mắt đã làm nàng chết mê chết mệt. Chồng, dừng lại cái đã. Mộc Hàm bắt lấy bàn tay trái đang xoa bóp của Hạ Thiên. Chồng, trước tiên đeo đồng hồ này vào, 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, trước khi cất cánh tôi sẽ múa cho cậu xem. Được, tôi thích nhất là xem chị khiêu vũ. Hạ Thiên đồng ý, Mộc Hàm nhảy tương đối mê người, ấn tượng này rất sâu sắc. Trước tiên Mộc Hàm đeo chiếc đồng hồ đại biểu cho thân phận ám hoàng lên tay Hạ Thiên, sau đó nàng đứng lên, tạm thời rời khỏi đùi Hạ Thiên, cuối cùng vòng eo mềm mại của nàng bắt đầu vặn vẹo. Một điệu múa mê người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Vũ đạo này cũng không đơn giản là múa thoát y, vì Mộc Hàm đã từng nhảy một điệu không biết tên cho Hạ Thiên xem, nhưng lần này điệu múa cực kỳ gợi cảm, bộ lộ tất cả tư thái hoàn mỹ và vẻ đẹp của nàng. Vô tình Hạ Thiên cũng mê say trong vũ điệu, lửa nóng trong lòng cũng dần bùng lên. Một đoạn vũ đạo chấm dứt, Hạ Thiên nhịn không được tiến lên muốn ôm lấy Mộc Hàm, nhưng nàng giống như tiên đoán được hành động của hắn. Nàng không đợi hắn đứng lên, nàng dùng giọng quyến rũ nói. Chồng, cậu đừng động, để tôi phục vụ cậu là được, tôi nhảy cho cậu xem một bản nữa. Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời khống chế lửa dục của mình, hắn ngồi đó không đứng lên, mà Mộc Hàm cũng bắt đầu thực hiện những gì mình nói. Nàng múa bản thứ hai, tất nhiên điệu múa này rất đơn giản, đó là điệu thoát y mà Hạ Thiên thích nhất. Mộc Hàm vừa uốn éo người vừa chậm rãi cởi bỏ bộ đồng phục tiếp viên hàng không, lại chậm rãi đi về phía Hạ Thiên. Lúc này mỗi hành động của nàng, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều phát huy sức quyến rũ đến tận cùng, dùng làm sức hút của nàng bùng ra đến mức giới hạn. Khi nàng đến trước mặt Hạ Thiên thì trên người đã không còn mảnh vải che thân. Đúng lúc này tiếng động cơ vang lên, máy bay bắt đầu trượt đi trên đường băng, nhưng Hạ Thiên và Mộc Hàm trong buồng máy bay lại vững như núi, cũng không vì máy bay cất cánh mà bị ảnh hưởng. Lực quán tính chẳng là gì với hai người, ngược lại Hạ Thiên bắt đầu tấn công trên da thịt của Mộc Hàm. Mộc Hàm dạng hai chân trên đùi Hạ Thiên, hai tay trượt trên người hắn, quần áo của hắn nhanh chóng giảm bớt qua hai tay của nàng.
khi máy bay cất cánh trên bầu trời cũng là lúc Hạ Thiên và Mộc Hàm kết hợp thành một, sau đó là một quá trình điên cuồng. Thành phố Cảng Thành, khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, Ninh Khiết ngồi một mình trong phòng khách xem TV, trên TV đang chiếu phim, nhưng chỉ sau một lúc thì nàng đã chán, điều này làm nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thật ra trước kia nàng rất thích xem TV, nhưng bây giờ xem phim truyền hình thế này nàng không tìm được cảm giác như xưa. Trước kia nàng là một thiếu nữ bình thường, thường thì thiếu nữ rất thích xem phim, nàng cũng thích xem. Nhưng bây giờ nàng đã không còn bình thường, nàng không thể nào trở về như xưa, lúc này nàng có năng lực hùng mạnh, có những kinh nghiệm truyền kỳ, lại có một người đàn ông truyền kỳ. Tất nhiên nàng cũng có vài điểm giống những nữ nhân vật trong phim, đó là nàng cũng là vợ bé. Không biết bây giờ chồng thế nào rồi, cậu ấy chắc không có việc gì chứ. Ninh Khiết nghĩ đến người đàn ông thần kỳ của mình mà có chút lo lắng, tuy nàng biết Tống Ngọc Mị kia chưa về thủ đô, cũng chưa đến nơi này, mà Tống gia ở thủ đô cũng không có hành động gì quá lớn nhưng nàng vẫn lo lắng, vì đến bây giờ nàng vẫn còn chưa liên lạc với Hạ Thiên. Tính thời gian, đã hơn nửa tháng, theo lý mà nói thì dù có việc gì hay không, bây giờ nàng cũng phải nhận được tin tức mới đúng, nhưng thực tế là đến bây giờ nàng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì. Một ngôi biệt thự lớn rất lạnh lẽo. Lúc bắt đầu còn có Ngải Vi Nhi và Isabella ở đây đợi tin từ Hạ Thiên, nhưng vài ngày trước hai người bọn họ đã phải rời đi, chỉ để Ninh Khiết ở lại một mình, vì thế mà bây giờ chỉ có một mình nàng ở đây. Ninh Khiết không có bạn bè ở đây, không có thân nhân, trước kia ít nhất còn có Hạ Thiên, nhưng bây giờ cả Hạ Thiên cũng không còn, một người ở trong một căn biệt thự lớn quả thật có chút tịch mịch. Thậm chí nàng còn nghĩ muốn rời khỏi đây, nhưng nàng cũng không biết mình nên đi đâu, nàng chỉ có thể ở đây chờ tin của hắn mà thôi. Nàng phải đợi Hạ Thiên trở về, ít nhất nàng phải chờ được điện thoại của hắn, như vậy mới quyết định có nên rời khỏi đây hay không. Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì Ninh Khiết cũng có bạn bè ở đây, Trương Đan còn ở đây, nhưng nàng biết mà không thể đi tìm Trương Đan. Trước tiên nàng phải xác nhận Tống Ngọc Mị không gây nguy hại cho mình, sau đó mới dám liên lạc với Trương Đan, lúc này có bạn bè hay không cũng như nhau mà thôi. Cam Mẫn những ngày nay cũng rất ít khi đến tìm Ninh Khiết. Trước đó Ninh Khiết ngẫu nhiên ra khỏi nhà cũng gặp mặt Cam Mẫn, cũng phát hiện Cam Mẫn khách khí với mình rất nhiều. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng biết rất rõ, sau sự kiện bộ đội đặc chủng đuổi cảnh sát cơ động ra khỏi khu biệt thự thì toàn bộ đám người ở trong khu biệt thự Hồ Hương Tuyết gặp mặt đều tránh xa, rõ ràng bọn họ không phải chán ghét nàng, mà sợ đắc tội với nàng. Hèn gì trước kia xem TV hay đọc tiểu thuyết đều thấy những người có thân phận và địa vị khác thường lại khó tìm được bạn bè thật sự. Xem ra bây giờ mình cũng là như vậy. Ninh Khiết thầm chế giễu chính mình, thật ra nàng cũng chẳng phải là người có địa vị hay thân phận cao quý, trong tiềm thức thì nàng vẫn là người phụ nữ nấm mốc, là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học và vất vả kiếm việc làm, thậm chí còn không thể nói là một phần tử trí thức. Nhưng nàng cho rằng mình như vậy nhưng người khác thì không, ít nhất ở trong khu biệt thự Hồ Hương Tuyết này, hầu như người nào cũng biết, người trong biệt thự 118 không thể động vào. Thôi, đi ngủ thôi. Ninh Khiết nhìn đồng hồ, tuy vẫn chưa tới 9 giờ nhưng nàng vẫn không tiếp tục ở lại xem TV, nàng không có việc gì làm, vì vậy quyết định đi ngủ, ngủ coi như nghỉ ngơi, sau đó sẽ không còn gì phiền não. Ninh Khiết trước tiên đi tắm rửa, sau đó mặc đồ ngủ lên lầu, thuận tiện tắt đèn phòng khách. Nhưng khi đi vào phòng ngủ thì nàng đột nhiên trở nên cảnh giác, vì nàng chợt nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ. Là ai? Ủa, chồng à? Ninh Khiết nhìn về phía giường. Khoảnh khắc này nàng tưởng mình nằm mơ, vì nàng phát hiện có một người đàn ông nằm ngủ trên giường của mình. Ninh Khiết rụi rụi mắt, sau đó nàng khẽ véo mình, cuối cùng nàng cũng xác nhận mình không nằm mơ, người đàn ông nằm trên giường quả thật là đàn ông của nàng, là Hạ Thiên. Ninh Khiết thở dài một hơi, khi thấy Hạ Thiên bình yên vô sự thì nàng cũng đã tháo xuống tảng đá treo trước ngực nhiều ngày. Nhưng lúc này nàng cũng có chút buồn bực, chồng làm gì vậy? Sao giống như người mệt chết thế kia? Về nhà rồi ngủ luôn sao? Chương 1076, cùng nhau ức hiếp chị ta. Ninh Khiết thấy Hạ Thiên ngủ rất say nên không đánh thức dậy, nhưng trong lòng nàng có chút nghi vấn, nàng ngồi bên giường một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói hai câu. Chồng, chồng. Nhưng Hạ Thiên thật sự ngủ quá say, nàng không thể đánh thức hắn dậy được, nàng nghĩ đến vấn đề hắn đi được hơn nửa tháng, không có tin tức nào, bây giờ quay về ngủ như chết, điều này làm nàng có chút tức giận. Sau đó nàng vung tay muốn nhéo hắn, nhéo tỉnh rồi nói sau. Nhưng tay của Ninh Khiết vừa đụng vào người Hạ Thiên, nàng đột nhiên cảm thấy một lực lượng cực mạnh bùng lên,
sau đó nàng không tự chủ được nhào lên người hắn, cùng lúc này có một đôi tay có lực ôm cứng lấy nàng. Chồng, cậu đã tỉnh rồi. Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Trả lời Ninh Khiết chỉ có tiếng hít thở của Hạ Thiên, không ngờ người này vẫn đang ngủ. Ninh Khiết lập tức buồn bực, chồng sao lại cổ quái như vậy? Cũng không biết hắn đang ngủ thật sự hay chỉ là giả vờ ngủ. Một cảm giác mệt mỏi chợt bùng lên, Ninh Khiết cảm thấy chưa bao giờ buồn ngủ như lúc này, nàng ngáp một cái, sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Sau khi Hạ Thiên vội vàng rời khỏi Cảng Thành và chạy đến Thanh Phong Sơn thì Ninh Khiết chưa từng có một ngày ngủ ngon, bây giờ nàng gặp lại hắn, nàng cũng cơ bản an tâm, vì thế mà tư tưởng cũng buông lỏng, con người mệt mỏi, vì thế mà ngủ rất nhanh, cũng rất say. Cả buổi tối nàng không lạc vào giấc mơ nào, ngủ một giấc đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Vợ quỷ keo kiệt, hơn nửa tháng không gặp, không ngờ hôm nay chị ngủ khỏe như vậy. Hạ Thiên rõ ràng đã tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết, bộ dạng có chút kỳ quái. Tôi đã thức dậy vài giờ rồi. Người ta bị cậu ôm và ngủ rất thoải mái không được sao? Trong giọng nói của Ninh Khiết có mang theo vài phần hương vị làm nũng, sau đó nàng lại chu môi. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 9 giờ, cũng không thể coi là ngủ quá lâu được. À! Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu, sau đó hắn lẩm bẩm. Vợ quỷ keo kiệt, tôi định coi chị là bữa sáng và ăn sạch, bây giờ chị mới tỉnh, tôi chỉ có thể coi chị là bữa ăn tối mà thôi, trước tiên chị thức dậy đi, chúng ta đi Hong Kong. Ninh Khiết bây giờ vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, vì vậy mới phải làm nũng với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nghe hắn nói sẽ đi Hong Kong, nàng hoàn toàn tỉnh táo trở lại, sau đó nàng ngồi dậy dùng giọng vội vàng hỏi. Đi Hong Kong, sao phải đi Hong Kong, chồng, cậu đừng nói bây giờ vẫn còn phải bỏ trốn Tống Ngọc Mị đấy nhé. Nhưng không phải cậu nói có thể đánh bại cô ta sao? Vợ quỷ keo kiệt, chị đừng vội, tôi chưa nói đánh không lại chị ta, chúng ta đi đến Hong Kong cũng chẳng phải trốn người, chẳng qua có chút việc mà thôi. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích. Cây nhân sâm trăm năm trước đó lấy từ trong tay một ông lão ở Hong Kong, vợ tóc vàng đồng ý để tôi đi chữa bệnh cho người ta, bây giờ ông ta sắp chết đến nơi, vì thế tôi phải tuân thủ lời hứa đến chữa bệnh. Vợ tóc vàng đã sắp xếp xong. Trước 10 giờ sẽ có người đến đây đón chúng ta, đến lúc đó chúng ta ngồi xe đến Hong Kong. Ninh Khiết nghe Hạ Thiên nói như vậy thì an tâm hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không nhịn được phải hỏi thăm. Chồng, Tống Ngọc Mị thì sao? Bây giờ cô ta ra sao? Chết hay thế nào rồi? Không chết, bị thần tiên tỷ tỷ nhốt ở Thanh Phong Sơn, ít nhất trong thời gian một năm thì chị ta không được rời khỏi Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu. Tôi định chuẩn bị tra tấn người phụ nữ chết tiệt này, nhưng thần tiên tỷ tỷ lại không cho. Trước đó tôi nghĩ rằng chị ta là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ, nào ngờ cô ta trước kia đã cứu thần tiên tỷ tỷ một mạng, Tô tiểu thư nói cái gì là giữa hai bên có hiểu lầm. Tóm lại thần tiên tỷ tỷ sẽ không để tôi làm hại người phụ nữ chết tiệt kia, chị ấy muốn cùng sống hòa bình. Cô ta có thể trốn xuống núi không? Ninh Khiết nghe nói Tống Ngọc Mị còn sống thì có chút lo lắng. Sẽ không. Tình trạng vết thương trên người thần tiên tỷ tỷ đã được tôi chữa khỏi, bây giờ chị ấy lợi hại hơn so với Tống Ngọc Mị. À, đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ nói cho tôi biết, chị ta không phải họ Tống, vốn có tên là Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi cảm thấy tên của chị ta giống tên của vợ Mị Mị và rất phiền, bây giờ chỉ có vợ Mị Mị của tôi có tên là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Vợ quỷ keo kiệt, tôi nói cho chị biết. Thật ra trên Thanh Phong Sơn có một trận pháp rất lợi hại, trận pháp này do thần tiên tỷ tỷ khống chế, vì thế chị ấy có thể đơn giản giam một người ở bên trong. Vì vậy chỉ cần thần tiên tỷ tỷ không cho phép, Dạ Ngọc Mị nhất định sẽ chẳng thể nào xuống núi được. Người phụ nữ này chiến đấu và bại dưới tay thần tiên tỷ tỷ, hai bên đã giao ước, nếu chị ta thua sẽ ở lại Thanh Phong Sơn một năm, vì vậy khoảng thời gian một năm này chúng ta không cần lo lắng. Ninh Khiết thở dài một hơi. Nhưng một lát sau nàng vẫn còn chút lo lắng. Một năm sau thì sao? Tống Ngọc Mị, không, là Dạ Ngọc Mị, cô ta sẽ không bỏ qua. Một năm sau thì không cần lo, vợ quỷ keo kiệt, tôi cho chị biết một tin tức tốt, thần tiên tỷ tỷ nói cho tôi biết, nghịch thiên đệ ngũ châm có thể biến một người trở nên cực kỳ lợi hại, vì vậy một năm tôi có thể làm cho mọi người trở nên lợi hại còn hơn cả Dạ Ngọc Mị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ức hiếp chị ta. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút hưng phấn. Thần tiên tỷ tỷ không cho tôi xử lý Dạ Ngọc Mị, cũng không cho tôi ức hiếp chị ta, đến lúc đó mỗi ngày chúng ta đều ức hiếp Dạ Ngọc Mị,
nhất định phải cho chị ta ngày nào cũng khóc, hừ, tôi sẽ không để cho người phụ nữ kia được sống dễ dãi. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng có chút nghi ngờ. Chồng, nghịch thiên đệ ngũ châm thật sự lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là thật, sau lần này thì chị sẽ biết, đợi đến khi có thời gian tôi sẽ thi triển đệ ngũ châm cho chị, sau đó chị có thể đi ức hiếp vị sư phụ trước kia của mình. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hắn bắt đầu ảo tưởng đến tình cảnh mình và cả chục bà vợ đi ức hiếp Dạ Ngọc Mị, sau đó Dạ Ngọc Mị chợt khóc nhè như một cô gái nhỏ. Ức hiếp Dạ Ngọc Mị. Ninh Khiết có chút khó tưởng, cho tới nay Dạ Ngọc Mị luôn có ấn tượng không thể thắng trong mắt nàng, mãi đến bây giờ nàng vẫn còn cảm giác sợ hãi tận đáy lòng với Dạ Ngọc Mị. Thậm chí nàng còn nghi ngờ, dù Dạ Ngọc Mị không dám ra tay, nàng cũng chưa chắc có gan ức hiếp đối phương. Vợ quỷ keo kiệt, vợ Vi Nhi sao không ở đây chờ tôi quay về? Hạ Thiên lại mở miệng hỏi. Hôm qua Hạ Thiên và Mộc Hàm bỏ ra vài giờ điên đảo trên máy bay, sau khi hạ cánh thì bọn họ không thể không tách ra, Mộc Hàm lại quay về thủ đô ngay, nếu không thì nàng cũng chẳng cần sắp xếp một chuyến bay, hâm nóng, tình cảm làm gì. Bây giờ đã gần đến Tết âm lịch, những chuyến bay từ Cảng Thành đến Giang Hải là rất căng, nhưng những chuyến bay từ Giang Hải đến Cảng Thành lại không có quá nhiều khách, vì thế mà nàng mới có thể bắt một máy bay chỉ có hai người bọn họ. Nếu không thì phải qua một khoảng thời gian nữa hai người mới được gặp nhau. Hạ Thiên dù không muốn tách ra với Mộc Hàm nhưng cũng biết rõ, nếu nàng có thời gian thì chắc chắn sẽ không bỏ đi. Nhưng Hạ Thiên lại có ý nghĩ muốn nàng rời khỏi ám tổ, chẳng qua hắn còn có vài việc chữa xử lý xong, quan trọng là căn nhà trên đảo Thần Tiên còn chưa xây xong. Hắn quyết định một khoảng thời gian sau, khi đảo Thần Tiên được xây dựng hoàn tất thì sẽ cho tất cả bà vợ lên đảo sống, sau đó cũng kéo Thần Tiên tỷ tỷ từ trên núi xuống ở. Coi như hoàn mỹ. Hạ Thiên vốn định cho Ngải Vi Nhi một niềm vui bất ngờ nhưng đến đây thì phát hiện chẳng còn ai, nàng ta đã đi mất, vì thế mà có chút buồn bực. Cũng may lúc này vẫn còn Ninh Khiết, nhưng khi đó Ninh Khiết đang tắm, vì vậy hắn mới chạy lên lầu đi ngủ. Tuy Hạ Thiên có thể nói là người sắt nhưng có nhiều thứ làm nhiều và vẫn cần phải nghỉ ngơi, trước đó hắn đã bỏ ra nửa ngày cho Vân Thanh, sau đó lại là vài tiếng với Mộc Hàm, vì thế khi đó hắn nằm lên giường là ngủ ngay. Mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh. Chồng, Vi Nhi và Isabella chờ ở đây quá lâu mà không có tin tức gì về cậu. Hơn nữa vài ngày trước mẹ của chị ấy điện thoại đến nói ám ảnh đoàn có chuyện quan trọng, vì thế cả hai phải về trước. Nhưng cậu cũng có thể điện thoại cho chị ấy. Ninh Khiết giải thích, trong lòng cũng thầm nghĩ, chồng nàng mất tích lâu như vậy, Ngải Vi Nhi chưa trách là may, bây giờ hắn lại ở đây trách người ta sao? Có lẽ tôi nên điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm nói. Hắn thật sự có rất nhiều đối tượng cần gọi điện thoại, không phải chỉ là gọi cho Ngải Vi Nhi, còn có Lãnh Băng Băng, Diệp Mộng Oánh, Tôn Hinh Hinh, Liễu Vân Mạn. Hắn đã biến mất quá lâu, bây giờ ngoài Kiều Tiểu Kiều, Vân Thanh và Mộc Hàm, Ninh Khiết thì những bà vợ kia chưa biết được tình huống hiện tại là thế nào. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, trước tiên hắn gọi cho Isabella, cú điện thoại này được nối thông rất nhanh, bên kia truyền đến một âm thanh không quá khẳng định. Chồng nhỏ, là cậu sao? Chị Isabella, tất nhiên là tôi rồi, vợ Vi Nhi đâu? Hạ Thiên trả lời một câu rồi lập tức hỏi về Ngải Vi Nhi. Huấn luyện viên, chồng nhỏ điện thoại đến này. Hạ Thiên nghe được âm thanh ở phía bên kia, một giây sau giọng điệu mất hứng của Ngải Vi Nhi vang lên. Này, cậu còn chưa chết sao? Vợ Vi Nhi, chú chồng chết cũng không tốt, chú ý tôi đánh mông chị. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Đánh thì đánh, tôi cũng không sợ. Nếu cậu có bản lĩnh thì đến đây mà đánh. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Vợ Vi Nhi, chị đang ở đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ở Mỹ, chỗ kia chẳng có gì vui, tôi không thích. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng rồi, vợ Vi Nhi, có chuyện muốn hỏi chị đây. Chương 1077, phụ nữ có thai xinh đẹp. Chuyện gì vậy? Ngải Vi Nhi có chút mất hứng. Cậu đừng nói cậu còn đang trốn Tống Ngọc Mị kia. Không muốn đến tìm chúng tôi đấy nhé. Vợ Vi Nhi, tôi thật sự muốn đét đít chị quá xem thường chồng rồi, người phụ nữ kia đã bị tôi giải quyết xong. Hạ Thiên có chút bất mãn, nếu Ngải Vi Nhi bây giờ ở trước mặt thì chắc chắn sẽ bị đánh mông. Vậy cậu muốn nói gì? Ngải Vi Nhi mất hứng hỏi. Có việc gì thì nói mau, chỗ này của tôi đang là buổi tối, tôi còn phải đi ngủ. Ngủ sao? Hạ Thiên sinh ra xúc động muốn phóng sang. Vợ Vi Nhi xưa nay luôn điên cuồng trên giường, điều này làm hắn rất hoài niệm. Đáng tiếc là bây giờ Hạ Thiên chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi, không thể nào bay sang.
Tuy bây giờ hắn có thể bay, nhưng bay là một chuyện, bay đến nước Mỹ là một chuyện, sợ rằng mới bay được nửa đường đã rớt xuống Thái Bình Dương. Này, cậu nói nhanh lên, nếu không tôi đi ngủ đây. Ngải Vi Nhi reo lên mất hứng, nàng có chút tức giận, người này đi hơn nửa tháng mà không cho về chú tin tức nào, cũng không thèm điện thoại, làm nàng lo lắng rất lâu. Bây giờ nàng biết hắn đã tốt, nàng có chút tức giận, hắn không biết gọi điện thoại cho nàng sớm một chút sao. Vợ Vi Nhi, tôi muốn nói cho chị biết, nhị sư phụ của tôi cũng là cha của chị đã xuống núi rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra vấn đề. Xuống núi rồi sao, ý của cậu là, ông ta đã xuống Thanh Phong Sơn rồi. Ngải Vi Nhi chợt sững sờ, sau đó nàng có chút vội vàng nói. Đúng vậy, ông ấy đã xuống núi, nhưng bây giờ tôi cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Hạ Thiên trả lời. Cái gì, bây giờ cậu cũng không biết ông ấy đi đâu. Ngải Vi Nhi chợt nổi giận. Như vậy tôi sao có thể đi tìm ông ấy? Vợ Vi Nhi đừng lo lắng, sau này ông ấy sẽ liên lạc với tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên an ủi Ngải Vi Nhi. Tóm lại chị cứ yên tâm, tôi sẽ đưa chị đi tìm ông ấy, hơn nữa tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chủ động đi tìm chị. Vậy cậu không biết chờ ông ấy đến tìm rồi nói cho tôi biết sao sao? Ngải Vi Nhi thở phì phò nói một câu. Cậu làm tôi tức chết, tôi cúp điện thoại đây. Ngải Vi Nhi giống như rất tức giận, nàng nói xong thì cúp điện thoại, sau đó Hạ Thiên gọi lại, bên kia tắt máy. Vợ Vi Nhi luôn không nghe lời như vậy. Hạ Thiên lầm bầm nói. Dù là ở trên giường thì vợ Vi Nhi cũng không hoàn toàn phối hợp với hắn, có đôi khi hắn phải chiều ý theo tư thế nàng thích, xem ra sau này cần phải dạy bảo nhiều hơn. Hạ Thiên thật ra cũng không tiếp tục điện thoại cho Ngải Vi Nhi, hắn còn rất nhiều cuộc điện thoại cần gọi, vì thế hắn nhanh chóng bấm một số máy. Băng Băng, là tôi. Lần này Hạ Thiên gọi cho Lãnh Băng Băng. Tôi biết là cậu. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng từ bên kia truyền đến, có vẻ rất bình tĩnh. Tiểu Kiều tối qua đã điện thoại cho tôi, vì vậy cậu không cần giải thích nguyên nhân vì sao mất tích trong khoảng thời gian qua, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, khi nào cậu quay về Giang Hải. Băng Băng, tôi sẽ nhanh chóng quay về, tôi rất nhớ chị. Hạ Thiên vội vàng nói. Ừ, cậu nên may quay về. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng vô tình trở nên dịu dàng hơn, nàng có chút trầm mặc, sau đó khẽ nói. Chồng, tôi cũng rất nhớ cậu, nếu có thể, cậu quay về ăn Tết với tôi. Được, Tết tôi sẽ về. Hạ Thiên đồng ý. Được, tôi chờ cậu. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói. Không nói nữa, chỗ tôi có việc. Được, tôi cúp máy đây. Hạ Thiên dù có chút không muốn nhưng vẫn cúp điện thoại, trong lòng đang thầm nghĩ về dư vị hai hạt bồ đào của cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên đang định gọi điện thoại cho các bà vợ khác thì chuông cửa vang lên, hắn nhìn đồng hồ rồi lầm bầm. Vợ quỷ keo kiệt có lẽ là người bên phía Hong Kong đến đón. Chúng ta ra ngoài thôi. Ừ, tôi đi rửa mặt. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng nói xong thì đi xuống lầu. Hạ Thiên cũng theo sau, hắn đi ra cửa lớn, sau đó nhìn thấy một chiếc xe Lincoln màu đen dừng bên ngoài, cổng vào còn có bốn người đang đứng, ba nam một nữ. Ánh mắt của Hạ Thiên trước tiên chuyển lên người của người phụ nữ kia, nhưng không phải chỉ vì người phụ nữ này rất đẹp, mà là vì hắn thấy bụng của nàng nhú lên. Đừng nói là thần y, dù là một người bình thường cũng biết ngay nàng có thai. Tất nhiên nếu dựa theo tiêu chuẩn bình thường thì người phụ nữ có thai này rất đẹp, gương mặt cũng được cho là xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, dù nàng có mang nhưng thân hình vẫn rất khá. Nàng tương đối cao, ít nhất cũng là 1m75, chân tương đối dài, dù mang thai cũng có tư thế người mẫu. Tóm lại đây là một người phụ nữ có mang tuy không đủ mức tiêu chuẩn làm vợ Hạ Thiên nhưng gương mặt và thân hình vẫn rất đẹp. Người phụ nữ có mang này nhìn qua có vẻ rất trẻ, chưa đến 30, ăn mặc rất tốt, quần áo đều là hàng xa xỉ. Lúc này người phụ nữ trẻ có mang đang kéo tay một tên đàn ông trẻ tuổi hơn 30, người này không cao, có hơi lùn so với nàng, gương mặt cũng rất tốt, ít nhất cũng có bộ dạng mặt trắng, cách ăn mặc cũng rất ra hồn, xem ra cũng là kẻ có tiền. Sau lưng cặp nam nữ trẻ tuổi là hai người đàn ông trung niên hơn 40, hai người này mặc tây trang, dáng người khôi ngô. Hạ Thiên chỉ cần liếc mắt là thấy hai người kia có chút công phu quyền cước, trên người cũng có vũ khí, rõ ràng là vệ sĩ. Chào cậu, xin hỏi Hạ Thần Y có ở đây không? Người mở miệng đầu tiên chính là tên đàn ông mặt trắng, hắn nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng khách khí hỏi. Tôi chính là Hạ Thiên, có phải anh là người Hứa gia phái đến? Hạ Thiên lười biếng nói. Trước đó Hạ Thiên ở cùng với Mộc Hàm,
nàng đã đơn giản nói rõ tình huống người bệnh, biết rõ ông lão mà mình sắp chữa bệnh tên là Hứa Thanh Sơn, nàng cũng đã sớm liên lạc tốt với Hứa gia, để người Hứa gia đến đón Hạ Thiên. Vì vậy lúc này Hạ Thiên mới hỏi xem đám người này có phải người Hứa gia phái đến hay không, điều làm cho hắn cảm thấy buồn bực chính là vì sao đối phương lại cho một người phụ nữ có mang đến đây. Chào Hạ Thần Y, tôi là Hứa Gia Thịnh, cha là Hứa Thanh Sơn, một tiểu thư ở thủ đô nói chúng tôi đến tìm cậu, không biết bây giờ cậu. Giọng điệu của Hứa Gia Thịnh vừa khách khí vừa kinh ngạc, tuy trước khi đến hắn đã nghe nói Hạ Thần Y còn rất trẻ, nhưng cũng không ngờ lại quá trẻ như vậy. Hơn nữa vị Hạ Thần Y này không phù hợp với hình tượng trung y trong đầu hắn, vị thần y này có vẻ quá bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. À, anh chính là tiểu nhi tử Hứa Gia Thịnh của ông lão Hứa Thanh Sơn sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, các anh chờ chút, vợ tôi sắp ra, tôi sẽ đi đến Hong Kong với các người. Hạ Thiên cắt đứt lời Hứa Gia Thịnh, hắn cũng không có tâm tư khách khí với đối phương. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ chữa tốt cho cha anh, cũng không muốn mất nhiều thời gian làm gì. Vậy làm phiền Hạ Thần Y. Tuy Hứa Gia Thịnh cảm thấy trong lòng không quá thoải mái nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí, đúng là không có biện pháp, ai bảo bây giờ hắn có việc cầu người. Hứa Gia Thịnh dừng lại một chút rồi bắt đầu giới thiệu thân phận của ba người còn lại. Hạ Thần Y, đây là hôn thê của tôi Vệ Hiểu Đồng, bọn họ là Hứa Cương và Hứa Cường. Chào Hạ Thần Y, tôi đã từng dùng sản phẩm công ty của anh, hiệu quả thật sự rất tốt. Vệ Hiểu Đồng cũng chủ động chào hỏi Hạ Thiên. Chào Hạ Thần Y. Hứa Cương và Hứa Cường cũng tranh thủ chào hỏi. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Vệ Hiểu Đồng. Sản phẩm của công ty tôi. Chị nói gì? Hạ Thần Y, chính là sản phẩm của tập đoàn Thần Y. Tôi đã dùng qua sản phẩm trang điểm tiểu mỹ nhân, còn có nước hoa quý công chúa, hiệu quả thật sự là rất tốt. Chẳng qua bây giờ sản phẩm của tập đoàn Thần Y cung không đủ cầu, nước hoa của tôi đã sắp hết, muốn mua thêm một lọ cũng không được. Vệ Hiểu Đồng nhanh chóng nói, nàng nói đến nước hoa và đồ trang điểm thì có chút hưng phấn. Điều này cùng là bình thường, phụ nữ thường cảm thấy hứng thú với hai thứ này. À, tập đoàn Thần Y, tôi biết rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu Vệ Hiểu Đồng nói đến cái gì, xem ra mỹ nữ tỷ tỷ thật sự lợi hại, mới đó đã bán sạch sản phẩm rồi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn đang định điện thoại cho Diệp Mộng Oánh, đúng lúc này sau lưng vang lên giọng nói quyến rũ của Ninh Khiết. Chồng. Giọng nói của Ninh Khiết cũng thu hút ánh mắt của Hứa Gia Thịnh và hai người vệ sĩ, ánh mắt Hứa Gia Thịnh chợt đứng đờ lại, vô tình sinh ra cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Hắn vô tình liếc mắt nhìn Vệ Hiểu Đồng, sau đó lại nhìn Ninh Khiết, lập tức hiểu ra cái gì mới gọi là mỹ nữ. Khi hắn thấy Ninh Khiết kéo tay Hạ Thiên, hắn cảm thấy đánh giá Hạ Thiên chỉ là bình thường của mình là sai, hắn cảm thấy Hạ Thiên thật sự không bình thường. Vệ Hiểu Đồng lại sinh ra chút tự ti, dáng người của Ninh Khiết làm một người tự tin là người mẫu như nàng cũng có chút mặc cảm, đặc biệt là cặp chân nhỏ đẹp của Ninh Khiết, rõ ràng cao hơn nàng một bậc. Hơn nữa trên người Ninh Khiết còn có một loại khí chất đặc biệt, đó mới là nguyên nhân làm nàng mặc cảm. Được rồi, vợ tôi đã ra, chúng ta đi. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn không muốn lãng phí thời gian, hắn đã đồng ý về ăn Tết với cảnh sát tỷ tỷ. Được, Hạ Thần Y, bà Hạ, mời lên xe. Hứa Gia Thịnh cung kính nói một câu rồi tự mình mở cửa xe. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn kéo Ninh Khiết lên xe, mà đám người Hứa Gia Thịnh cũng nhanh chóng lên theo. Một lúc sau chiếc Lincoln đã chạy ra khỏi khu hồ Hương Tuyết. Xe chạy được một lúc thì Hạ Thiên lấy điện thoại ra, lúc này hắn gọi cho Diệp Mộng Oánh. Chồng, là cậu sao? Điện thoại nối thông rất nhanh, bên kia vang lên âm thanh vui mừng của Diệp Mộng Oánh. Hạ Thiên đang định trả lời thì đột nhiên lái xe Hứa Cương dùng giọng căng thẳng nói. Tam thiếu gia, hình như có một chiếc xe luôn đi theo chúng ta. Chương 1078, một lời nói đầy uy lực. Cái gì? Hứa Gia Thịnh chợt có chút kinh hoàng. Anh Cường, anh xác định sao? Cơ bản xác định, chiếc xe này theo đuôi chúng ta từ khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Hứa Cương trả lời. Nhưng Tam Thiếu Gia cũng đừng lo, chiếc xe này tạm thời theo sau khá xa, tôi có thể bỏ đối phương lại sau lưng. Mau tăng tốc đi. Hứa Gia Thịnh có chút kinh hoàng, hắn dặn dò. Đừng chạy quá nhanh, sợ Hiểu Đồng không chịu được. Này, các người đừng làm ồn. Tôi đang gọi điện thoại. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói, sau đó hắn mới trả lời vấn đề của Diệp Mộng Oánh. Mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên là tôi, chị đang làm gì vậy? Có phải nhớ tôi rồi không? Tôi đang họp.
Diệp Mộng Oánh hạ thấp âm thanh. Tất nhiên tôi nhớ cậu, gần đây cậu đi đâu? Sao không có chút tin tức nào vậy? Mỹ nữ tỷ tỷ, điều này không thể nói rõ bây giờ được, tôi quay về Giang Hải sẽ nói rõ ràng. Hạ Thiên thật ra không muốn nói về vấn đề này, hắn cảm thấy như vậy cũng không hay, dù sao hắn cũng bị một người phụ nữ dọa, nói ra cũng không quá vui vẻ. Ừ, khi nào cậu quay về? Diệp Mộng Oánh cũng không truy vấn, điều nàng quan tâm nhất lúc này là khi nào Hạ Thiên sẽ xuất hiện trước mặt mình. Bây giờ còn chưa xác định, tôi đang đi đến Hong Kong. Hạ Thiên cũng chưa thể chắc chắn thời gian, hắn còn định nói gì đó thì Hứa Cương lại hô lên. Không xong, chiếc xe kia càng lúc càng gần, tốc độ cũng rất nhanh, tình huống có vẻ không ổn. Tam thiếu gia, nếu không thì chúng ta dừng xe lại, vì vệ tiểu thư đang mang thai, nếu phát sinh va chạm thì quá phiền phức. Hứa Cương dùng giọng đề nghị nói. Không thể dừng, bọn họ tám phần là do nhị ca phái đến, nếu chúng ta dừng lại thì chỉ có chết mà thôi. Hứa Gia Thịnh có vẻ kinh hoàng. Chạy nhanh lên, vượt mặt bọn họ thì chúng ta còn sống, nếu không sẽ bỏ mạng ở nội địa. Này, đừng tranh cãi nữa. Hạ Thiên mất hứng nói một câu, sau đó bên tai cũng vang lên giọng nói của Diệp Mộng Oánh. Chồng, bên kia sao vậy, có chuyện gì sao? Không có gì, mỹ nữ tỷ tỷ, tôi cúp điện thoại trước, nếu chị muốn thì cứ việc điện thoại cho tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Ừ, cậu nên cẩn thận. Diệp Mộng Oánh thật sự cũng không lo lắng, vì nàng biết rõ người đàn ông của mình có năng lực phi phàm, dù gặp phải chuyện gì hắn cũng có thể xử lý được. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn hạ kiếng xe xuống nhìn ra phía sau, cuối cùng hỏi Hứa Cương. Này, anh nói chiếc xe đi theo chúng ta, có phải chiếc xe màu xám, biển số có cố cuối là 425 không? Hứa Cương giật mình, tốc độ giảm xuống một chút. Hạ thần y, tôi không nhìn rõ biển số. Nhưng chiếc xe kia quả thật có màu xám, là một chiếc Honda. Chồng, là chiếc xe kia. Ninh Khiết khẽ nói. Đã đi theo chúng ta từ lâu. À, đúng là nó, trên xe có bốn người, hình như có súng. Hạ Thiên nhìn nhìn rồi lười biếng nói. Điều này, Hạ Thần Y, cậu có thể thấy rõ người trên chiếc xe kia sao? Vệ Hiểu Đồng không khỏi hỏi một câu, mà Hứa Gia Thịnh và Hứa Cương, Hứa Cường cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Ninh Khiết lại khẽ nói. Chồng, nếu không thì chúng ta đi giải quyết bọn họ. Lần này người trong xe không còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, mà bọn họ chuyển sang nhìn Ninh Khiết, giải quyết bọn họ sao? Lời này sao có chút quái dị như vậy? Vợ, có tôi ở đây thì việc nhỏ nhặt này sao có thể để chị phải ra tay? Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn nhìn Vệ Hiểu Đồng. Này, chị cho tôi một quả, thứ chị đang ăn ấy. Sao? Vệ Hiểu Đồng ngẩn ngơ, sau đó nàng mới cẩn thận hỏi. Hạ thần y, cậu nói quả mơ này sao? Vệ Hiểu Đồng có mang, thường thì phụ nữ có mang rất thích ăn đồ chua, nàng cũng không ngoại lệ. Vừa rồi nàng thấy có hơi buồn nôn, vì vậy muốn ăn vài quả để dạ dày giảm bớt cảm giác khó chịu, nhưng nàng không ngờ Hạ Thiên cũng muốn, nàng cảm thấy điều này rất kỳ quái, chẳng lẽ vị Hạ thần y này thật sự muốn ăn mơ của nàng? Thứ này là quả mơ sao? Hạ Thiên thật sự không biết. Hắn chưa từng ăn thứ này, tất nhiên hắn cũng không muốn trả lời vấn đề của Vệ Hiểu Đồng. Này, mặc kệ đó là thứ gì, chị cho tôi một quả là được. Được, được. Vệ Hiểu Đồng tuy cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn lấy vài quả đưa cho Hạ Thiên. Hạ thần y, cho cậu. Một quả là được. Hạ Thiên không muốn nhiều như vậy. Vệ Hiểu Đồng có chút buồn bực, nhưng lần này nàng cũng không nói nhiều, nàng cho Hạ Thiên một quả. Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh cũng cảm thấy rất khó hiểu, tiểu tử này làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn tán tỉnh vợ mình? Nhưng cũng không đúng, tiểu tử kia đã có vợ rất đẹp, không nên có hứng thú với vợ mình mới đúng. Trừ khi tên kia thích phụ nữ có mang, nếu không sẽ chẳng có gì đúng. Ninh Khiết cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng đúng lúc này Hạ Thiên làm một việc làm Vệ Hiểu Đồng cảm thấy khó hiểu hơn, đó chính là hắn ném quả mơ ra ngoài xe. Vệ Hiểu Đồng cảm thấy rất khó hiểu. Vị thần y xin mơ của nàng để vứt ra ngoài chơi thôi sao? Hứa Gia Thịnh càng thêm nghi ngờ Hạ Thiên, xem ra tiểu tử kia đang muốn lôi kéo làm quen với vợ mình. Đám thầy thuốc này rõ ràng không ra gì, còn muốn cả phụ nữ có thai, khốn nổi đó là vợ mình, đợi khi bệnh của cha được chữa xong thì phải cho hắn biết tay. Hứa Gia Thịnh thầm nghĩ, đừng nghĩ hắn biểu hiện khách khí mà trong lòng cũng là như vậy, thực chất hắn cũng không quá coi trọng Hạ Thiên. Hắn chỉ nghe nói tên này y thuật rất cao, có thể chữa tốt cho cha.
còn nghe nói người này là ông chủ tập đoàn thần y, ngoài ra hắn chẳng biết thêm điều gì về đối phương. Được rồi, chiếc xe kia không theo kịp, các người cũng đừng quấy rầy tôi gọi điện thoại nữa. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Nghe nói như vậy thì đám người Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng chợt sững sờ, mà Ninh Khiết cũng hiểu, Hạ Thiên có vẻ tùy ý ném quả mơ nhưng thực tế lại ném về phía chiếc xe phía sau. Đám người kia không biết nhưng Ninh Khiết thấy rất rõ, quả mơ kia trực tiếp xuyên qua lốp xe tạo nên hai lỗ hổng lớn. Kỳ quái, chiếc xe kia thật sự dừng lại. Hứa Cương trước đó có vẻ căng thẳng, bây giờ dùng giọng kinh ngạc nói. Có gì mà kinh ngạc, nổ lốp tất nhiên phải dừng lại. Hạ Thiên tức giận nói một câu. Tôi muốn điện thoại cho vợ, các người yên tĩnh một chút cho tôi. Trong xe rất yên tĩnh, có vài ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bọn họ không rõ vì sao Hạ Thiên biết chiếc xe kia nổ lốp. Chẳng lẽ việc này do hắn làm ra, nhưng sao có thể như vậy được? Hạ Thiên cầm lấy điện thoại bấm số, lần này hắn gọi cho Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, là tôi. Hạ Thiên điện thoại cho những bà vợ mà trước đây mình không biết tình hình, đầu tiên là Tôn Hinh Hinh. Sau đó là Liễu Vân Mạn, Sở Giao, Thư Tịnh, ngay cả Vương Tiểu Nha cũng gọi đến hỏi thăm. Lúc này ánh mắt đám người trong xe ngày càng kỳ quái, người này đúng là quen biết quá nhiều phụ nữ, chỉ một lát mà gọi điện cho không biết bao nhiêu người. Người này quả nhiên là ác quỷ sắc lang. Hứa Gia Thịnh thầm nghĩ, nhưng lại bắt đầu có chút ghen tị, hắn chơi gái cũng không thiếu nhưng không tùy tiện như tiểu tử kia, dám chơi trò một chân dẫm nhiều thuyền, bản lĩnh này đáng giá học tập. Vệ Hiểu Đồng dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ninh Khiết, người phụ nữ kia không ghen sao? Chồng cùng nhiều phụ nữ anh em ngọt xớt trong điện thoại, sao nàng ta lại giống như không nghe thấy như vậy? Cảng Thành và Hong Kong thật sự rất gần, vì vậy Hạ Thiên còn chưa nói chuyện với các bà vợ cho thoải mái thì đã đến nơi. Hạ Thần Y, đã đến, mời xuống xe. Hứa Gia Thịnh lúc này xuống xe đầu tiên, hắn mở cửa xe cho Hạ Thiên, biểu hiện khách khí. Hạ Thiên cuối cùng cũng cúp điện thoại. Hắn kéo Ninh Khiết xuống xe, sau đó phát hiện mình đi đến một biệt thự gần biển. Biệt thự này có diện tích rất lớn, chính giữa là một tòa nhà lớn, bên cạnh là vài tòa nhà nhỏ hơn, nhìn qua giống như một quần thể biệt thự. Bốn phía khu biệt thự có tường cao, nơi đi vào duy nhất chính là cổng chính trước mặt hắn. Tất nhiên đối với hắn thì nơi đâu cũng là cửa, tùy tiện nhảy vào là được. Hứa Cương và Hứa Cường nhanh chóng xuống xe, sau đó Hứa Gia Thịnh nói với Hạ Thiên. Hạ tiên sinh. Bà Hạ, xin theo tôi vào trong. Tôi là Ninh Khiết, tạm thời đừng gọi là bà Hạ. Ninh Khiết cuối cùng cũng mở miệng nói. Vâng, Ninh tiểu thư. Hứa Gia Thịnh vội vàng sửa lại cách xưng hô, trong lòng cũng có chút vui sướng, xem ra người phụ nữ này đã giận. Không riêng gì Hứa Gia Thịnh, Vệ Hiểu Đồng cũng nghĩ như vậy, rõ ràng Ninh Khiết bất mãn với Hạ Thiên vì vừa rồi gọi với gái, vì thế quyết định phủi sạch quan hệ. Nhưng bọn họ cũng phát hiện Ninh Khiết khoác tay Hạ Thiên, vẫn rất thân mật, không có vẻ tức giận. Này, mau dẫn đường, còn ngây ra đó làm gì? Hạ Thiên lúc này dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hứa Gia Thịnh. Tôi còn muốn hôm nay trở về Cảng Thành, đừng làm mất thời gian của tôi. Vâng, xấu hổ quá, Hạ Thần Y, mời. Hứa Gia Thịnh có chút bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, sau đó đi về phía cổng. Vào phòng khách. Hạ Thiên phát hiện trong đây có không ít người, già trẻ nam nữ đều có, hơn chục người. Hứa Gia Thịnh vừa vào thì một giọng nói quái dị vang lên. Tam đệ có vẻ rất hào hứng, bây giờ đến lúc nào rồi mà còn mang bạn gái đi dạo phố. Chương 1079, nhà giàu nhiều ân oán. Nói chuyện là một phu nhân ăn mặc rất đẹp đẽ, nếu xem cách ăn mặc thì thấy phu nhân này chỉ 20, xem dáng người thì 30, nếu nhìn vào gương mặt thì phải là 40. Nếu nói về tuổi thật của nàng, Hứa Gia Thịnh biết rất rõ, vì vị phu nhân này chính là vợ của đại ca của hắn là Hứa Gia Phú, cũng chính là chị dâu, là Vương Thục Di. Chị dâu, cũng đừng nói như vậy, em và Hiểu Đồng chạy đến Cảng Thành đón Hạ Thần Y đến xem bệnh cho cha, chuyện này các người đều biết, bây giờ lại vu khống em đi dạo phố, không thấy hơi quá đáng sao. Hứa Gia Thịnh dùng giọng tức giận phản bác. Tam đệ, không phải ta đã nói rồi sao, đón bác sĩ thì đưa lái xe đến là được. Nhưng cậu lại muốn tự mình đi, thậm chí còn đưa cả Hiểu Đồng theo, cậu không biết Hiểu Đồng đang có mang sao. Tôi nghe nói thành phố Cảng Thành bên kia chỉ an không được tốt, nếu Hiểu Đồng gặp vấn đề rắc rối hoặc gặp cướp, hoặc có va chạm gì đó làm bị thương, như vậy Hứa Gia chúng ta cũng khó thể nói rõ ràng với trưởng tôn. Lại một người phụ nữ lên tiếng, người phụ nữ này lại rất trẻ, tối đa cũng chỉ là 30 mà thôi,
bộ dáng không tệ, tốt hơn rất nhiều so với một Vương Thục Di dáng người kém nhưng ăn mặc rất tốt. Nhưng nếu so sánh với Vệ Hiểu Đồng của Hứa Gia Thịnh thì người phụ nữ này vẫn còn kém rất xa. Người phụ nữ này chính là nhị tẩu của Hứa Gia Thịnh, Hoàng Gia Lệ, coi như có xuất thân khuê phòng đại gia, nhưng nhà mẹ đẻ bây giờ cũng khá xa sút. Hứa Gia Thịnh nghe nói như vậy thì càng thêm tức giận. Nhị tẩu, vì sao tôi phải đích thân đi mời Hạ Thần Y, tại sao tôi phải đưa cả Hiểu Đồng đi, các người không biết rõ ràng sao? Nếu chị không biết rõ thì sao không hỏi nhị ca và đại ca? Đây chính là vì bọn họ không muốn chúng tôi tự mình đi. Lão Tam, cậu nói gì vậy? Tôi cho cậu tự mình đi, cũng không nói sẽ cho Hiểu Đồng đi, nếu đứa con trong bụng của Hiểu Đồng có vấn đề, chúng ta sao có thể gánh vác được trách nhiệm này? Một người đàn ông đón lời, người này hơn 30, tướng mạo có chút giống như Hứa Gia Thịnh, hắn chính là nhị ca của Hứa Gia Thịnh, chồng của Hoàng Gia Lệ, là Hứa Gia Hưng. Đúng vậy, bây giờ có người nào không biết đứa bé trong bụng Hiểu Đồng chính là bảo bối của Hứa gia chúng ta? Hoàng Gia Lệ lập tức lên tiếng cùng chồng. Tam đệ, nhị đệ nói không sai, nếu đứa bé có vấn đề thì cậu là người có tội với Hứa gia. Lúc này mở miệng là một người đàn ông trung niên hơn 40, chính là Hứa Gia Phú. Tôi thấy tất cả các người đều ước gì đứa bé gặp chuyện không may mới đúng chứ. Hứa Gia Thịnh cười lạnh một tiếng. Tất cả các người bụng dạ đều biết rõ, các người đừng giả vờ. Tam đệ, em nói vậy là sao? Hừ, có người nói với đại ca của mình như vậy sao? Đúng là kỳ cục. Hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Trong phòng chợt lộn xộn, người này một câu người kia một câu, có vẻ khá hỗn loạn. Hạ Thiên và Ninh Khiết được Hứa Gia Thịnh mời đến lại căn bản không quan tâm đến điều này, cũng bị người khác vứt sang một bên. Ninh Khiết nhíu mày, nàng tuy không biết nguyên nhân cụ thể nhưng cũng có thể đoán ra, đây chính là vở kịch tranh đoạt gia sản trong những mối ân oán của nhà giàu. Những năm gần đây kẻ giàu có thường có thể làm bất cứ điều gì, anh em có thể đâm nhau, vì một con đàn bà mà anh em chia lìa. Nói chung là vì tiền, dù là anh em hay phụ nữ cũng đều trở mặt, dù là anh em ruột, là vợ chồng thì đứng trước lợi ích thường trở mặt thành thù. Này, tất cả im mồm cho tôi. Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu. Các người muốn cãi nhau thì chờ tôi đi thích làm gì cũng được, đừng làm mất thời gian của tôi. Phòng khách vốn rất ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, hơn 10 cặp mắt nhìn về phía Hạ Thiên, giống như đến bây giờ bọn họ mới chú ý đến hắn. Sau phút giây yên tĩnh ngắn ngủi thì lập tức có người mắng. Cậu nói gì vậy, đây là Hứa gia nhà chúng tôi, còn chưa đến lượt một người ngoài như cậu vung tay múa chân. Người mở miệng chính là Vương Thục Di. Tất nhiên những người khác tuy không nói lời nào nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng biết đang ủng hộ Vân Thanh. Bọn họ cảm thấy đây là nhà mình, cũng không đến lượt người ngoài mở mồm, người này dù là thầy thuốc được mời đến cũng không có tư cách như vậy. Đại tẩu, đây là Hạ Thần Y, là thầy thuốc đến chữa bệnh cho cha, tốt nhất chị nên khách khí một chút. Hứa Gia Thịnh hừ lạnh một tiếng. Tôi biết chị muốn làm cho Hạ Thần Y nổi giận bỏ đi, để cha chết cho nhanh, nhưng chị dâu này... Dù chỉ có ý đồ như vậy nhưng cũng đừng nên công khai thế chứ. Tam đệ, cậu đừng ngậm máu phun người, ai đợi bố chết. Tôi thấy cậu mới là kẻ tìm lang băm đến muốn bố chết sớm. Vương Thục Di tỏ ra tức giận. Tôi chưa bao giờ thấy một vị trung y nào còn trẻ thế này, ai biết cậu có lấy một tên nào đó ra giải mạo người ta hay không. Dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp Hạ Thần Y kia, cũng không phải cậu thích làm gì thì làm. Cậu nói hắn là Hạ Thần Y sao? Chứng minh ở đâu? Đại tẩu, chị đang cố tình gây sự à? Hứa Gia Thịnh bị chọc tức, đồng thời lại cảm thấy không biết nói gì, phải biết rằng hắn thật sự không thể nào chứng minh Hạ Thiên này là Hạ Thần Y, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn được gặp đối phương, cũng không rất rõ ràng về nhiều sự kiện về Hạ Thiên. Này, người quái dị, cô có bệnh cần phải chữa trị, đừng đứng đây nói bậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Vương Thục Di, đúng là tác oai tác quái. Người phụ nữ này nói hắn là lang băm, còn nghi ngờ thân phận của hắn, hắn cảm thấy đánh nàng thì ô uế bàn tay, nếu không đã cho một tát từ lâu rồi. Cậu nói gì, cậu nói ai là người quái dị? Vương Thục Di cũng lập tức bị chọc giận, Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh thì rất vui sướng, trước đó hắn cũng không có nhiều hảo cảm nhưng bây giờ lại thấy Hạ Thiên thuận mắt hơn. Nói cô chữ ai, lớp phấn trên mặt dày cả tấc. Hạ Thiên tức giận nói. Tôi đánh cô sợ dính vào phấn. Nếu không đã sớm cho ăn đòn rồi. Vương Thục Di đáng thương lập tức run run, sắp nổi điên đến nơi. Nhưng lúc này Hạ Thiên không quan tâm đến nàng, hắn quay đầu nhìn Hứa Gia Thịnh. Này,
anh đưa tôi đến tìm ông lão Hứa Thanh Sơn, tôi rất bận, không rảnh mất thời gian ở đây. Vâng, Hạ Thần Y, mời. Hứa Gia Thịnh cũng tạm thời có quyết định không cãi nhau với đám người kia, chỉ cần trị hết bệnh cho cha thì đối với hắn sẽ là thắng lợi lớn, bây giờ điều hắn mong chờ nhất, chính là mong sao vị Hạ Thần Y này thật sự là thần y. Cút, mày cút ra ngoài cho tao, Hứa Gia chúng tao không cần loại thầy thuốc bố láo như mày. Không, mày chắc chắn không phải là thầy thuốc, là một tên lừa gạt, ném ra ngoài cho tôi. Vương Thục Di lúc này hổn hển hét lên. Bốp, một âm thanh vang đội vang lên. Phòng khách ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, đám người Hứa Gia nhìn năm dấu ngón tay đỏ rực trên mặt Vương Thục Di, bọn họ ngây cả người. Vương Thục Di bị người ta cho một tát sao? Điều này, đúng là khó tưởng. Càng làm đám người cảm thấy khó tưởng chính là bọn họ không biết ai ra tay, vì bọn họ căn bản không thể thấy được, chỉ khi nghe được âm thanh, sau đó lại thấy dấu bàn tay trên mặt Vương Thục Di, lúc đó bọn họ mới biết có người đánh nàng. Cô không đủ tư cách để nói chồng tôi cút đi. Càng không có tư cách nói chồng tôi là kẻ lừa đảo. Cái tát này là bài học cho cô, làm người đừng ăn nói lung tung. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, Ninh Khiết mở miệng. Nếu chồng không muốn ô uế bàn tay của mình, tôi sẽ vì cậu ấy mà ra tay. Cô dám đánh tôi. Vương Thục Di dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Khiết, khoảnh khắc này nàng mới biết mình bị Ninh Khiết đánh. Nhưng ngay sau khoảnh khắc ngắn ngủi khó tin thì nàng chợt nổi điên. Con khốn nạn mày dám đánh tao. Mày có biết loại đàn bà đại lục khốn nạn mà ngàn vạn người cưỡi như mày cũng dám? Á! Vương Thục Di kêu lên thảm thiết, cơ thể bay lên không, trực tiếp đập vào vách tường phòng khách, cơ thể đập lên một bức tranh, sau đó rơi xuống, không nói được lời nào mà trực tiếp hôn mê. Dám mắng vợ tôi, đúng là muốn chết. Hạ Thiên lầm bầm, lần này cuối cùng hắn cũng ra tay, nếu nói cách nghiêm khắc thì hắn ra chân, trực tiếp đá bay Vương Thục Di. Đám người Hứa Gia chợt ngây cả ra. Cặp đôi này quá dũng mãnh, Hứa Gia Thịnh và đám người đã từng bị Vương Thục Di chọc giận thì có chút hả hê, khi thấy Vương Thục Di bị đánh thì không khỏi vui sướng, tất nhiên bọn họ cũng không biểu hiện niềm vui ra ngoài mặt. Chồng của Vương Thục Di, là đại ca của Hứa Gia, lúc này hắn không kiềm được lửa giận. Buồn cười, đúng là buồn cười, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát cho ta. Đưa tôi đi tìm Hứa Thanh Sơn. Hạ Thiên không quan tâm đến Hứa Gia Phú, hắn chỉ nói với Hứa Gia Thịnh. Được, Hạ Thần Y. Trước đó Hứa Gia Thịnh cảm thấy Hạ Thiên có ý đồ bất lương với vợ mình, nhưng bây giờ hảo cảm của hắn với Hạ Thiên đã tăng lên gấp bội. Trước đó hắn chỉ cố gắng tỏ ra khách khí, nhưng bây giờ hắn thật sự khách khí với Hạ Thiên, thực tế hắn đã muốn đạp vài cái lên gương mặt nhăn nhúm của Vương Thục Di. Hứa Gia Thịnh đưa Hạ Thiên lên lầu, Ninh Khiết cũng đi theo Vệ Hiểu Đồng. Đám người Hứa Gia Phú tuy tức giận nhưng cũng không ngăn cản. Bọn họ vừa cho người đưa Vương Thục Di đi bệnh viện vừa chờ cảnh sát đến. Đi lên lầu 2, Hứa Gia Thịnh đẩy cửa một gian phòng, một mùi hương đông y từ bên trong bùng ra. Tuy đây là biệt thự hiện đại nhưng mọi thứ bên trong đều có hương vị cổ điển, giường lớn làm bằng gỗ lim, bên giường là một cô gái hơn 20, trên giường là một ông lão xanh xao vàng vọt và khô héo. Em, cha đang ngủ sao? Hứa Gia Thịnh đi đến rồi mở miệng dò hỏi. Chương 1080, cút đi. Cô gái này không tính là xinh đẹp, dù so sánh với Vệ Hiểu Đồng cũng thua kém khá nhiều, chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính, đủ để ra ngoài gặp người mà thôi. Nhưng nàng có vẻ rất điềm tĩnh, giọng nói cũng rất dịu dàng. Đúng vậy, anh, các anh chị đi chưa lâu thì em đã cho bố uống nửa bát thuốc, sau đó bố ngủ đến bây giờ, còn chưa tỉnh lại. Cô gái dừng lại một chút rồi nói thêm. Anh cãi nhau với bọn họ làm gì? Không phải anh đến Cảng Thành đón thần y đến sao? Hạ Thần Y đâu? Cô gái trẻ tuy thấy trong phòng xuất hiện hai người xa lạ nhưng không cảm thấy trong số hai người đó thì ai là Hạ Thần Y, vì hai người kia đều có độ tuổi không hơn nàng, dù thế nào cũng không thể xem đó là thần y. Em gái, đây là Hạ Thần Y, đây là Ninh Tiểu Thư, là bạn gái của Hạ Thần Y. Hứa Gia Thịnh vội vàng nói, sau đó hắn quay sang Hạ Thiên và Ninh Khiết. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư. Đây là em gái của tôi, là Hứa Gia Văn, những ngày qua em ấy đều chăm sóc cho bố tôi. À, xấu hổ quá. Hứa Gia Văn vội vàng đứng lên, sau đó nàng cùng chào hỏi Ninh Khiết. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, là tôi thất lễ. Hạ Thiên không quan tâm đến Hứa Gia Văn, hắn không có hứng thú với những người phụ nữ xấu hơn vợ mình, hắn chỉ nhìn ông lão trên giường bệnh rồi hỏi một câu. Ông ta là Hứa Thanh Sơn sao? Đúng vậy, Hạ Thần Y. Là bố tôi,
Hứa Thanh Sơn. Hứa Gia Thịnh vội vàng gật đầu. Hạ Thiên nhíu mày, sau đó hắn nhìn Hứa Gia Văn. Cô cho ông ấy uống thuốc gì? Sao? Hứa Gia Văn chợt sững sờ, sau đó nàng vội vàng trả lời. Hạ thần y, đây là đơn thuốc của thầy thuốc Trần, cụ thể là thuốc gì, tôi cũng không rõ ràng lắm. Hạ thần y, cha tôi trước nay rất tín nhiệm trung y, thầy thuốc Trần cũng là người mà cha tôi tín nhiệm nhất, trước nay cơ bản đều là thầy thuốc Trần đến xem bệnh bốc thuốc. Nhưng lần này thầy thuốc Trần lại tỏ ra bất lực, ông ấy nói cha tôi dầu hết đèn tắt, ngày giờ không còn nhiều, chỉ có thể dùng một ý thuốc bổ để gắng gượng mà thôi. Trước kia mua sâm núi trăm năm cũng là lời đề nghị của thầy thuốc Trần, nói rằng như vậy sẽ cho cha tôi sống thêm được vài tháng. Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh nhanh chóng giải thích. Hạ Thiên không hỏi thêm điều gì, hắn bắt mạch cho Hứa Thanh Sơn, sau đó nhìn nửa bát thuốc bên cạnh rồi hỏi. Cô cho ông ấy uống thuốc này sao? Đúng vậy, Hạ Thần Y, là thuốc này. Hứa Gia Văn lần này không do dự mà lập tức gật đầu. Hạ Thiên bưng nửa chén thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó hắn lẩm bẩm. Tên ngốc nào kê đơn thế này? Hạ Thần Y, thuốc này có vấn đề sao? Hứa Gia Thịnh ngẩn người, sau đó hỏi ngay. Xem như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói. Cha anh nên cảm ơn tôi, nếu không phải tôi dùng hết củ sâm núi, sợ rằng bây giờ ông ấy đã xong rồi. Hạ Thần Y, anh nói đơn thuốc này có độc sao? Hứa Gia Văn có chút lo lắng nói. Đúng vậy, Hạ Thần Y, có thể nói rõ ràng một chút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Theo lý thì thầy thuốc Trần luôn là thầy thuốc của cha tôi, đồng thời cha tôi cũng rất tín nhiệm ông ta, đáng lý không nên hại cha tôi mới đúng. Hứa Gia Thịnh vội vàng hỏi thăm. Không độc, nhưng cha anh dùng vào sẽ chết nhanh hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thuốc bổ không thể dùng tùy tiện, với thân thể của cha anh thì căn bản không thể chịu được liều lượng như vậy. May mà lúc này dùng sâm thường thay thế cho sâm trăm năm, nếu không cha anh đã mất từ lâu. Còn thầy thuốc Trần kia rốt cuộc muốn hại cha anh hay y thuật quá kém, tôi cũng không rõ, cũng không liên quan gì đến tôi. Hạ thần y, bệnh của cha tôi còn có thể trị được sao? Hứa Gia Văn có chút vội vàng hỏi. Nói nhảm, tất nhiên là có thể trị, trên đời này không có bệnh gì tôi không trị được. Hạ Thiên tức giận nói. Các người yên tâm, tuy bây giờ tôi ăn sâm trăm năm là giúp cha anh, nhưng dù sao cha của anh cũng giúp tôi một đại ân, vì thế tôi sẽ chữa tốt cho ông ấy. Bây giờ tôi không nhiều lời với các người, tôi sẽ chữa bệnh cho ông ấy, đừng quấy rầy tôi. Hạ Thiên nói xong thì lấy ra một cây ngân châm, hắn không thèm nhìn mà đâm về phía Hứa Thanh Sơn. Hứa Gia Thịnh và Hứa Gia Văn không kịp phản ứng trước hành động chữa bệnh đột nhiên của Hạ Thiên, nhưng đến nước này bọn họ ở bên cạnh cũng không biết làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào động tác của hắn. Một lúc sau bọn họ đã tin y thuật của Hạ Thiên là không tầm thường, công phu châm cứu của hắn tuyệt đối khó thể tưởng, dù bọn họ là người thường cũng có thể thấy hắn cực kỳ thành thạo, điều này cũng làm cho bọn họ có thêm vài phần chờ mong. Thực tế trước đây bọn họ cũng không quá chờ mong vào Hạ Thiên. Chỉ là Hứa Thanh Sơn có vẻ rất tin tưởng vị Hạ Thần Y này, nghe nói vị Mộc tiểu thư có địa vị rất lớn ở thủ đô kia cũng rất tôn sùng Hạ Thiên, vì vậy bọn họ mới phải sang Cảng Thành đưa Hạ Thiên đến đây. Còn Hạ Thiên có thật sự chữa tốt cho Hứa Thanh Sơn hay không, bọn họ cũng chỉ có ý nghĩ ngựa chết ôm ngựa sống trong đầu mà thôi. Nhưng bây giờ hai anh em Hứa Gia Thịnh thật sự cảm thấy Hạ Thiên không phải danh tiếng trời ơi, lúc này dù là Hứa Gia Thịnh hay Hứa Gia Văn đều cảm thấy Hạ Thiên dù không thể chữa hết bệnh cho Hứa Thanh Sơn, ít nhất cũng làm cho ông sống lâu hơn. Mà ánh mắt của Vệ Hiểu Đồng thì có thêm chút quái dị, thật ra trong đám người Hứa Gia thì người tin Hạ Thiên nhất chính là nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bây giờ nàng xem như là người sử dụng chân thành của tập đoàn thần y, trước đó tập đoàn thần y tuyên truyền những sản phẩm của mình đều được Hạ Thiên điều chế ra, kết quả khi nàng biết được Hạ Thiên kia chính là Hạ Thiên này, nàng lập tức có sùng bái mù quáng với hắn. Nhưng ý nghĩ của Vệ Hiểu Đồng bây giờ lại rất khác biệt. Nàng có nên thông qua vị thần y này để mua vài bình nước hoa và sản phẩm trang điểm không nhỉ? Ba người Hứa Gia Thịnh đều có tâm tư, Ninh Khiết thì rất bình tĩnh, bây giờ nàng chỉ còn chờ Hạ Thiên nhanh chóng chữa xong bệnh cho Hứa Thanh Sơn, sau đó rời khỏi chỗ này. Nàng thật sự không có hứng thú với nơi đây, nàng đã có thói quen ở Cảng Thành, nàng đã có quyết định, sau khi về Cảng Thành thì nàng sẽ điện thoại cho Trương Đan, muốn cùng ở Cảng Thành với Trương Đan, không muốn quay về thủ đô. Ninh Khiết cũng không phải chờ quá lâu, nói chúng chỉ 5 phút sau thì Hạ Thiên đã thu hồi ngân châm và lười biếng nói. Được rồi, chúng ta đi. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn lập tức ra khỏi phòng, Ninh Khiết tất nhiên cũng theo sau.
Hạ thần y, xin chờ chút, tôi sắp xếp xe đưa mọi người về cảng thành. Hứa Gia Thịnh sững sốt, vài giây sau hắn mới kịp phản ứng, vội vàng chạy theo. Hạ Thiên nghe Hứa Gia Thịnh nói vậy thì dừng chân. Được, anh mau sắp xếp người đưa tôi về. Không có vấn đề, tôi sẽ cho anh Cương đưa mọi người về cảng thành. Hứa Gia Thịnh vội vàng gật đầu, sau đó hắn cẩn thận hỏi một câu. Hạ thần y, tôi muốn hỏi một chút, bệnh của cha tôi sau này có cần uống thuốc hay châm cứu? Nói lòng vòng làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Hứa Gia Thịnh. Anh không phải muốn hỏi cha mình đã được tôi chữa tốt chưa sao? Yên tâm đi, nếu không có vấn đề gì thì ông ấy sống 10 năm 8 năm là không có vấn đề. Hứa Gia Thịnh nở nụ cười ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy không quá tin tưởng, hắn cảm thấy nếu cha mình sống thêm được 1 năm thì sẽ coi Hạ Thiên là thần y, nếu sống được 10 năm 8 năm thì phải là thần. Đừng nói nhảm, mau sắp xếp tài xế đưa chúng tôi quay về. Hạ Thiên nói một câu, sau đó kéo Ninh Khiết xuống lầu. Đúng lúc này một âm thanh tức giận vang lên. Chính là bọn họ, chỉ huy Phương, chính là bọn họ đã thương bà nhà tôi, bây giờ vợ tôi còn hôn mê bất tỉnh, đã được đưa đi bệnh viện, anh nhất định phải bắt hung thủ lại. Người nói không phải là ai khác, chính là vị đại ca của Hứa Gia, là Hứa Gia Phú, bên cạnh hắn chính là một người đàn ông 30 tuổi, có lẽ là chỉ huy Phương trong miệng Hứa Gia Phú. Chỉ huy Phương này óc vóc dáng rất cao, làn da hơ đen nhưng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn, nếu chỉ nhìn đơn thuần về ngoại hình thì nữ ơi này tuyệt đối là bạch mã vương tử trong mắt thiếu nữ Hoài Xuân. Căn cứ vào lời nói của Hứa Gia Phú, vị chỉ huy Phương kia mang theo hai người đi về phía Hạ Thiên, sau đó lấy ra giấy chứng nhận. Tôi là chỉ huy cao cấp Phương Trung Thiên của phòng cảnh sát Tây Cửu Long, hai vị nà là đồng sự của tôi, chúng tôi đến để điều tra một vụ cố ý đả thương, bây giờ làm phiền hai người xuất trình chứng minh. Tránh đường, đừng cản đường của tôi. Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. Tiên sinh, làm phiền anh hợp tác một chút. Phương Trung Thiên lại có vẻ rất kiên nhẫn, ít nhất đến lúc này cũng không tức giận. Cút ngay. Hạ Thiên lại rất tức giận, hắn làm phiền nhất là có người cản đường. Nếu không cút ra thì tôi sẽ cho ăn đòn. Này, anh nói vậy được sao? Một cô gái còn trẻ đứng sau lưng Phương Trung Thiên mở miệng nói. Phương Trung Thiên cũng thật sự nổi giận. Vị tiên sinh này, chúng tôi có chứng cứ anh cố ý đả thương người khác, nếu anh không phối hợp, chúng tôi sẽ áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Cút đi. Một tiếng quát khẽ vang lên, nhưng âm thanh này lại không vang lên từ trong miệng Hạ Thiên. Nghe được âm thanh này dù là Hứa Gia Phú, Hứa Gia Hưng, hay những người còn lại của Hứa Gia đều không khỏi kinh hoàng, sau đó cùng nhìn lên lầu 2, Hứa Gia Thịnh cũng không ngoại lệ. Sau khi đưa mắt lên nhìn thì vẻ mặt Hứa Gia Thịnh chợt vui mừng như điên, vẻ mặt đám người Hứa Gia Hưng và Hứa Gia Phú thì có chút mất tự nhiên. Một ông lão được một cô gái hơn 20 đỡ xuống cầu thang, lúc này ông lão nói. Phương Trung Thiên, mang người của anh cút khỏi Hứa Gia cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1080.